Chương 286 ngoài những việc đó ra, Chiêm Lam không làm gì khác nữa, không tìm Trịnh Xá nói chuyện, cũng không tìm Sở Hiên hỏi về trận chiến cuối cùng. Nàng chỉ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình mỗi ngày, giống như nơi đây cũng không phải thế giới luân hồi. Chôn tình yêu với hắn vào lòng, cùng một chỗ với người lúc trước, tất cả đều là hồi ức mà ta trân trọng nhất, chẳng ai có thể biết được tương lai sẽ thế nào, có lẽ ta sẽ gặp được người còn tốt hơn, hoặc là một người khác như hắn. Nhân duyên do trời định ta tuyệt đối không phá hoại hạnh phúc của hắn và cô ấy cứ như vậy đi một mình ta cũng có thể sống tốt một cô gái như thế vẫn xinh đẹp và ung dung chiêm lam quả thật là quá nhàn nhã nàng có khả năng là người rảnh rỗi nhất trong cả đội so với nàng những người khác trong chung châu đội đều có chương trình rèn luyện riêng như hận không thể kéo dài thời gian ra mấy lần vậy dù sao thì trận chiến cuối cùng cũng đã sắp tới gần mỗi cá nhân đều có khả năng là một chiến lược quan trọng giúp xoay chuyển thế cục đặc biệt là những người có lòng trách nhiệm rất cao trong đội vương hiệp có lẽ chính là một người như vậy hắn có thể là người không có tư tâm nhất trong cả thế giới luân hồi cũng có thể là người có tư tâm lớn nhất trong cả thế giới này đầu tiên là hắn dựa vào thôi miên để tiến vào thế giới luân hồi khó tránh có chút khác biệt với những người còn lại hắn vì tổ quốc của mình mà vứt bỏ thế giới hiện thực yên ổn hòa bình tiến vào thế giới luân hồi nguy hiểm khủng bố này, có thể đời này cũng không còn cơ hội trở về, hơn nữa còn phải chết cực kỳ bi thảm. Dù sao thì đại đa số các thế giới phim kinh dị, cũng không phải loại phim tự nhiên như The Perfect Storm, bên trong có ma quỷ, có alien, có virus, có tất cả mọi thứ, muốn tiến vào thế giới luân hồi, hơn nữa còn biết trước tình huống trong thế giới đó, thật sự cần có dũng khí cực lớn. Vương Hiệp chính là một nam nhi không oán thán, không hối hận như thế. Là một quân nhân, hắn có vinh dự và trách nhiệm của mình, vì thế hắn rèn luyện cực kỳ điên cuồng vì thắng lợi trong trận chiến cuối cùng vì cơ hội trở về thế giới hiện thực hắn nhất định phải càng mạnh hơn nữa cũng không biết quá trình như thế nào theo bản thân hắn không ngừng mạnh lên cùng với liên tục sử dụng kỹ năng tạc đạn chi phối giả hắn dần dần phát hiện kỹ năng này có chút thay đổi ví dụ như yêu lực mà kỹ năng cung cấp càng lúc càng dồi dào số thuốc nổ có thể chi phối càng nhiều uy lực thuốc nổ qua chi phối càng lớn thậm chí các loại thuốc nổ bản thân tự biến ra cũng càng lúc càng nhiều Chi phối một quả tên lửa hạt nhân mini cần lượng yêu lực là 10, vậy chế tạo một món thuốc nổ lớn có sức mạnh bằng lựu đạn cầm tay cần lượng yêu lực từ 10 đến 20, chế tạo một số sinh vật nổ uy lực đặc biệt lớn lại càng cần nhiều yêu lực, chính vì thế chi phối so với chế tạo thì hợp lý hơn nhiều, đặc biệt là trong tình huống đoàn đội có sở hiên, có thể cung cấp chất nổ liên tiếp không ngừng. Sự thay đổi này của yêu lực dù sao cũng là chuyện tốt, vì thế Thế Vương Hiệp hy vọng có thể có càng nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng, cho nên hắn không ngờ lại là người đầu tiên tiến vào thế giới phim kinh dị để rèn luyện sớm hơn cả trịnh xá trước khi đến thế giới phim kinh dị hắn liền gặp sở hiên lấy rất nhiều bom plasma gần như mang hết cả số bom plasma dự trữ của sở hiên đi dù sao cũng đã có tên lửa hạt nhân mini dự trữ loại bom plasma có uy lực cao nhưng phạm vi không lớn này đã không còn nhiều tác dụng nữa không bằng lấy đi để rèn luyện ngoài đó ra hắn cũng hoán đổi hơn một vạn khối thuốc nổ bình thường chất đầy mấy túi không gian bấy giờ mới tiến vào thế giới phim kinh dị thế giới hắn lựa chọn là Starship Troopers, một thế giới phim kinh dị cực kỳ khủng bố, từng đàn bọ đông nghịt như biển. Cho dù là Trung Châu đội hiện tại tiến vào hành tinh của loài bọ, cũng không nhất định có thể dễ dàng toàn thân rút lui. Đây là thuốc giải độc mà ngươi cần. Tuy là không rõ loài bọ có thể có độc trùng hay không, hơn nữa loại thuốc giải độc này có thể khắc chế được các chất độc đó hay không, nhưng mà lấy T-virus thể cải tiến làm tiêu bản thí nghiệm, Loại thuốc giải độc này có khả năng từ phương diện gen giải quyết T virus, đại đa số các loại virus khác hẳn là đều có thể giết được, cầm lấy đi." Sở Hiên đưa một cái túi không gian cho Vương Hiệp, xung quanh còn có một vài thành viên đoàn đội, bọn họ đang tụ tập tại quảng trường, chờ đợi Vương Hiệp tiến vào thế giới phim kinh dị. Vương Hiệp cũng không do dự, hắn nhận lấy chiếc túi, thuận miệng hỏi, "Ừm, cảm ơn. Loại thuốc giải độc này có thể từ biến đổi gen giết chết virus, vậy với cơ thể người không có vấn đề gì chứ?" "À, nếu mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, ta nghĩ chắc là sẽ không sao. Sở Hiên thản nhiên đáp. Nói là như vậy, nhưng sao ngươi lại đưa mắt sang chỗ khác? Không cần biết thế nào, bây giờ Vương Hiệp cũng phải tiến vào thế giới Starship Troopers. Trước khi hoán đổi tiến vào, hắn đột nhiên quay sang phía Sở Hiên. Hỏi, Sở Hiên, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ những gì ngươi từng nói. Chính thể nước ta không hề thích hợp đứng đầu toàn thế giới, hoặc có thể nói là không thích hợp với địa vị như nước Mỹ hiện tại, đúng không? sở hiên gật đầu vẻ khẳng định đáp ừm không sai quyền lực tuyệt đối chẳng khác gì mục nát tuyệt đối không cần biết là quyền lực đó nằm trong tay một người hay trong tay một chính thể chỉ cần là một cái số ít kết quả chắc chắn sẽ sinh ra hủ bại khi giao tất cả quyền lập pháp hành pháp tư pháp giám sát nằm tập trung vào tay một chính thể ngươi cảm thấy thế nào vương hiệp thoáng ảm đạm cúi đầu rồi đột nhiên ngẩng lên trịnh trọng nói cái ta yêu là tổ quốc mình ta yêu tổ quốc mình cho dù thế nào cũng mãi mãi yêu bỏ qua tất cả mọi chuyện chính đảng sùng bái cá nhân hay là quân nhân gì đó ta chỉ muốn nói với ngươi ta yêu tổ quốc mình vĩnh viễn yêu ừm hiểu rồi cha ta cũng vậy sở hiên cũng không có phản ứng gì khác vẫn bình thản nói ta đi đây tiếp đó vương hiệp hoán đổi thời gian tiến vào thế giới starship troopers hắn cũng không có gì cần lưu lại cũng không cần phải hoán đổi thêm kỹ năng nào vì thế hoán đổi rất nhiều thời gian tiến vào thế giới phim gần như tiêu hao hết tất cả điểm thưởng sau nháy mắt, trước khi những người xung quanh định thần lại, Vương Hiệp mình mặc một bộ quân phục cấp tá trong Starship Troopers, nhưng toàn thân rách nát đã xuất hiện trước mặt họ. Vương Hiệp nhìn qua có vẻ rất thê thảm, trên người chỗ nào cũng là máu tươi và vết thương, khuôn mặt cũng bị khói nổ ám đen xì, nhưng tinh thần lại rất tốt, khỏe mạnh hoạt bát, không có chút chán nản sau khi bị thương nào. Ồ, oh, lâu lắm rồi không gặp, gần đây mọi người vẫn khỏe chứ. Vương Hiệp cười ha ha, nói. Cái này đúng là tiện lợi, trong đầu những người xung quanh đều có suy nghĩ như vậy. Có chút hoang đường, có chút khó diễn tả nhưng nói tóm lại, phương pháp tiến vào thế giới luân hồi để rèn luyện này nhìn qua có vẻ cũng không tệ. Cảm giác thế nào? Zero tò mò nhìn Vương Hiệp, hỏi. Cảm giác? Vương Hiệp ngẩn ra một chút rồi vừa cười vừa đáp, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tới đó gia nhập quân đội xong thì liên tục chiến đấu, mỗi ngày đều vì ngày mai có thể sống sót mà dãy ruộng. Cũng có những lúc rất thoải mái nghỉ ngơi trên tàu không gian, cũng có người đẹp bắt chuyện với ta, chiến công cũng oanh liệt nhanh chóng được thăng đến thiếu tá tình hình quân đội loài người bên đó rất không ổn bị loài bọ hành hạ đến thảm cơ hồ cứ liên tiếp tinh cầu này đến tinh cầu kia thất thủ còn về kỹ năng chi phối thuốc nổ các ngươi đoán thử xem kỹ năng gần nhất ta mới sáng tạo ra là gì những người xung quanh đều lắc đầu bất quá thấy vương hiệp tiến bộ lớn như vậy nhiều người liền sinh ý muốn tới thế giới phim kinh dị rèn luyện kỳ thật gọi là tự sáng tạo cũng không đúng dù sao kỹ năng này cũng cần rất nhiều chất nổ để ta chi phối mới được ta điều khiển được lõi nhiệt hạch. Vương Hiệp thần thần bí bí nói, vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ. Đây là đồng vị của Hydro, nếu khống chế mấy quả tên lửa hạt nhân mini cùng phát nổ một chỗ, thì nhiệt độ năng lượng sinh ra đủ để đạt tới phản ứng nhiệt hạch, uy lực mạnh gấp mấy chục lần tên lửa hạt nhân mini, gần như đạt tới sức mạnh của đạn đạo chiến lược. Kỹ năng này ta phải thử rất nhiều lần mới tìm ra được đấy. Vương Hiệp cười hề hề, nói với những người còn lại. Như vậy, thực lực của Vương Hiệp đúng là được để cao rất nhiều hơn nữa nghe nói hắn đã mở đến cơ nhân tỏa tầng thứ ba nói theo một cách nào đó chiến trường sinh tử đúng là rèn luyện người ta tốt hơn tất cả mọi chỗ khác không cần biết là thực lực hay chuyện gì khác nói mới nhớ ta sở dĩ mở cơ nhân tỏa đạt tới tầng thứ ba có một phần lớn là nhờ vào thuốc giải độc của sở hiên mấy lần sử dụng xong điều đau không muốn sống chỉ mong chết đi cho nhanh kết quả là không những không chết mà cơ nhân tỏa còn được đề cao rất nhiều sở hiên ngươi đừng có trốn không cần biết thế nào, Vương Hiệp coi như đã thành công, chỉ là người thứ hai tiến vào thế giới luân hồi lại là người không ai ngờ tới, Trương Hằng. Trương Hằng từ sau khi trở về chủ thần không gian đều đóng cửa không ra ngoài, đến ngày thứ hai sau khi Vương Hiệp trở về hắn mới ra khỏi phòng đi tới quảng trường chủ thần. Tiếp đó, hắn lại làm một việc rất kỳ lạ, từ bỏ cây cung kim loại màu bạc, hoán đổi lại vũ khí mà hắn sử dụng ban đầu lúc mới tiến vào thế giới luân hồi, cổ cung xạ thiên lang. Cây cung này hoàn toàn không thể bì được cung kim loại mày bạc, đương nhiên đó chỉ là kỹ năng tán xạ mà thôi nếu không tính đến chuyện đó chỉ dựa vào bạo liệt tiễn của trương hằng thì kỳ thực hai cây cung này cũng chẳng có khác biệt gì lớn sau khi hoán đổi cổ cung hắn liền tới trước phòng minh yên vi gõ cửa trên thực tế minh yên vi vẫn luôn len lén chú ý tới trương hằng tuy nàng nghĩ rằng mình đã rất cẩn thận nhưng những động tác đó gần như tất cả thành viên trung châu đội đều có thể thấy được chỉ có bản thân nàng là không biết thôi khi trương hằng mở cửa đi ra hoán đổi cổ cung xạ thiên lang, Minh Yên Vi nhìn qua khe cửa đã thấy tất cả. Đến lúc hắn bước tới trước phòng nàng, cô gái này liền đóng chặt cửa lại, cũng mặc kệ Trương Hằng gõ cửa, chỉ yếu ớt dựa lưng vào cửa từ từ ngồi xuống, cứ như vậy yên lặng, ngẩn ngơ. Trương Hằng gõ cửa một lúc rồi cuối cùng cũng trầm mặc, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, anh cũng sẽ tới Starship Troopers. Anh không phải vương hiệp, không hề quen thuộc những chuyện trong quân đội. Anh cũng không có tài năng chỉ huy, không thể trở thành sĩ quan cao cấp gì anh cũng không biết cận thân chiến đấu cũng không có sức sát thương phạm vi lớn như vương hiệp anh chỉ muốn mình càng mạnh hơn cho nên nhất định phải tới đó rèn luyện bản thân anh có thể sẽ chết trong đó không thể quay về được nữa vốn muốn gặp mặt em lần cuối vi anh sẽ không nói chuyện đời đời kiếp kiếp gì kiếp này có thể sẽ không cách nào bù đắp sai lầm của anh nữa nhưng chỉ anh chỉ hy vọng em đừng lấy sai lầm của anh mà làm tổn thương chính mình nếu như anh chết cố gắng sống sót trương hằng thở ra một hơi quay người bước tới chỗ chủ thần hắn mới đi được vài mét, cánh cửa sau lưng chợt mở tung. Minh Yên Vi đứng đó cười lạnh. Trên tay nàng cầm một cây trường cung màu xanh ngọc, cũng không biết là hoán đổi từ lúc nào, chỉ thấy nó nằm trong tay nàng trông cực kỳ tự nhiên, không có chút khác lạ, bất ngờ nào. Muốn tìm đến cái chết để trốn tránh trừng phạt sao? Ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Cho dù phải chết, ta cũng phải nhìn thấy ngươi chết. Ta sẽ cùng ngươi tới Starship Troopers. Ta sẽ chứng kiến ngươi bị đám bọ xé thành mảnh vụn. Minh Yên Vi nhìn Trương Hằng, lạnh lùng nói được nếu như lúc chết có em ở bên cạnh dù phải xuống địa ngục anh cũng không sợ hãi trương hằng thoáng sửng sốt rồi mỉm cười nhìn minh yên vi nói sau đó hắn cũng không ngoái đầu lại đi tới giữa quảng trường chủ thần minh yên vi do dự một chút rồi cũng cười lạnh đi theo hắn theo thông lệ sở hiên cũng cho trương hằng và minh yên vi mỗi người một túi thuốc giải độc theo như hắn nói thì đây là thuốc giải độc đã được cải tiến tác dụng tuyệt đối tốt hơn lần trước nhiều người nghĩ ta sẽ tin chăng đây là nguyên văn lời trương hằng bất quá không cần biết thế nào hắn vẫn nhận lấy thuốc giải độc tiếp đó đưa tay sang phía minh yên vi minh yên vi phản ứng rất mạnh nàng ngẩn ra một chút rồi quát lớn ngươi muốn làm gì nắm tay em thời gian tiến vào thế giới phim kinh dị đối với thế giới luân hồi mà nói chỉ như một nháy mắt nếu như hai người chúng ta không cùng tiến vào rất có thể sẽ bỏ lỡ thời gian thành mỗi người vào một lúc nắm tay em trương hằng nhìn thẳng vào mắt minh yên vi Cô gái này do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng đưa tay ra cho hắn. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, linh hồn họ phẳng phất như cùng rung động, tiếp đó đồng loạt tiến vào Starship Troopers. Trương Hằng và Minh Yên Vi trở về cũng xảy ra sau nháy mắt, hai người nắm tay nhau xuất hiện tại chủ thần không gian. Vừa trở về chủ thần không gian, Minh Yên Vi lập tức hất tay Trương Hằng ra, nhưng nàng không nói câu nào, cũng không liên tục châm chọc Trương Hằng như trước nữa, chỉ quay người yên lặng đi về phòng mình có thể thấy, quan hệ giữa nàng và Trương Hằng tựa hồ đã có tiến triển rất lớn. Thế nào, thế nào? Trình khiếu lập tức cười hề hề, bước tới cạnh Trương Hằng, bộ dạng như đang đòi quà, miệng không ngừng hỏi. Trương Hằng khẽ cười khổ, đáp, không có tiến triển quá lớn, cơ nhân tỏa cũng có chút đột phá, sắp sửa tiếp xúc tới cánh cửa tầng thứ tư, thuốc giải độc đó quả nhiên là đặc hiệu, chỉ là quá trình hơi bị khổ sở một chút. Còn về các phương diện khác à, cung tiễn cũng không sáng tạo ra kỹ năng mới gì, mỗi ngày đều đánh sống đánh chết, có lúc căn bản không kịp bắn tên, chỉ biết dùng súng đạn giết bọ. Tóm lại là tiến bộ cũng khá lớn, bạo liệt tiễn của ta đến mức tối cao đã có thể bắn 7 mũi tên liên tiếp, uy lực cực lớn, nếu dùng phụ ma tiến cộng 3 thì đủ sức bắn sụp một ngọn núi nhỏ. Lúc ấy để giết một con bọ tàu vũ trụ đã bay lên không trung, trong lúc cấp bách liền bắn ra một phát, quả nhiên trực tiếp xuyên thủng giữa con bọ, nhưng ta cũng phải chữa trị trong bình dịch mất 3 ngày 3 đêm. Khi ấy đúng là quá nguy hiểm, tiêu hao cho một tiễn cũng quá lớn, tuy vậy uy lực rất mạnh. Bất quá ta thật muốn biết cảnh giới tối cao cử tiễn xạ nhật là mạnh đến mức nào. Trình khiếu dùng sức vỗ bồm bộp vào Trương Hằng, nói, bớt mấy chuyện nhàm chán ấy đi, ta muốn hỏi ngươi chuyện khác. Đã làm chưa? Làm cái gì? Mẹ nó, là tao đấy. Là làm tao đấy. Đừng có giả vờ ngây thơ với ta, mau khai ra, các ngươi trịch với nhau chưa? Trình khiếu giống như một con sói già, chu lên. Minh Yên Vi đã đi được khá xa đột nhiên quay phát lại, ném cây cung ra bốp một tiếng đập trình khiếu ngã bịch xuống đất tiếp đó nàng cũng không quay đầu lại vội vàng chạy về phòng mình sau đó đóng cửa đánh sầm một cái trình khiếu nằm bò dưới đất xoa xoa đầu khi thấy trương hằng vẻ bất đắc dĩ nhặt lấy cây cung hắn lập tức kêu ẩm lên nhất định là có gian tình các ngươi nhất định là có gian tình ha ha lúc trước đều là cô ấy đánh ngươi bây giờ không ngờ lại đánh ta có thể thấy các ngươi nhất định là đã trịch rồi trương hằng nhất thời cười khổ lắc lắc đầu nói đừng có nói kiểu. À, ừm, thô tục như vậy, bọn ta không có. Chỉ là mấy lần nguy hiểm sống chết trong Starship Troopers, khiến quan hệ giữa ta và cô ấy hòa hoãn được một chút thôi. Xin ngươi tích khẩu đức đi được không, đừng có quấy chuyện của ta thêm dối nữa. Được rồi, vậy thì nói năng nghiêm chỉnh. Lúc các ngươi ấy là làm trên hành tinh loài bọ. Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời ngươi sao? Trương Hằng cười khổ khẽ xiết cây cùng màu xanh đang cầm, trong đầu hồi tưởng lại tình hình trong Starship Troopers hắn và Minh Yên Vi đều gia nhập quân đội, sau đó tới hành tinh loài bọ chiến đấu. Với tố chất thân thể và thực lực của hai người, mặc dù không có tài năng lãnh đạo, nhưng trong thế giới thiếu hụt tố chất chiến tranh như Starship Troopers, hắn vẫn thuận lợi trở thành sĩ quan, còn Minh Yên Vi thì thành cấp phó của hắn. Hai người cùng trải qua rất nhiều trận chiến. Quả đúng như những gì Vương Hiệp đã nói, trong Starship Troopers chiến đấu liên miên không dứt. Loài người đã ở vào thế yếu tuyệt đối, ngoài nghiên cứu ra vũ khí mới cùng một loại robot điều khiển cỡ nhỏ cực kỳ ít ỏi thì thế lực quân sự của loài người trong starship troopers căn bản không thể chống cự lại loài bọ trong thế giới ấy loài bọ là sinh vật có trí tuệ đã tiến hóa lâu hơn con người mấy trăm lần tuy không hề có khả năng khoa học công nghệ gì đó nhưng phương hướng tiến hóa của chúng hoàn toàn tập trung vào phương diện thân thể các chủng các dạng bọ xuất hiện tầng tầng lớp lớp có loại bọ chiến đấu cận chiến lợi hại có loại bọ đạn pháo tầm xa lợi hại thậm chí cả bọ khổng lồ sinh hoạt trong vũ trụ cũng có vài loại, càng không cần nhắc tới mấy loại bọ chỉ huy có trí tuệ vượt hơn loài người, nói tóm lại, không cần biết là số lượng hay chất lượng quân lính, loài bọ đều mạnh hơn loài người. Trong hoàn cảnh như vậy, một trận chiến đều phải dốc toàn lực phấn chiến, vì sống sót mà chiến đấu, vì ngày mai có thể tới mà chiến đấu. Liên bang nhân loại thậm chí đã hạ giới hạn tuyển quân xuống còn 14 tuổi, nhưng dù như vậy, số lượng quân lính vẫn thua kém loài bọ rất nhiều. Có điều, loài người cũng có ưu thế của mình sau khi liên tục gặp thất bại sức mạnh khoa học kỹ thuật cuối cùng cũng từ từ phát huy rất nhiều vũ khí chiến tranh được nghiên cứu chế tạo ra tốc độ tăng trưởng của luồng lực lượng này còn nhanh hơn tiến hóa của loài bọ rất nhiều bây giờ liên bang nhân loại chỉ có thể đánh cược một ván cược rằng trước khi loài người hoàn toàn diệt vong sức mạnh khoa học kỹ thuật có thể toàn diện áp đảo loài bọ đó cũng là hy vọng duy nhất của loài người trương hằng cùng minh yên vi tiến vào đúng lúc ấy do biểu hiện xuất sắc của hai người họ được sắp xếp đến hành tinh tiền tuyến chiến đấu với loài bọ. Nơi đó hoàn toàn là một cái máy xay thịt đúng nghĩa, thời gian sống của một binh sĩ bình thường chỉ khoảng một tháng, nói cách khác, trong một tháng phải có trên trăm nghìn người hy sinh. Đó còn là chỉ chiến đấu thường, nếu có một chiến dịch lớn, số lượng người tử vong lại càng lớn hơn nhiều. Trương Hằng cùng Minh Yên chính là dãy ruộng cầu sinh trong một chiến trường như thế, mấy lần sinh tử quan đầu đều do Trương Hằng liều mạng cứu nàng về. Kinh khủng nhất là một lần Minh Yên Vi đã bị đám bọ kéo vào trong hang, trương hằng giống như phát cuồng liều mạng thôi động năng lượng tinh linh cầm dao găm một mình điên cuồng lao vào bên trong sau khi giết sạch mấy trăm con bọ ở trong hang hắn cũng gần như thoi thóp sắp sửa đất hơi đến lúc ấy lại là minh yên vi cõng hắn thoát ra bên ngoài tới khi quân đội cứu được hai người hai người đều đã dạo một vòng trước quỷ môn quan sau lần sống sót trở về đó đội ngũ của trương hằng được điều về tàu mẹ nghỉ ngơi cấp dưới của hắn cũng bày tiệc chúc mừng cho đội trường trên tàu mẹ binh lính nghỉ ngơi được phép uống rượu vì thế hầu như tất cả mọi người đều say đến cả minh yên vi có vẻ cũng say cuối cùng vẫn là trương hằng đỡ nàng về phòng khung cảnh lúc đó trương hằng giờ vẫn còn nhớ rõ tuy không hề có như trình khiếu nói nhưng là một bước quan trọng để khoảng cách giữa họ dần dần biến mất minh yên vi sau khi say bật khóc nức nở cũng không biết là lẩm bẩm nói những gì khóc mệt rồi thì nằm trong lòng trương hằng ngủ suốt một đêm kỳ thực trong lòng trương hằng hiểu rõ nàng có lẽ không hề say sau đêm hôm đó quan hệ giữa hắn và minh yên dần dần được thả lỏng ngày thường cũng có thể nói chuyện tự nhiên với hắn mấy câu khi chiến đấu cũng có thể dựa gần hắn hơn một chút mặc dù tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng chú ý nhưng nội tâm hắn cũng từ từ tích cực lên hắn rút cuộc cũng cảm nhận được nàng đang dần mở rộng lòng mình đáng tiếc là đã đến lúc chúng ta buộc phải trở về chủ thần không gian trương hằng khẽ cảm thán tiếp đó hắn lại thì thào nói tiếp theo sẽ là trận chiến cuối cùng rồi chỉ cần trận chiến này kết thúc thì cho dù là phải mất 10 năm, trăm năm. Chỉ cần ta còn sống ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực. Tìm tới cái chết hoặc là lấy chết tạ tội là biện pháp hèn nhát nhất. Chỉ có sống sót mới có thể thay đổi. Chỉ có sống sót mới có thể tìm thấy hy vọng. Cho dù thế nào ta cũng nhất định phải sống sót. Nhất định phải sống sót qua trận chiến cuối cùng. Lời thế như vậy, hoặc có thể gọi là quyết tâm như vậy. Là thời thề và quyết tâm thường thấy nhất trong lòng các thành viên Trung châu đội có thể là trịnh xá ngay từ đầu biểu hiện quyết tâm sống sót sau vô số lần chiến đấu đã từ từ khích lệ những thành viên khác trong đội mỗi người đều có quá khứ của mình mỗi người đều có tương lai của mình cũng đều có tiếc nuối riêng chỉ có sống sót mới có thể thay đổi tất cả chết là hành động ngu ngốc nhất chí ít là trong chung châu đội người muốn chết tuyệt đối không tồn tại đối với điểm này lâm tuấn thiên có nhận thức trực quan nhất là một người thành đạt từng được giáo dục chú đáo từng gia nhập xã hội thượng lưu hắn kỳ thực có y quy cùng e quy khá cao cho nên trong thế giới hiện thực khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Đây cũng là một nguyên nhân làm hắn tiến vào chủ thần không gian. Người quá kiêu ngạo một khi thất bại, thường thường sẽ không chịu nổi đả kích. Lâm Tuấn Thiên tuy không vì thế mà tự sát nhưng sau khi tiến vào chủ thần không gian, hắn cũng cảm nhận được tâm nguyện muốn sống sót của đồng đội xung quanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng thế, không cần biết là vì tâm nguyện còn chưa hoàn thành hay là vì muốn mạnh lên sau này, trở về thế giới hiện thực tiếu ngạo một phen hoặc chỉ vòn vẹn là đơn thuần muốn sống sót, dưới áp lực của thế giới luân hồi lúc nào cũng có thể tử vong này, dù là loại tình cảm nào cũng sẽ phóng đại đến vô hạn. Hắn hiện tại cũng muốn sống sót, là một tân nhân, hắn không có trình độ mở cơ nhân tỏa cao thâm, không có kỹ năng tự sáng tạo, thậm chí đến cả thuộc tính cường hóa từ chủ thần cũng không có. Tuy nói dựa vào mọi người hỗ trợ, Trung Quy cũng hoán đổi được năng lực phép hiện thực hóa ảo tưởng, nhưng năng lực này lại không hề mạnh như hắn tưởng tượng. Đầu tiên là nhất định phải tưởng tượng ra thứ ngươi cần trong đầu, tinh thần lực phải tập trung cao độ, tiếp theo là tưởng tượng tới từng chi tiết nhỏ của vật thể, sau đó vật thể ấy mới từ từ xuất hiện. Nhưng kể cả như vậy thì chỉ cần có một điểm tưởng tượng không đúng, cả quá trình sáng tạo sẽ thất bại, cho nên hắn dù chỉ muốn sáng tạo ra một con dao nhỏ cũng phải tốn 10 phút, hơn nữa còn không phải chắc chắn mỗi lần đều thành công, xác suất chỉ được khoảng 40% một thuộc tính cường hóa cấp A sao lại yếu ớt như vậy? Suy nghĩ mãi mà không có lời giải lâm tuần thiên cuối cùng cũng không nhịn được phải tới hỏi sở hiên tuy nói hắn là tân nhân nhưng tốt xấu gì cũng nhìn ra được một vài thông tin trong đội ví dụ như gã tên là sở hiên đó cực kỳ khủng bố phép hiện thực hóa ảo tưởng phải không đây là vũ khí xác suất nhân quả hoặc có thể gọi là một phương thức thể hiện của vũ khí xác suất nhân quả căn cứ theo suy luận của những người có vũ khí xác suất nhân quả trong đội loại vũ khí này uy lực cực lớn nhưng đồng thời hạn chế cũng cực lớn vượt xa các loại thuộc tính cường hóa khác sở hiên lần này lại không làm thí nghiệm hắn vừa ăn táo vừa ghi ghi chép chép vận khí của lâm tuấn thiên đúng là quá tốt không ngờ lại đến tìm sở hiên đúng lúc phòng tên này đang an toàn nhất từ điểm này có thể thấy số hắn ít nhất cũng may hơn mấy người tiêu hoành luật trình khiếu nhiều sắc mặt lâm tuấn thiên thoáng cái liền biến thành tái nhợt hắn thì thào hỏi ý ngươi là ta không có tư cách sử dụng kỹ năng này sở hiên lắc đầu đáp không nói cái gì tư cách ở đây cả vũ khí xác suất nhân quả tuy có quan hệ nhất định với trình độ mở cơ nhân tỏa của ngươi nhưng chủ yếu vẫn nằm ở bản thân ngươi. Mở cơ nhân tỏa đúng là càng có thể tự nhiên sử dụng vũ khí xác suất nhân quả, ví dụ điểm tuyến ma nhãn hoặc như hiện tại là phương chính ma nhãn của Zero, đều là đánh trúng điểm chết của vật thể để làm đảo lộn nhân quả, nhưng nếu hắn mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư để sử dụng thì có lẽ xác suất bắn trúng sẽ là 100%, còn hắn hiện tại thì theo tầm bắn tăng lên, xác suất thành công của phương chính ma nhãn sẽ giảm xuống cực lớn, đây là công năng của cơ nhân tỏa cũng như vậy, phép hiện thực hóa ảo tưởng của ngươi, uy lực kỳ thật rất khủng bố, hoàn toàn không hổ là thuộc tính cường hóa cấp A, nếu như sử dụng đúng đắn, uy lực của nó hẳn là có thể đạt tới thuộc tính cấp 2A hay thậm chí cấp S, không có vũ khí mạnh nhất, chỉ có cá nhân mạnh nhất sẽ sinh ra uy lực như thế nào, mấu chốt vẫn phải xem người sử dụng. Lâm Tuấn Thiên nhíu mày hỏi, ngươi nói thẳng ra xem nào, cho ta biết phải sử dụng vũ khí này như thế nào. Ta có thể cho người biết cách sử dụng, nhưng ta không cách nào giúp ngươi sử dụng nó sức tưởng tượng cũng có thể dạy được sao sở hiên cười lạnh một tiếng nói ta giúp ngươi một chút về phép hiện thực hóa ảo tưởng này nhé đầu tiên chúng ta phải xác định một điểm nó là vũ khí xác suất nhân quả không có thắc mắc gì chứ lâm tuấn thiên gật đầu lắng nghe sở hiên nói tiếp nếu đã xác định nó là vũ khí xác suất nhân quả vậy tức là nó có khả năng thay đổi nhân quả nói cách khách không thể dùng quan niệm nhân quả hiện thực thông thường để xét đoán nó muốn biết khả năng mạnh nhất của nó là gì không Mặc dù ta không chắc chắn lắm nhưng với miêu tả về kỹ năng này, cùng đặc tính của vũ khí xác suất nhân quả mà nói, nó có hai khả năng mạnh nhất, một là sáng tạo vật thể siêu uy lực, ví dụ như lỗ đen. Đã hiểu chưa? Nếu đã tưởng tượng sẽ thành vật, vậy thì khi sức tưởng tượng của ngươi không có giới hạn, rất có thể sẽ sản sinh ra loại sức mạnh cuồng bạo tận cùng nhất trong cả vũ trụ. Tuy sau khi nó sinh ra ngươi rất có thể cũng sẽ chết nhưng uy lực đó tuyệt đối vô địch. Lâm Tuấn thiên mặt đầy mồ hôi, không biết là nên cười hay nên khóc nữa tên sở hiên này quả nhiên là như những thành viên khác trong đội đã nói thật chẳng hiểu bọn họ làm sao mà ở chung với hắn được đây là một khả năng khả năng thứ hai là sáng tạo ra sinh vật nếu như sức tưởng tượng của ngươi đủ lớn vậy sáng tạo ra một sinh vật giúp ngươi chiến đấu chắc chắn không thành vấn đề sở hiên lại nói tiếp có điều khả năng thứ hai này nghe qua lại có vẻ không được mạnh lắm sinh vật lâm tuấn thiên nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói cho dù ta sáng tạo ra một con khủng long hoặc là con rồng của chúng ta thì cũng không nhất định có thể chống đỡ một đòn phương chính ma nhãn của Zero mà. Cái uy lực tận cùng này hình như, hình như hơi yếu một chút. Đó là vì sức tưởng tượng của ngươi chưa đủ. Nếu như sáng tạo ra trịnh xá bản thể có đầy đủ lực lượng thì sao? Sáng tạo ra một sinh vật như vậy, ngươi nghĩ sẽ thế nào? Sở Hiên cười lạnh, nói, ngươi sở dĩ cảm thấy uy lực kỹ năng này, quá nhỏ chính là vì ngươi căn bản không biết vận dụng linh hoạt. Kỹ năng này kỳ thực trong vũ khí xác suất nhân quả, cũng là loại mạnh mẽ số 1 số 2, cường độ nó có thể vận dụng ra tùy thuộc vào bản thân ngươi có thể phát huy bao nhiêu sức tưởng tượng chỉ như vậy mà thôi vậy à sức tưởng tượng lâm tuấn thiên đứng dậy cảm ơn một tiếng rồi đi ra ngoài mới đi được vài bước sở hiên sau lưng hắn lại chợt lên tiếng nhận được bao nhiêu sẽ phải mất đi bấy nhiêu trên thế giới này không tồn tại sức mạnh tự dưng mà có được kỹ năng của ngươi sẽ tùy theo sức tưởng tượng của ngươi gia tăng mà phát triển trong đó sức tập trung tinh thần cũng rất quan trọng tất cả đều phải do ngươi tự mình nắm giữ ta chỉ cho ngươi biết một điểm cần chú ý loại vũ khí xác suất nhân quả này có điểm tương đồng với tính niệm lực của ta nếu như ta suy đoán không sai thứ ngươi sáng tạo ra có cường độ càng cao sinh mệnh lực ngươi mất đi càng lớn cũng tức là già đi càng nhanh nếu trong tình huống tố chất và cường độ thân thể ngươi không được tăng cường sức tưởng tượng và tập trung thật sự đủ sức sáng tạo ra vật thể mạnh mẽ ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên thử nghiệm nếu không ngươi chết là cái chắc chết là cái chắc ư lâm tuấn thiên yên lặng ngồi dưới tầng hầm phòng mình trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những gì sở hiên đã nói hắn không muốn chết tuyệt đối không muốn chết ít nhất là khi ở trong chung châu đội hắn đã không còn muốn chết nữa muốn tiếp tục sống sót muốn trở về thế giới hiện thực hoặc là tiếp tục chiến đấu tóm lại hy vọng duy nhất của hắn hiện tại chính là tiếp tục sống sót là căn cứ vào sức tưởng tượng để gia tăng cường độ kỹ năng căn cứ vào sức tập trung tinh thần để cấu tạo vật thể thứ càng nhỏ yếu thì càng cần ít sức tưởng tượng cũng càng cần ít sức tập trung tinh thần, hẳn là như vậy. Lâm Tuấn Thiên ngồi đó yên lặng trầm tư, hơn nửa ngày sau mới bất đắc dĩ thở dài. Hắn dù sao cũng mới chỉ tiến vào thế giới phim kinh dị trong thời gian quá ngắn, phần nhiều trong đó cũng không được tự thân trải nghiệm, không có cơ hội gia tăng trình độ mở cơ nhân tỏa, đến cả thời gian hoán đổi kỹ năng cũng quá ít ỏi, thế nên mới dẫn đến cục diện đáng xấu hổ, tới gần trận chiến cuối cùng rồi mà vẫn gần như không có sức chiến đấu gì này đây không phải chuyện hắn muốn nhưng cũng gần như không cách nào vãn hồi ta có thể sống sót qua trận chiến cuối cùng không ta có thể sống sót qua trận chiến cuối cùng không cũng là tân nhân cũng cùng một câu hỏi tâm sự này cũng xuất hiện trong lòng lưu úc trong trận chiến cuối cùng sẽ không tồn tại vấn đề tân nhân gì đó nữa đến lúc ấy tất cả đoàn đội đều phải liều mạng cho dù lưu úc thật sự là một tân nhân hơn nữa chỉ mới là một đứa bé hắn cũng buộc phải tham chiến ngoài ra còn có thể là chủ lực trên một phương diện nào đó Lưu Úc đã cường hóa tinh thần lực, cũng dựa vào giúp đỡ của thành viên trong đội, mà hoán đổi lá bài triệu hồi thần chiến binh. Với trạng thái tinh thần lực của hắn trước mắt, có thể triệu hồi thần chiến binh được 3 phút sau đó, phải nghỉ ngơi hơn nửa tiếng mới khôi phục lại tinh thần, bấy giờ mới có thể triệu hồi các lá bài khác. Mặc dù chỉ được có 3 phút, nhưng uy lực của thần chiến binh đã vượt xa dự tính ban đầu của hắn, quả không hổ là một trong ba lá bài thần. Lá bài thần chiến binh tên đầy đủ là thần chiến binh Obelisk Triệu hồi ra một sinh vật giống như robot sắt thép cao tới 20m, dáng vẻ vô cùng uy mãnh. Hơn thế nữa, thần chiến binh còn có một đặc tính cực kỳ mạnh mẽ, đó là nó có thể hấp thu vòng bảo vệ, chuyện này chắc là có liên quan đến vật chất cấu tạo nên nó. Nó có thể hấp thu vòng bảo vệ của kẻ bị tấn công, dây tiếp theo sẽ đánh thẳng vào mục tiêu, cũng có thể coi là đặc tính bỏ qua phòng ngự. Nếu nhìn theo điểm đó, thuộc tính của lá bài này đúng là có chút tương tự với lá bài thần Obelisk trong Yu-Gi-Oh đều là tấn công thẳng đối phương hoàn toàn bỏ qua trạng thái phòng ngự chỉ có điều lưu úc gặp một vấn đề khác đó là thần chiến binh được triệu hồi ra lại không chịu hoàn toàn nghe lời chủ nhân giống như những lá bài triệu hồi khác còn nhớ lúc mới hoán đổi xong hắn hưng phấn bừng bừng chạy về phòng mình để thí nghiệm tiếp đó dưới tầng hầm quả nhiên đã triệu hồi được con quái vật khổng lồ này tuy lúc trước lưu úc đã đặc biệt nâng cao độ cao của tầng hầm nhưng thần chiến binh xuất hiện vẫn thiếu chút nữa thì chạm đầu đến trần nhìn thấy con robot to lớn xuất hiện lưu úc mừng đến suýt phát khóc thằng nhóc này đang đúng tuổi mê robot và phép thuật nhất tuy sau khi triệu hồi xong tinh thần lực tổn thất sạch sẽ hắn vẫn yếu ớt hoan hô thậm chí chạy tới chỗ thần chiến binh nhưng con robot lại lập tức đạp một cước xuống chỗ hắn đè xuống cách trước mặt lưu úc có vài mét chỉ cần tiến về đằng trước một bước hắn sẽ biến thành thịt vụn thằng nhóc lập tức bị dọa đến ngất xỉu theo tinh thần lực cung cấp bị đứt đoạn thần chiến binh cũng đồng thời biến mất Đến khi hắn tỉnh lại mới nhìn thấy một dấu chân rất sâu trên mặt đất. Không thể không thừa nhận, uy lực của thần chiến binh quả là cực lớn, không cần biết là dùng vào việc gì, cho dù là để cản đạn cũng tuyệt đối thích hợp. Nhưng cũng giống như Sở Hiên đã nói, nhận được bao nhiêu thì phải mất đi bấy nhiêu, trên đời không thể xuất hiện loại sức mạnh không mất gì cả mà tự dưng lại được, Lưu Úc hiện tại cũng gặp tình huống như vậy. Thần chiến binh là một trong ba lá bài thần, sức mạnh của nó đương nhiên là không cần hoài nghi nhưng đồng dạng ngoài việc triệu hồi nó cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực ra triệu hồi xong còn phải liên tục duy trì tập trung tinh thần lực cao độ nếu không nó sẽ tự động nổi điên tấn công luôn những người bên cạnh mình món vũ khí như vậy đơn giản là một con dao hai lưỡi bất đắc dĩ lưu úc chỉ có thể từng bước tìm tòi làm thế nào điều khiển thần chiến binh mỗi lần triệu hồi xong hắn đều liều mạng chạy ra xa nhưng mỗi lần chạy trốn robot sau lưng lại điên cuồng công kích loạn xạ xung quanh cho dù sàn nhà làm bằng sắt thép đặc hiệu cũng không chịu nổi công kích của nó Tuy Lưu Úc được an toàn nhưng thần chiến binh căn bản không thèm nghe hắn chỉ huy, phát điên tấn công xung quanh, cày sới mặt đất lên loạn xạ, tới khi hết thời gian mới biến mất, tình hình như vậy lặp lại mấy lần, cuối cùng Lưu Úc không còn cách nào khác chỉ có thể đi tìm Sở Hiên. Nếu là cần khống chế vật triệu hồi ra, vậy ngươi chạy trốn tránh né như thế thì sao có thể tập trung tinh thần lực được? Đương nhiên, muốn ngươi đứng đó chống đỡ cũng không hiện thực. Tới tìm Trịnh Xá đi, nhờ hắn giúp ngươi khống chế thần chiến binh, sau đó ngươi ở bên cạnh thử điều khiển rèn luyện vài lần chắc là sẽ có thể thuần thục thôi sở hiên đáp vậy lúc này trịnh xá đang ngồi dưới tầng hầm tĩnh tọa nói cũng kỳ lạ trở về chủ thần không gian được mấy ngày hắn căn bản không tiến hành rèn luyện cường độ cao gì mỗi ngày đều chỉ yên lặng ngồi đó cũng không nói chuyện giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó đến phát ngốc tới khi lưu úc đến tìm trịnh xá mới giống như vừa tỉnh ngủ vặn lưng một cái cùng thằng nhóc đi sang phòng hắn ừm hiểu rồi ý cậu là trong thời gian cậu thử điều khiển đảm bảo cho cậu được an toàn phải không? Không thành vấn đề, cậu cứ đứng đó cẩn thận điều khiển, cho dù thế nào ta cũng đảm bảo cậu sẽ an toàn. Trịnh xá mỉm cười gật gật đầu, đứng trước mặt Lưu Úc, chờ hắn triệu hồi thần chiến binh. Trong lòng thằng nhóc lại có chút hoảng hốt, không phải vì hắn không tin tưởng. Trịnh xá hoặc là cảm thấy thực lực trịnh xá không đủ, đây chỉ là một loại sợ hãi theo bản năng thôi. Giống như một người đủ sức phá hủy cả một hành tinh, hắn đứng trước mặt người nói sẽ giúp ngươi cản lại một viên sao băng khổng lồ, cho dù ngươi biết rõ ràng hắn có thể làm được, nhưng khi sao băng lao thẳng tới chỗ ngươi, ngươi vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, run rẩy. đây cũng như vậy, là sợ hãi mà bản thân con người đã có. Lưu Úc hắng giọng một cái, cố giấu sự hoảng sợ, tiếp đó lấy lá bài thần chiến binh ra bắt đầu tập trung tinh thần lực. Khi con robot khổng lồ xuất hiện, quả nhiên là hung hăng đạp xuống chỗ hai ngươi, bàn chân to lớn từ trên cao áp thẳng xuống, Lưu Úc lập tức sợ đến mức kêu ẩm lên. Bất quá trịnh xá cũng đã chịu trách nhiệm, hắn đạp mạnh chân, nhảy vọt lên cao tiếp đó cũng không biết hắn làm như thế nào chỉ đơn giản đá một cước vào lòng bàn chân robot ẩm một tiếng robot không ngờ lại bị đá lùi ngược lại bật ra sau mấy bước mới dừng lại được trịnh xá cũng từ trên không hạ xuống chuẩn bị nghênh tiếp đòn tấn công tiếp theo của robot lưu úc nhìn đến mức nhập thần trịnh xá vội quát lên một tiếng hắn mới tập trung sức chú ý bắt đầu điều khiển robot lần này hắn đã an tâm hơn nhiều sức chú ý cũng tập trung hơn trước nhiều cho đến khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất thần chiến binh quả nhiên từ từ dừng lại tại chỗ, không còn làm động tác công kích nữa. Tốt. Từ từ cúi xuống. Đúng rồi, sau đó giơ tay lên. Tốt lắm. Ha ha, trịnh xá, em thành công rồi, cuối cùng cũng điều khiển được con robot này rồi. Lưu Úc mừng rỡ kêu lên. Không sai, thành công rồi. Trịnh xá mỉm cười, xoa đầu thằng nhóc, nói, nhớ kỹ cảm giác khi điều khiển nó, tập trung tinh thần lực cao độ. Không cần sợ nó tấn công, bởi vì nó chỉ là vũ khí chiến đấu cậu triệu hồi ra, cậu không cần sợ hãi. vâng, lưu úc hưng phấn gật đầu. bây giờ hắn cũng không để ý trao đổi với trịnh xá nữa nữa, bắt đầu thích thú đi quanh quan sát thần chiến binh. tiếp đó không ngừng điều khiển nó làm những động tác kỳ quái, ví dụ như đứng lò cò một chân, nhảy múa các loại, có thể là do hắn dù sao cũng còn quá nhỏ. trịnh xá cười cười, lặng lẽ rời khỏi tầng hầm. không biết tại sao, trong lòng hắn chợt có chút mê mang. nhìn con robot khổng lồ ấy đột nhiên hắn lại nhớ tới một thành viên trong chung châu đội trước đây cũng điều khiển robot cũng có tiềm lực cực lớn nếu chỉ nói riêng về tiềm lực thì người đó thật sự không thua gì hắn chỉ đơn thuần vì muốn sống sót là cam đạo nếu như ngươi không chết bây giờ chắc đã hoán đổi được robot eva siêu mạnh trong hệ người máy rồi phải không tiềm lực của ngươi rất mạnh thực lực nhất định là sắp đuổi kịp cả ta rồi như vậy chúng ta cũng có thể kể vai chiến đấu sau đó đối mặt với trận chiến cuối cùng chỉ tiếc Trịnh xá thở dài ảm đạm, mở cửa phòng Lưu Úc đi ra ngoài. Sau lưng hắn vẫn còn vang lên tiếng cười vui vẻ của Lưu Úc, cùng tiếng robot di chuyển ầm ầm. Trong trung châu đội, mọi người đều mong muốn mạnh lên, cũng đều đang từ từ mạnh lên. Có lẽ là tích tiểu thành đại, trải qua thời gian dài tích lũy và yên lặng phát triển như vậy, tới trước trận chiến cuối cùng rút cuộc cũng sản sinh chất biến. Thực lực trung châu đội thật sự đã đủ để xưng là một trong ba đội mạnh nhất thế giới luân hồi. Trung châu đội so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn đúng thế trung châu đội chúng ta so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn tiêu hoành luật lẩm bẩm tự nói là trí giả của trung châu đội tuy là người kém hơn trong hai trí giả nhưng trí tuệ của tiêu hoành luật vẫn vượt xa người thường điểm này cả sở hiên cũng không phủ nhận vì thế cho dù là về phương diện nào hắn cũng nhất định phải phải nắm bắt đầy đủ tình hình đoàn đội trước trận chiến cuối cùng kỳ thật tiêu hoành luật đang khá mệt mỏi mặc dù hắn là trí giả nhưng so với sở hiên vẫn còn thua kém rất nhiều điểm ấy hắn cũng không thể phủ nhận Do đó khi hắn nghĩ tới càng nhiều thứ thì càng thêm đau đầu. Ví dụ như khi tính toán tổng hợp thực lực chung châu đội, hắn lại không biết sức mạnh của trịnh xá đang ở mức độ nào. Nếu phương thức tác chiến trong trận chiến cuối cùng là vương đối vương, binh đối binh vậy thì cứ loại trịnh xá ra khỏi đội đi. Không cần biết thực lực hắn có thể nào, trước khi giải quyết được clone hoặc là bị clone của hắn giải quyết, hắn đều không thể tới hỗ trợ chúng ta. Nói cách khác, trận chiến cuối cùng chúng ta đánh mất sức chiến đấu của trịnh xá. Tiêu hoành luật ngắt ngắt tóc, vạch vạch viết viết lên giấy, nhưng viết được một lát lại cáo kính vo tròn ném vào thùng rác, tiếp đó lại bắt đầu lấy giấy viết viết vẽ vẽ. Cũng không thể tính toán như vậy, nên coi hắn là giá trị thay đổi. Nếu như chúng ta giải quyết được tiểu đội ác ma và tiểu đội thiên thần, trước thì những thành viên còn lại sẽ hỗ trợ trịnh xá, giành được thắng lợi cuối cùng, cùng nhau khiêu chiến clone của hắn. Nếu hắn giải quyết được clone trước thì sẽ đến lượt hắn quay lại giúp đỡ chúng ta. Nhưng, như vậy lại phải tính tranh lệch thực lực giữa hắn và clone. Tính toán thế nào, giá trị thay đổi của hắn cũng là âm, gánh nặng của chúng ta không phải càng lớn sao. Tiêu hoành luật khổ sở vò đầu bứt tóc, sau đó kêu ẩm lên vò nát tờ giấy ném vào thùng rác. Đúng lúc hắn đang muốn lấy một tờ giấy khác, thì một bàn tay trắng nõn đã chặn tay hắn lại. Được rồi, Tiêu, ăn cơm thôi. Đó là một cô gái xinh đẹp, trông giống như một người chị lớn, chính là cô y tá đã chăm sóc Tiêu hoành luật. Lúc hắn ở trong bệnh viện thần kinh bị người ta nghiên cứu, sau này khi đến chủ thần Không Gian Tiêu Hoành Luật đã sáng tạo ra nàng, tuy lúc ban đầu không có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là lúc sáng tạo hắn vô thức truyền ra một ý nghĩ, nếu như chị ấy yêu mình thì hay quá. Quả nhiên, cô gái thật sự yêu hắn, không biết từ lúc nào, giữa hai người cũng nảy sinh một số chuyện. Tiêu Hoành Luật khổ sở vò đầu, nói, "Được rồi được rồi, tới ngay đây." Nhưng vừa mới dứt lời, hắn đã bị cô gái bế bổng lên. Tiêu Hoành Luật cũng không phản kháng, chỉ yên lặng dựa vào ngực nàng nói gần đây nhiều chuyện quá lại quan hệ đến trận chiến cuối cùng thế nên thường quên mất giờ ăn chị cứ ăn trước đi chờ em nghĩ xong rồi sẽ tới ngay đồ ngốc cô gái mỉm cười nói không có em ăn cùng ăn cơm chẳng qua chỉ là nhét cho đầy bụng thôi vậy còn ý nghĩa gì nữa lại lo lắng cho trận chiến cuối cùng à ừm trận chiến cuối cùng dù tính toán thế nào đội chúng ta vẫn thua kém ác ma đội rất nhiều không cần nói cái gì khác chỉ riêng việc ác ma Đội có kỹ năng hoặc vật phẩm có thể quan sát được hành động của đoàn đội khác, chỉ điểm đó thôi em đã không biết phải bố cục như thế nào rồi, cho nên Tiêu Hoành luật khổ sở thì thào nói. Cô gái ngắt lời hắn, cười hỏi, "Sở Hiên thì sao? Hắn nghĩ thế nào? Cái cục tức ấy á? À? Kể cả hắn có quyết định cũng tuyệt đối không nói với chúng ta đâu, cho nên trận chiến cuối cùng." Cô gái một lần nữa ngắt lời hắn, nói, "Không có nhiều cho nên như vậy, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, em không phải đã làm hết trách nhiệm rồi sao?" Em so với nhiều người trong trung châu đội còn vất vả hơn, cho dù trận chiến cuối cùng thất bại cũng không có gì phải hổ thẹn cả. Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu thất bại thì sẽ phải chết, đến lúc đó chúng ta đều không thể hồi sinh nữa, chị cũng sẽ phải chết." Tiêu Hoành luật thở dài nói. "Nhưng chị không hề cô đơn. Nếu như cùng chết, không phải em sẽ ở bên cạnh chị sao?" "Ừm, coi như cũng đã làm hết trách nhiệm, nếu thật sự phải chết, em nhất định sẽ ở bên cạnh chị." tiêu hoành luật ánh mắt lấp lóe phảng phất như trong lòng đột nhiên đã có quyết định quyết định liên quan tới trận chiến cuối cùng mỗi người trong trung châu đội đều đang nỗ lực phát triển mỗi người đều nỗ lực chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng theo chuẩn bị hoàn thành thời gian cuối cùng cũng tới gần trận chiến cuối cùng chỉ còn một ngày một đêm nữa vậy thì ta tới lot of the Rings day sau khi trở về sẽ nghỉ ngơi một ngày sau đó mọi người chuẩn bị tiến vào trận chiến cuối cùng trịnh xá cười nói với những người trước mặt đây là ngày hắn tiến vào lord of the rings rèn luyện các thành viên khác trong đội ngoại trừ triệu anh không không biết tung tích thì những người còn lại đều tập trung ở đây nhìn hắn nhìn hắn càng mạnh mẽ hơn mạnh đến mức có thể địch lại clone của hắn nhưng sao lại là lord of the rings hào khí sinh tử trong starship troopers không phải càng tốt hơn sao trương hằng hỏi vẻ khó hiểu bởi vì thứ ta cần lúc này không phải chiến đấu trịnh xá cũng không ngoái đầu lại quay lưng về phía mọi người mắt nhìn chủ thần đáp ta cần có giác ngộ vì thế lót of the rings yên tĩnh rộng rãi sẽ tốt hơn. Vậy ta đi đây. Yên tâm đi, ta nhất định không để mọi người phải thất vọng. Trong trận chiến cuối cùng, ta nhất định sẽ không thất bại trước phục chế thể. Lần này ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Chủ thần, hoán đổi tiến vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trịnh xá tiến vào và trở về cũng chỉ trong nháy mắt. Giây trước hắn còn vẫy tay tạm biệt mọi người, bộ dạng thần khí định nhàn. Dây tiếp theo đã biến thành trịnh xá bộ dạng hổn hển nhớ nhắc xuất hiện. Hắn hình như đang lớn giọng kêu gào cái gì đó, ngồi cưỡi một con khô lâu chiến mã, tay cầm hồ hồn đao, tuy cả người từ trên xuống dưới đầy vết thương, quần áo cũng rách bươm nhưng tinh thần lại có vẻ rất tốt ha ha, đáng đời thằng ngu nhà ngươi, ông đây tính chuẩn thời gian sử dụng hồng hoang, cuối cùng không phải cũng thịt được tên đần độn nhà ngươi sao? Muốn tính kế ông mày à, ngươi lại không phải tên khốn sở hiên, sao có thể dễ dàng tính kế được ta? Chỉ giỏi nói đùa loại mưu kế ấu chị ấy ông đấy liếc mắt cái là thông suốt hết ha ha, bị tên khốn sở hiên tính kế nhiều quá, mấy trò trẻ con đó sao đáng lọt vào mắt ta. Còn không phải bị ta giết rồi sao? Ha ha, trịnh xá cũng mặc kệ những người xung quanh trợn mắt há mồm nhìn hắn, cứ ở đó kêu gào phát tiết, cảm giác thống khoái, hơn nửa ngày sau mới cười ha hả nhìn mọi người, nói, ta về rồi đây. Vốn cứ tưởng tới lót of the rings nghỉ ngơi, ai mà biết chiến đấu trong đó còn kịch liệt hơn cả Starship Troopers ha ha cũng tốt, trung quy cũng được tăng cường, có thể tới trận chiến cuối cùng giết một trận sảng khoái rồi. Những người xung quanh vẫn còn có chút ngây ngốc, không biết phải nói cái gì, chỉ riêng trạng thái của trịnh xá trước mắt đã khiến họ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trước khi tiến vào Lord of the Rings, tâm trạng trịnh xá kỳ thật không được tốt lắm, ngược lại vì khổ sở tìm kiếm giác ngộ, mà tinh thần hắn có thể gọi là có chút xa sút Ai mà biết sau khi Lord of the Rings trở về, hắn lại phảng phất như vừa uống xuân dược, hưng phấn trùng trùng giống như muốn xông thẳng tới trận chiến cuối cùng vậy chẳng lẽ người ở trong đó dụ dỗ mấy trăm một ngàn mỹ nữ người eo sau đó đại chiến mấy trăm hồi lúc về anh dũng như thần trình khiếu vẻ mặt xấu xa cười khì khì hỏi mỹ nữ mấy trăm nghìn con quái thú thì cũng không thiếu mọi người bấy giờ mới phát hiện tình trạng thân thể trịnh xá có chút kỳ lạ hắn không hề tiến vào trạng thái tiềm long biến chỉ giống như người bình thường ngồi trên khô lâu chiến mã thậm chí cả luồng khí thế bức người lúc trước cũng đã biến mất, chỉ vẻn vẹn có có cảm giác nhẹ nhàng bình thản, đến cả khí thể cũng phẳng phất người bình thường. Người nói ngươi vừa sử dụng hồng hoang, khai tiên tích địa. Sở hiên đột nhiên hỏi. Trịnh xá cười ha hà, vừa cười vừa gật đầu, nhìn bộ dạng thật sự không giống như vừa sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa, ít nhất là không có thương tích cùng mệt mỏi cực độ như lần sử dụng trước. Trịnh xá gật đầu nói, ngươi đừng thấy ta bây giờ có vẻ thoải mái đứng đây, kỳ thực ta mệt đến sắp gục xuống rồi, cứ để ta chữa trị toàn thân trước đi, ha ha. chờ lát nữa ta sẽ kể các ngươi nghe những gì trải qua tại lót Observings. Dứt lời, Trịnh Xá đã quay sang phía chủ thần, hét lớn chữa trị. quả đúng như lời Trịnh Xá nói, thời gian chữa trị lần này thật sự rất dài, chỉ ngắn hơn những lúc hắn chỉ còn hấp hối một chút. đây là kỹ năng mới ta vừa học được trong lót Observings. nhẫn tử thuật, học được từ chỗ người dã man, thử qua một chút hiệu quả cũng không tệ, ít nhất là sau khi sử dụng hồng hoang cũng sẽ không lập tức mất sức chiến đấu. Trong trận chiến cuối cùng sẽ nắm chắc hơn một phần Trịnh Xá nhìn mọi người cười nói sau đó hắn liền cẩn thận kể lại những gì đã gặp trong lót of the Rings. lúc mới tiến vào còn không có chuyện gì do hắn hoán đổi thời gian vô cùng dài tổng cộng mất hơn 20.000 điểm nên cũng thuận tiện đi một vòng quanh lãnh địa của người Eo và con người cũng tới thăm một vài bằng hữu từng kề vai chiến đấu đoạn thời gian này coi như thoải mái hắn cũng liên tục tìm kiếm cơ hội giác ngộ nhưng yên ổn không kéo dài lâu khoảng một tháng sau lại có tình huống mới. Một đội kỵ binh mặc giáp đen không biết, từ đâu đến bắt đầu xuất hiện trong lãnh địa loài người. Mục tiêu của bọn chúng rất đơn giản, tìm kiếm và bắt sống trịnh xá. Sức chiến đấu của đám kỵ binh đó cực mạnh, ừm, chắc là có thể sánh được với 7, không, 8 ringlet hợp nhất. Bọn chúng có tổng cộng hơn 80 tên, khí thế lúc đó các ngươi căn bản không hiểu được đâu. Thật sự quá đáng sợ, phá vỡ quân đoàn kỵ binh loài người dễ như trở bàn tay. Khi ấy ta lại đi đến núi tuyết, Lúc ta quay lại thì Rowan đã sắp sửa đến bờ diệt vong. Trịnh xá cảm thán nói, trong đầu hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Dù là hắn cũng bị thương nhiều chỗ, đến cuối cùng khởi động trạng thái hủy diệt mới giết chết quá nửa đám kỵ binh, có điều vẫn có mười mấy tên chia ra làm nhiều hướng chạy trốn. Trận chiến đó người chết đầy đồng, cả Rowan có thể nói là tổn thất thảm trọng. Đấy chỉ vỏn vẹn là khởi đầu, sau đó lãnh địa người eo cũng bị tập kích. Tuy phần lớn người eo đã tới đất nước của thần, nhưng nhóm ở lại đại lục do nữ hoàng Gan vẫn có thực lực rất mạnh, mấy trăm cung thủ đều có thể sử dụng bạo liệt tiễn ba mũi, người mạnh nhất càng có thể thỉnh thoảng sử dụng bốn mũi, cho dù như vậy đất nước của họ cũng thiếu chút nữa thì bị công phá. Tới tập kích lần này là rất nhiều lính óc bị ma hóa. Trịnh xá xòe tay ra nói, các ngươi còn nhớ không, pháp sư áo trắng gan đon chết rồi lại hồi sinh, ông ta nói là thần cho ông ta sống lại, hơn nữa thần cũng để ông ta hỗ trợ chúng ta, kẻ tới tấn công ta kỳ thật cũng là thần, không, hẳn nên gọi là ma, dù sao bọn chúng trên thực tế cũng đều là một chủng sinh vật. Trong thế giới Lord of the Rings có sinh vật gọi là thần, tuy chỉ là sinh vật cấp cao có thực lực cường hãn mà thôi, nhưng loại sinh vật đó thật sự tồn tại. Trong thế giới đó bọn chúng phát hiện ra một việc. Bọn chúng ta sinh vật ở trong hộp, rất nực cười phải không? Bọn chúng phát hiện sự tồn tại của chủ thần, hơn nữa còn có ý đồ tiến vào chủ thần không gian, phương pháp thì rất đơn giản chính là bắt sống ta khống chế ta loại sinh vật đó chia làm hai phái một phái lấy thiện làm danh gọi là thần phái kia lấy ác làm danh gọi là ma đám tập kích ta lần đầu chính là quân đoàn của ma kỳ thực quân đội của thần cũng dục dịch muốn động bọn chúng không biết ta sẽ ở lại đó bao lâu vì thế để phòng ngừa ta chạy trốn cũng vì thực lực của ta quá mạnh ngay trận chiến đầu tiên đã khiến bọn chúng cực kỳ chấn động cho nên bọn chúng dứt khoát chỉ vây công lãnh địa của loài người và người eo muốn dùng đó để ép ta ra ngoài suy nghĩ đó thật quá ngây thơ ha ha so với tên khốn sở hiên tính toán của bọn chúng còn chẳng được bằng trẻ con trịnh xá cười ha hả nói hắn vì phải ăn quả đắng của sở hiên nhiều quá nên khi gặp tính kế kém hơn một chút là có thể cười cợt khinh bì sao những người xung quanh ngồi nghe mà toát hết cả mồ hôi trịnh xá cũng tiếp tục tiếp theo cũng rất thú vị các nhân vật xuất sắc của loài người và người eo tới tìm ta báo với ta kế hoạch của họ những người này sớm đã chán ngấy sự khống chế âm thầm của thần và ma trong bóng tối đặc biệt là chuyện xảy ra trong lót of the rings lúc trước làm suy yếu rất nhiều sức mạnh của ba phe loài người người eo và người lùn kỳ thật phía sau có bóng dáng của thần và ma chính vì thế bọn họ quyết định mượn sức mạnh của ta tuyệt địa phản công hơn nữa còn liên lạc với các chủng tộc khác cùng nhau tham gia trận chiến với thần và ma nói đến đây không thể không nhắc qua về không gian của thần và ma Trịnh xá chăm chú nói, thần và ma sống trong một không gian khác của thế giới đó, hình dung giống như gấp một tờ giấy lại, chỉ là không gian của thần và ma nhỏ hơn một chút, lần lượt nằm ở phía trên và phía dưới thế giới chính. Lối vào không gian của thần nằm ngoài biển, lối vào không gian của ma nằm trong lòng đất, đây là tư liệu mà những lãnh đạo của các loài tìm ra trong một số thư tịch cổ. Thần và ma có thể vận dụng một số biện pháp tạm thời khai mở lối vào, xuất hiện trên đại lục của thế giới loài người, nhưng đồng thời, lối vào đó một khi mở ra, trừ phi thời gian tới mới có thể đóng lại còn không thì cả thần lẫn ma đều không cách nào đóng được đây cũng là ý của những người lãnh đạo nhân đoạn thời gian thần ma lộ ra ngoài giải quyết bọn chúng sở hiên có chút hứng thú hỏi ồ vậy ngươi làm thế nào chúng ta chuẩn bị trước tiên là tập kích xào huyệt của ma dù sao cũng là bọn chúng bại lộ ra ngoài trước nhưng lúc ấy quân đội của loài người người eo người lùn dù là số lượng hay chất lượng đều thua kém quá nhiều trong xào huyệt của ma có rất nhiều ác ma còn có tử linh và người óc bị ma hóa, rất khó giải quyết. Do đó, trước khi tiến vào khoảng 2 tháng, ta cùng mấy người Aragon cùng nhau tìm kiếm các thế lực, có thể gia nhập liên minh loài người, ví dụ như tộc Cyclops đã mất tích, loài chim ưng khổng lồ, còn cả người dã man các loại. Lúc ấy, một đội quân người eo cũng từ ngoài biển quay về, đó là một nhóm quân tinh nhuệ, tuy chỉ có hơn 1.000 người nhưng tất cả đều biết sử dụng bạo liệt tiễn, cũng đều có đấu khi hộ thể, thực lực rất không tầm thường, Nhẫn tử thuật của ta chính là dược người dã man dạy. Kỹ năng cuồng hóa của họ cũng không khác bọ tạc của ta lắm, để không bị chiến đấu xong lập tức hư thoát, có thể trở về bộ tộc tiếp nhận chữa trị, họ sáng tạo ra nhẫn tử thuật, có thể đem sinh mệnh lực từ sau đó rất lâu tiêu hao trước, dùng nó để cân bằng thương thế. Một đội người dã man chỉ có 500 người sau này tử thương toàn bộ nhưng bọn họ cũng tiêu diệt số lượng ác ma quái vật đông hơn mình cả trăm lần, đúng là một nhóm nam tử cực mạnh. Sau đó bọn ta tấn công bất ngờ vào cửa lối vào sao huyệt của ma ở gần núi lửa đum đó là một trường chém giết cực thảm chỉ có ta cùng vài người khác trang bị nhẹ đột tiến cuối cùng lọt vào cung điện ma tộc xử lý bảy tên ma trịnh xá nói vẻ rất nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết chuyện chắc chắn thể không dễ dàng như vậy trường chiến đấu đó nhất định là vô cùng tàn khốc cử tử nhất sinh vẫn còn là cao hơn nữa muốn một lượt tiêu diệt bảy tên ma chưa nói tới cái gì khác chỉ riêng đám kỵ binh giáp đen lúc trước đã lợi hại như vậy rồi thực lực của bảy tên ma đó chắc chắn không sai lúc đó ta sử dụng hồng hoang khai thiên tích địa nếu không cả đám chúng ta chắc chắn đều phải chết ở đó dựa vào nhẫn tử thuật ta trung quy cũng về được đất nước của người eo rất nhiều pháp sư trong tộc giúp ta chữa trị lại dùng một loại dịch thể thần bí cho ta ngâm mình bên trong nhưng dù như vậy ta cũng phải mất nửa năm mới hồi phục sức chiến đấu trong lúc ấy quân đội của thần sớm đã tấn công đất nước người eo và gan o ta phải trải qua ba tháng chạy trốn liên miên con người, người eo, người lùn cùng các tộc khác đều tử thương nặng nề. Bọn họ chỉ có thể dồn vào địa phận râu ơn cầm cự kéo chút hơi tàn. Nói đến đây, trịnh xá khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải vạn năng, cho dù qua lần hiểm tử hoàn sinh đó, ta lại được đề cao, đã chạm tới cánh cửa tầng thứ tư cao cấp, nhưng vẫn chưa phải thật sự tiến vào tầng này, cũng không thể sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa vô hạn chế. Trong quân đội của thần có rất nhiều pháp sư áo trắng, nếu như ta mạo muội sông lên, cho dù khởi động hồng hoang giết chết mấy tên thần, thì có lẽ cũng không thể sống sót được. Dù sao vì để chữa thương cho ta, lúc ấy đã chết mất không biết bao nhiêu là pháp sư người eo, sau đó phòng trừng cũng không thể tìm ra nhiều pháp sư như vậy nữa. May mắn là lúc đó chỉ còn nửa tháng nữa là ta sẽ trở về chủ thần không gian, vì thế ta liền dắt quân đội còn lại cùng ta đi tới chỗ ta tiến vào lót, of the rings. Đám thần ấy cũng đúng là ngu xuẩn, không ngờ lại mặc cho bọn ta chạy tới đó, chỉ điều động binh lực răng thành lưới chặn phía trước có vẻ muốn vây chết bọn ta đúng là đần độn chuyện sau đó rất đơn giản đột phá vòng vây rồi lại chiến đấu một phen sau đó ta kéo dài thời gian cho đến lúc sắp phải trở về rồi toàn lực khởi động hồng hoang khai thiến tích địa ngoài một tên chạy trốn thì tất cả đám thần còn lại đều bị ta giết chết đặc biệt là tên thần mạnh nhất lại càng bị ta đập cho đầu óc nát như tương ha ha trịnh xá cười lớn trong tiếng cười lại pha chút bi thương dù sao thì rất nhiều người trong đó cũng là chiến hữu từng cùng hắn kề vai chiến đấu đặc biệt là trong trận đánh tấn công ma và tiêu diệt thần bọn họ cơ hồ đều chết hết thần và ma là loại sinh vật như thế nào sở hiên đột nhiên hỏi à thần và ma ngoại hình dáng vẻ đều giống con người chỉ là trong cơ thể bọn chúng có năng lượng các loại thuộc tính năng lượng thì lại khác nhau nói theo một điểm nào đấy thì bọn chúng giống như con người có được đấu khí cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới đó hoặc có lẽ là sinh vật loại người Trịnh xá suy nghĩ một chút rồi đáp. Sở hiên ừm một tiếng rồi đứng dậy đi về phòng mình. Nhưng người xung quanh đều lập tức trong lòng máy động, trịnh xá phản ứng nhanh nhất, hắn vội kéo sở hiên lại, nói, tên khốn nhà ngươi nhất định là đã phát hiện ra chuyện gì đó đúng không? Thế giới phim Lord of the Rings là do chủ thần chế tạo ra, đã hoàn toàn không còn giống như bộ phim trong thế giới hiện thực nữa. Chủ thần thiết kế như vậy chắc chắn là phải có đạo lý, ta không hiểu được, nhưng tên khốn ngươi chắc chắn là đã nghĩ ra chuyện gì đó, nói ra đi bọn ta cũng muốn biết cũng không có gì cả sở hiên cũng không nói nhiều chỉ lạnh nhạt quay đi không thể tin được tên khốn nhà ngươi nhất định là đang có âm mưu trịnh xá lại tóm chặt không tha miệng càng liên tục hỏi để ta suy luận một chút nhé ở bên cạnh tiêu hoành luật vẫn một mực im lặng đột nhiên lên tiếng đó phải chăng là một suy đoán phụ thêm của thánh nhân và người tu chân viễn cổ khi sáng tạo ra chủ thần không gian này suy đoán phụ thêm mọi người đều tò mò hỏi ừ đúng thế cái gọi là suy đoán phụ thêm này có lẽ giống như ừm có suy đoán nào đó về một việc nhưng lại không dám khẳng định cho nên cần phải làm thí nghiệm với nó nhưng cái thí nghiệm này lại cần quá nhiều thời gian hoặc là tiêu hao quá lớn mà không nhất định có thể thu được thành quả hoặc là chờ được đến lúc kết quả thí nghiệm xuất hiện vì thế chỉ có thể sau khi mục tiêu chính hoàn thành thì tiện tay cho thêm vào một số thí nghiệm mục đích là để kiểm tra suy đoán đó ví dụ như lot of the Rings, tiêu hoành luật ngắt ngắt tóc chán Tiếp tục nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo những gì chúng ta đã biết hiện tại, thánh nhân và người tu chân viễn cổ là khi thực lực đạt tới một trình độ nào đó, liền từng bước từng bước từ từ phát hiện ra thế giới của họ bị khống chế, đúng không? Nhưng lại không xuất hiện tình huống, như chúng ta gây ra đối với thế giới Lord of the Rings, cũng tức là có người nhắc nhở bọn họ hoặc là sinh vật bên ngoài cái hộp tiến vào chiếc hộp của chúng ta. Chuyện như vậy không xảy ra, tất cả đều là bọn họ tự mình phát hiện ra, vì thế họ muốn thí nghiệm xem có phải là khi sinh vật trong chiếc hộp phát triển đến một trình độ nhất định thì đều có thể phát hiện ra thế giới của mình là cái hôm hay không chính là như vậy đúng thì sao mà không đúng thì sao chuyện này rất quan trọng sao trịnh xá kỳ quái hỏi đúng vậy rất quan trọng sở hiên đột nhiên mở miệng nói nếu như khi sinh vật trong mỗi chiếc hộp phát triển đến một trình độ nhất định không cần biết là khoa học kỹ thuật mạnh mẽ thực lực tự thân mạnh mẽ hay là vũ khí nhân quả mạnh mẽ tóm lại là khi mạnh đến một trình độ nhất định đều có thể phát hiện ra một sự thật là thế giới đang ở là chiếc hộp vậy thánh nhân và người tu chân sẽ có hy vọng phá vỡ được cái hộp hoặc đối đầu với kẻ chế tạo cái hộp bởi vì điều này chứng minh cái hộp không phải tồn tại tuyệt đối bọn họ cũng không phải chỉ có thể tuyệt đối ở bên trong nhưng nếu tình huống ngược lại không cần biết sinh vật bên trong mạnh đến trình độ nào hoặc là tồn tại bao nhiêu năm đều không cách nào phát hiện ra sự thật này vậy thì thánh nhân và người tu chân chỉ có thể tuyệt vọng chấp nhận một sự thật bọn họ vĩnh viễn không thể chống lại sinh vật ở ngoài cái hộp tất cả những gì họ làm đều chỉ phí công là như vậy mà thôi tại sao lại thế tất cả mọi người đều khó hiểu hỏi bởi vì nếu như đến cả sự tồn tại của cái hộp cũng là do sinh vật ở bên ngoài hộp nói cho bọn họ biết ngoài ra còn không biết vì sao lại dẫn dắt bọn họ đối kháng lại kẻ chế tạo cái hộp đồng thời sáng tạo ra chủ thần không gian cùng với một loạt những chuyện sau đó nữa nếu như tất cả đều đã bị xếp đặt thì sao nếu là như vậy ngươi nghĩ còn có phần thắng nữa không trịnh xá lúc này đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba suy nghĩ loáng thoáng một lúc là hiểu được ý hai người nếu như bọn họ có thể biết được sự tồn tại của cái hộp thế mà sinh vật do họ chế tạo ra cũng mạnh mẽ lên lại không thể biết được sự tồn tại của cái hộp vậy cũng có nghĩa bọn họ sở dĩ có thể biết được sự tồn tại của cái hộp chẳng qua chỉ là nhờ kẻ chế tạo cái hộp muốn để cho họ biết mà thôi tất cả mọi chuyện đều chỉ vòn vẹn là bị người khác sắp đặt. Ý nghĩ đó không phải quá tàn khốc sao? Trịnh xá nằm trên giường, yên lặng nhớ lại lúc hắn vừa trở về, câu cuối cùng mà sở hiên và tiêu hoành luật nói với mọi người. Đó thật sự là một suy nghĩ tuyệt vọng, cả cuộc đời mình gian khổ phấn đấu, chiến đấu giữa danh giới sống chết, tình yêu, cảm xúc, tính mạng, thậm chí là rung động và nước mắt. Tất cả đều đã bị sắp đặt hết rồi sao? Chỉ vỏn vẹn là trò chơi cho sinh vật ở ngoài cái hộp thưởng thức. Giống như trong phim ảnh, hoạt hình, trò chơi hay tiểu thuyết, hắn và đồng đội của hắn. Chỉ vỏn vẹn được chế tạo ra để mua vui cho kẻ khác sao? Nếu như nói trận chiến cuối cùng là để giành lấy tư cách vai chính, mà tư cách vai chính thì lại là vốn liếng đầu tiên để đối kháng lại sinh vật bên ngoài cái hộp. Vậy ta nhất định phải cùng đồng đội giành được tư cách vai chính. nhất định phải giải quyết tiểu đội ác ma. Cho dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối, tuyệt đối không thể thất bại. Ngày thứ hai, tiến vào cột sáng trong vòng 30 giây xác định mục tiêu di chuyển, Resident Evil 3 bắt đầu truyền tống. Mọi người, tiểu đội luân hồi ác ma đang nóng lòng chờ chúng ta rồi. Trong thế giới Resident Evil 3 này, giải quyết bọn hắn thôi. Đi! Trung châu đội! Đây là chiến trường của trận chiến cuối cùng à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các thành viên trung châu đội xuất hiện tại một khu bán sa mạc hoang vu. Mặt đất tuy chưa hoàn toàn biến thành cát, nhưng cũng đã khô hạn đến mức không có chút hơi ẩm nào khung cảnh xung quanh cũng đều như vậy đừng nói là một điểm màu xanh mà cả một bóng dáng kiến trúc rõ ràng cũng không có trung châu đội vừa hạ xuống chiêm lam đã lập tức mở rộng quét hình tinh thần lực ra bốn phía đồng thời cũng chuyển hình ảnh quét hình vào đầu mọi người các tân nhân nhất thời còn có chút bất ngờ mấy người trịnh xá thì chỉ hoài niệm nhắm mắt lại làm tốt lắm chiêm lam trận chiến cuối cùng ngươi sẽ rất nguy hiểm nhưng phần lớn sức chiến đấu của chúng ta đều phải để tác chiến do vậy sẽ do tiêu hoành luật và lưu úc bảo vệ ngươi trịnh xá gật đầu nhìn chiêm lam nói chiêm lam mỉm cười ngọt ngào nói được rồi để hai cậu bé này bảo vệ ta đi nói đến chuyện này tinh thần lực khống chế giả cũng không phải không có chút thực lực nào đâu hì hì ít nhất ta cũng có sức tự bảo vệ mình trịnh xá ngẩn người rồi cũng mỉm cười tiếc nuối nói đáng tiếc là khô lâu chiến mã ta mang về là đồ dởm gan đon chế tạo ra chưa nói có hạn chế thời gian khi di chuyển cũng rung lắc liên tục bây giờ đã biến thành một đống xương rồi nếu không cho ngươi làm vật cưỡi đúng là quá hợp. Nói đoạn, hắn liền nhìn vào đồng hồ đeo tay. Resident Evil 3, những điều cần chú ý trong trận chiến cuối cùng. Tất cả các đội diệt vong, trận chiến cuối cùng sẽ kết thúc. Một đội ngũ còn sống sót, tất cả các đội khác đều diệt vong, trận chiến cuối cùng sẽ kết thúc. Đội ngũ sống sót là người thắng lợi, có thể trở về thế giới hiện thực, hoặc biết được lời nhắn của người sáng tạo chủ thần không gian, chọn một trong hai. Đồng thời, các thế giới luân hồi trong chủ thần không gian triệt để đóng cửa hủy diệt không khởi động nữa. Sống sót 100 ngày, giết chết 10 thành viên đội khác, ngoài ra không có ai đạt tới mục tiêu toàn diệt các đoàn đội khác, sẽ trở về chủ thần không gian, tiếp tục luân hồi. Sống sót tiến vào phòng thí nghiệm số 7 trong lòng đất, chờ đợi tại đó 3 tiếng đồng hồ, ngoài ra không có ai đạt tới mục tiêu toàn diệt các đoàn đội khác, sẽ trở về chủ thần không gian, tiếp tục luân hồi. Sau 100 ngày nếu không đạt tới một trong 3 điều kiện kể trên sẽ bị delete. Trong Resident Evil 3, không có quy tắc điểm âm. Không có quy tắc điểm thưởng, không có quy tắc tình tiết kịch bản. Trong Resident Evil 3 cấm bất kỳ tất cả các vũ khí công, kích phạm vi lớn, bao gồm cả vũ khí hoán đổi và không hoán đổi. Dưới đây là vũ khí hoán đổi bị cấm: Máy chấn động lục địa, tên lửa đạn đạo phân hủy hạt cơ bản, pháo lôi xạ siêu không gian. Dưới đây là các vũ khí không hoán đổi bị cấm: Ma động pháo, ma động pháo cải tiến. Resident Evil 3, trận chiến cuối cùng sẽ khởi động sau 3 phút. Trịnh xá chậm rãi đọc tất cả thông tin xuất hiện trên đồng hồ đeo tay, nhất thời mọi người đều yên lặng lắng nghe hắn, đến khi đọc xong mấy đoạn thông tin, tất cả mới quay sang phía sở hiên và tiêu hoành luật. Sở hiên còn chưa lên tiếng, tiêu hoành luật đã mỉm cười nói trước, rất gần với những điều kiện hạn chế mà ta nghĩ, có điều. Ma động pháo cải tạo là cái gì đấy? À, gần đây nghiên cứu điển tịch tu chân có vài phát hiện mới, nên đã cải tạo qua ma động pháo một chút. Sở hiên gật đầu thừa nhận. Được rồi ma động pháo cải tạo là của chúng ta vậy còn ma động pháo thì sao tiêu hoành luật lại hỏi không phải ở chỗ tên sở hiên kia đấy chứ mấy người trịnh sám trương hằng trình khiếu vương hiệp cùng đồng thanh hỏi hát xì ở lừng chừng một ngọn núi cao cách chỗ chung chờ đội rất xa sở hiên chợt hát hơi một tiếng lớn mấy người xung quanh đều ngạc nhiên quay lại nhìn hắn một cô gái lại càng căng thẳng khẩn trương chạy tới cạnh hắn chỗ này hơi nhiều bụi sở hiên nói vậy rồi nhìn đồng hồ đeo tay tiếp tục, theo những gì đã ghi thì không khác suy đoán của ta lúc trước lắm. Đầu tiên là vũ khí sát thương trên quy mô lớn bị cấm, điểm này rất phù hợp với định nghĩa trận chiến cuối cùng. Tiếp theo là để tất cả mọi người đều phải tham gia trận chiến này, chia mục tiêu sống sót thành hai, thứ nhất là phải giết được 10 thành viên đường khác. Việc này chặt đứt ý tưởng vừa bắt đầu đoàn chiến đã ẩn nấp, cũng cắt đứt khả năng sống sót của kẻ yếu, kể cả đoàn đội chúng ta muốn sống sót cũng phải mỗi người giết 10 tên khác mới được, mà các đoàn đội khác cộng lại được có bao nhiêu người? bước này khiến kẻ yếu căn bản không thể thông qua chỉ tăng cường cơ hội sống sót cho các cường giả thích hành động đơn độc ví dụ như triệu chuế không một thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh mỉm cười ưu nhã hơi cúi người nói cảm ơn đã khen ngợi sở hiên cũng không để ý tới hắn chỉ tiếp tục nói như vậy muốn phần lớn thành viên trong đội đều có thể sống sót chỉ có hai khả năng một là giành được thắng lợi thật sự của trận chiến cuối cùng cũng tức là trở thành đoàn đội độc nhất vô nhị thành người chiến thắng duy nhất của trận chiến cuối cùng Tạm thời chưa bàn đến xác suất thành công của việc này, trước tiên chúng ta sẽ xem qua mục tiêu còn lại. Phòng thí nghiệm số 7 dưới lòng đất. Muốn đi được tới đó, ngoài ra còn phải sống sót 3 tiếng đồng hồ ở bên trong, việc này nếu như giải thích rõ ra, phòng thí nghiệm số 7 dưới lòng đất đó rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, có thể có vô số virus, có thể có quái vật sinh hóa siêu tiến hóa, cũng có thể sẽ bị đầu đạn hạt nhân oanh kích. Tóm lại, làm thế nào tới được đó là một vấn đề, làm thế nào an toàn tiến vào đó là một vấn đề cùng với sau khi tiến vào làm thế nào an toàn sống sót 3 tiếng đồng hồ, ở bên trong lại là một vấn đề nữa. Trên một bãi biển cách chỗ tiểu đội ác ma, rất xa có một đội 12 người đang đứng, lúc này vòng bảo vệ của chủ thần vẫn chưa triệt tiêu, vì thế Resident Evil 3 coi như chưa hoàn toàn bắt đầu, tất cả đoàn đội đều phải ở bên trong chờ đợi. Một thanh niên tóc vàng cầm thanh chô cô lết cắn mạnh một miếng, tiếp đó cười lạnh nói, chính vì thế chủ thần vì muốn ép tất cả các đội không thể ẩn nấp, mà phải nỗ lực giao chiến, mới đưa ra cơ hội sống sót thứ nhất mà kẻ yếu không thể hoàn thành, cùng cơ hội sống sót thứ hai mà kẻ yếu có thể thử liều may mắn. Nhưng thật sự thì sao? Nó chính là một cái máy sàng lọc tàn khốc, kẻ yếu cản bản không có cơ hội sống sót. Vậy ngươi nghĩ sao? Rose, ngươi chuẩn bị làm thế nào bây giờ? Trong số 11 thành viên đoàn đội đứng cạnh Rose, một người da đen tò mò hỏi. Đương nhiên là liên thủ với cường giả. Rose khẽ thở dài, rồi lại cười lạnh một tiếng, cắn một miếng chocolate vừa ăn vừa nói, với thực lực của bản thân chúng ta căn bản không đủ, để an toàn vượt qua trận chiến cuối cùng này. Cho dù trận chiến cuối cùng chỉ là cuối cùng trên danh nghĩa, nhưng đối với cường giả mở tỏa nhân tỏa tầng thứ tư mà nói, nó vẫn đúng là trận chiến cuối cùng. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào cường giả để chiến đấu. Liên minh thiên sứ à? Anh Rose, em không thích cái gã tên là Adam ấy. Lúc hắn cười mặc dù trông rất thoải mái nhưng trong mắt lại đầy bạo ngược, em sợ lắm. Một cô bé kéo kéo áo Rose, nói: "Đương nhiên, không thể là Liên minh Thiên sứ. Gã tên là Adam đó chính là kẻ đánh bại ta trong thế giới hiện thực, tập tính của hắn ta đã quá rõ rồi, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Hắn là người khó có thể trở thành chiến hữu nhất. Hợp tác với hắn, xác suất tử vong của chúng ta gần như là 100%, vì thế chúng ta cần tìm một mục tiêu nương tựa khác, một trong ba đội mạnh nhất thế giới luân hồi, hơn nữa còn từng có qua lại với chúng ta." Rose đứng dậy nhìn ra xa, chậm rãi nói, "Trung châu đội, chúng ta tới tìm Trung châu đội, dùng một nhược điểm của tiểu đội Thiên Thần đổi lấy tư cách liên minh với bọn hắn. Resident Evil 3. Trận chiến cuối cùng rồi, chúng ta trước tiên hãy tới tìm tiểu đội Thiên Thần đã. Cuối cùng cũng tới rồi, trận chiến cuối cùng. Quả táo nhỏ của ta, ta tới đây. Đi thôi, gia nhập liên minh Thiên Sứ." Nhất thời, trên toàn lãnh thổ nước Mỹ có tổng cộng 20 chỗ xuất hiện vòng bảo vệ của chủ thần. Trong mỗi vòng bảo vệ có từ vài người đến mười mấy người. Ác ma đội, thiên thần đội, trung châu đội lần lượt xuất hiện tại bờ biển phía Tây, phía Đông và khu vực biên giới phía Nam của nước Mỹ. Vị trí của các đội khác về cơ bản đều tán loạn, hoàn toàn theo phương thức ngẫu nhiên tiến vào Resident Evil 3. Triệu Anh không, ngươi không sao chứ? Trịnh xá đang hỏi hai người sở hiên một số chuyện về quy tắc trong trận chiến cuối cùng. Đột nhiên hắn thấy Triệu Anh không cả người run bẩn bật, hắn lập tức vội hỏi. Triệu Anh không quay lại khẽ mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên một khối đá. Nàng cười rồi, nhưng có vẻ rất nhẹ, cũng không lộ ra vẻ quyến rũ như lúc trước. Là nhân cách chính hay là nhân cách phụ? Trình khiếu cũng nhìn thấy nụ cười của Triệu Anh không, hắn lập tức lượn tới sau lưng trịnh xá, hỏi. Trịnh xá cũng lắc đầu nghi hoặc, trong 10 ngày tại chủ thần không gian, Triệu Anh không ngoài thỉnh thoảng xuất hiện ra thì mọi người đều không biết nàng đang làm gì, thậm chí tới thế giới phim kinh dị rèn luyện cũng không lại thêm nụ cười khác hẳn với quá khứ của nàng trịnh xá lập tức kỳ quái hỏi triệu anh không ngươi thật sự không sao chứ nếu có chuyện gì thì tốt nhất là nói sớm cho ta biết trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu rồi ta sợ ngươi đừng sợ triệu anh không mỉm cười nói ta sẽ không làm liên lụy tới đoàn đội đâu yên tâm đi tất cả chiến đấu ta đều tiếp nhận được vừa rồi sở dĩ dùng mình một cái nhất định là có kẻ đang ở sau lưng gọi ta là quả táo nhỏ đại khái có thể đoán được, hì hì. Ngươi cứ đi lo chiến đấu của mình đi. Nói xong, trên mặt nàng vẫn mang nét cười bình thản nhẹ nhàng, trong mắt cũng không còn vẻ lạnh lẽo cố hữu của nhân cách chủ nữa. Thật kỳ lạ, không phải nhân cách chính, cũng không phải nhân cách phụ. Chẳng lẽ là hai loại nhân cách hợp nhất? Trịnh xá trong lòng máy động, nhưng không đợi hắn kịp mở miệng hỏi. Xung quanh đột nhiên cuộn lên từng đợt gió cát, vòng bảo vệ đã hoàn toàn biến mất. Resident Evil 3, trận chiến cuối cùng chính thức bắt đầu. Đầu tiên chúng ta cần xác định vị trí của mình hiện tại trên lãnh thổ nước Mỹ. Chúng ta không có mục tiêu xác thực, không biết vị trí các đoàn đội khác, cũng không biết vị trí phòng thí nghiệm số 7 dưới lòng đất, nếu cứ chạy loạn lên trên thế giới này, thời gian 100 ngày sẽ trôi qua rất nhanh, đến lúc ấy đừng nói giành được thắng lợi gì trong trận chiến cuối cùng, tất cả đều sẽ bị delete. Sở Hiên nhìn mọi người, nói, từ sau khi tiến vào Resident Evil 3, Sở Hiên không còn quan tâm đến đống tài liệu của hắn, mà toàn tâm toàn ý suy tính các vấn đề từ điểm này có thể thấy hắn cực kỳ coi trọng trận chiến cuối cùng chỉ trên danh nghĩa này đây là vấn đề thứ nhất chúng ta phải đối mặt vị trí vấn đề thứ hai thì tương đối đơn giản đó là bảo tồn thực lực của trịnh xá trước khi giao chiến với clone của hắn trịnh xá không thể giao đấu với bất kỳ ai từ tầng thứ tư trở lên bao gồm cả quái vật đồng đẳng cấp cũng vậy điểm ấy ngươi nhất định phải làm được nếu như ta đoán không sai clone của ngươi cũng sẽ làm như vậy không cần biết thực lực các ngươi đã mạnh đến mức độ nào ít nhất là trước khi đột phá cơ nhân tỏa tầng thứ năm, các ngươi không thể trong thời gian ngắn dễ dàng giải quyết cường giả tầng thứ tư, tất cả cứ giao cho bọn ta. Sở Hiên nhìn Trịnh Xá, nghiêm túc nói, thái độ như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên mặt hắn, trừ những lúc hắn làm thí nghiệm quan trọng ra. Đương nhiên, khi hắn làm những thí nghiệm sẽ sinh ra sức nổ cực lớn, cũng cơ bản là mang vẻ mặt này Trịnh Xá thở dài, yên lặng gật đầu, do dự một thoáng rồi mới hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào rời khỏi hoang mạc này? tìm thị trấn hoặc nơi có người sinh sống. Trước tiên cần xác định vị trí của chúng ta, sau đó chúng ta cần quay lại vị trí phát sinh Resident Evil 1, ở đó có cất dấu đầu mối quan trọng nhất. Sở Hiên gật đầu nói, mọi người cũng không hỏi đầu mối đó là cái gì, bây giờ đến cái bóng của đầu mối cũng chẳng thấy, tự nhiên là không thể biết trong phòng thí nghiệm tại Resident Evil 1 có đầu mối gì. Bất quá vì sự tín nhiệm với Sở Hiên. Ách, không bằng gọi là vì đã quá nhiều lần bị hắn đùa giỡn, cùng nhìn người khác bị đùa bỡn, Đối với những gì sở hiên nói bọn họ đều rất phục tùng, cùng đứng dậy, đi về một phía hoang mạc. Nói mới nhớ, lúc trước ta còn tưởng trận chiến cuối cùng sẽ cấm thập tự hồi sinh cơ, nhưng giờ lại không, sớm biết đá hoán đổi thứ ấy rồi. Trương Hằng vừa đi vừa lào bào. Không, kỳ thực cũng đã bị cấm rồi. Đây là trận chiến cuối cùng, đầu tiên phải xác định 3 điểm. Điểm thứ nhất, đoàn đội thắng lợi cuối cùng có xuất hiện hay không? Nếu như có vậy thì cho dù sử dụng thập tự hồi sinh trở về chủ thần không gian, Vận mệnh đang chờ đợi cũng là bị hủy diệt. Điểm thứ hai, có thể trở về được chủ thần không gian hay không? Đáp án của ta là không thể, ít nhất có trên 80% là không thể, bởi vì rõ ràng nhất là thông báo quy tắc mà chủ thần đã ban bố. Sống sót tiến vào phòng thí nghiệm số 7 dưới lòng đất, chờ đợi tại đó 3 tiếng đồng hồ, ngoài ra không có ai hoàn thành mục tiêu toàn diệt các đoàn đội khác thì trở về chủ thần không gian tiếp tục luân hồi. Đây là nguyên lời chủ thần, nó nói lên điều gì? Nói lên rằng cho dù chờ đợi 3 tiếng đồng hồ cũng không thể an toàn trở về chủ thần không gian mà là đạt được điều kiện sau 100 ngày sẽ không bị delete. Lúc ấy còn phải rời khỏi phòng thí nghiệm, sau đó an toàn sống sót 100 ngày, nếu không vẫn có thể sẽ bị giết. Có một cách giải thích rất đơn giản, nếu như có một đội ngũ rất mạnh, đủ sức hủy diệt tất cả các đoàn đội khác, nhưng trong các đội khác lại có người tiến vào phòng thí nghiệm số 7, sau đó được chuyển về chủ thần không gian, vậy thì phương pháp thắng lợi đầu tiên sẽ không tồn tại, bởi vì đoàn đội rất mạnh đó không thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết tất cả đoàn đội khác. Theo như chủ thần đã nói, ngoài ra không có ai hoàn thành mục tiêu toàn diệt tất cả các đội ngũ khác, câu này hẳn phải có ý là ưu tiên cao hơn cho phương pháp thắng lợi thứ nhất, cũng có nghĩa là tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó chờ đợi 3 tiếng đồng hồ sẽ chỉ nhận được tư cách sau 100 ngày không bị delete, chứ không được trực tiếp trở về chủ thần không gian. Trương Hằng vẫn còn chút ngơ ngác, nhìn những người xung quanh cũng có vẻ mơ hồ không hiểu, hắn liền tò mò hỏi, nếu như vậy thì sao? Rất đơn giản, nếu như ưu tiên cho phương pháp đầu tiên, Vậy thì thập tự hồi sinh sẽ chỉ cung cấp tác dụng hồi sinh, chứ không cung cấp tác dụng quay về, bởi vì nó mâu thuẫn với ưu tiên số 1, đã hiểu chưa? Cứ như vậy, thập tự hồi sinh sẽ chỉ giống như gân gà, lãng phí điểm thưởng và chi tiết thôi. Vẫn còn đang trao đổi, mọi người bỗng thấy Sở Hiên lấy trong túi không gian của hắn ra rất nhiều linh kiện, sau đó tự động lắp ráp chúng với nhau. Tới khi cỗ máy tạo thành càng lúc càng lớn, hắn không thể không dừng lại, còn những người xung quanh đều chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Doraemon Ngươi lại lấy gì ra khỏi túi thần kỳ đấy? Trong chóng tre? Hay là đèn pin thu nhỏ? Vệ tinh thu nhỏ? À, vệ tinh thu nhỏ. Vệ tinh thu nhỏ. Ừm, nếu dùng lực sĩ khăn vàng đưa lên cao mấy chục nghìn mét, sau đó sử dụng hệ thống phun điện ở bên trong bay lên, nó có thể dừng lại gần trên quỹ đạo, như vậy có thể. Sở hiên cúi đầu, giải thích. Ta biết vệ tinh là cái gì, ta muốn hỏi là. Vệ tinh thu nhỏ. Để làm gì? trịnh xá ngây ngốc nhìn khối kim loại lớn hình tam giác đang dần dần thành hình trước mặt vật này cực kỳ khác biệt với vệ tinh thông thường nếu như không ai cho người biết người chắc chắn sẽ nghĩ nó chẳng qua chỉ là một món nghệ thuật trừ tượng bằng kim loại mà thôi tin tức chúng ta cần tin tức rất nhiều tin tức sở hiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn trịnh xá một cái cười lạnh nói số lượng tổng cộng các đoàn đội khác số người trong đội cùng với bọn họ thuộc phe nào hoặc là không phe phái vị trí của bọn họ vị trí của chúng ta vị trí phòng thí nghiệm địa hình hoàn cảnh xung quanh, tất cả mọi thứ chúng ta đều thiếu. Thế giới phim kinh dị lần này không đội ngũ nào có được thế quá lớn. Nói cách khác, chúng ta cho dù chỉ có được một chút tin tức, cũng có thể sinh ra ảnh hưởng mang tính quyết định với cục diện chiến đấu. Ngươi nghĩ sao? Ta biết tin tức rất quan trọng. Trịnh xá nhìn sở hiên, nói, nhưng ngươi cũng không cần phải phô trương như vậy chứ. Tuy mọi người gọi ngươi là Doraemon nhưng chỉ là trêu đùa cho vui thôi, ai mà biết ngươi lại thật sự lôi ra cái thứ quái dị này sở hiên cũng chẳng để ý tới hắn nữa cứ việc ta ta làm lắp ráp vệ tinh hơn nửa ngày sau thứ này cuối cùng cũng hoàn thành tiếp đó hắn lấy liền trong túi không gian ra ba tấm vải vàng chỉ thấy hắn ném ba tấm vải lên không đến khi rơi xuống đất đã biến thành ba lực sĩ khăn vàng cỡ nhỏ vậy thì phóng vệ tinh thôi quả nhiên là phóng vệ tinh cũng giống như người phỏng đoán sở hiên tại một điểm trên nước mỹ chính là vị trí của tiểu đội ác ma một cô gái đang đầy vẻ kinh ngạc cộng thêm sùng bái nhìn sở hiên, nàng vừa nhìn vừa nói. Ngoài đó ra, vị trí phòng thí nghiệm số 7 cũng đã được xác nhận, tiêu hao hơn 3.700 điểm, tốn gấp 3 lần. Còn cần tiếp tục giám thị Trung Châu đội không? Không cần nữa, bắt đầu từ bây giờ, cứ 3 ngày giám thị một lần là được. Còn tiểu đội thiên thần thì cần mỗi ngày giám thị 1 đến 2 tiếng đồng hồ, có thể chia ra thành 24 tiếng một để giám thị. Bản chính của ta cũng là ta, suy nghĩ của bọn ta sẽ không khác biệt nhau lắm, ngoài ra hắn cũng biết trong tay chúng ta có ưu thế đặc thù nếu như ta đoán không sai hắn chuẩn bị ngay từ ban đầu đã sử dụng dương mưu với chúng ta từng bước từng bước ép chúng ta vương đối vương binh đối binh sở hiên ngồi cách đó không xa tên này cũng đang loay hoay lắp ghép một thứ không khác sở hiên trong chung châu đội lắm một vệ tinh kỳ là hình tam giác chuyện được đọc bởi kênh haley audio cô gái do dự một chút rồi nhỏ giọng nói với sở hiên nhưng ưu thế chúng ta lớn như vậy tại sao lại còn phải tham gia chiến đấu như thế đối với chúng ta không phải rất bất công sao ngươi có thể khuyên thử đội trưởng không nhưng nàng còn chưa dứt lời phục chế thể ngồi nhắm mắt cách đó không xa đã mở mắt nhìn lướt qua nàng nói trương tiểu tuyết ta mặc kệ ngươi có nắm giữ phong thần bảng hay không cũng mặc kệ ngươi có thích sở hiên hay không ta chỉ nói cho ngươi biết một việc đừng có nhúng tay vào trận chiến giữa ta và hắn trong chiến đấu có thể tùy cho hai đội giao đấu với nhau đội viên bên nào thắng trước có thể gia nhập vào trận chiến của ta và hắn chỉ cần thực lực các ngươi đủ mạnh, đủ sức tham gia chiến đấu là được, nhưng trước lúc ấy, trước khi ta và hắn chiến đấu, ta không muốn thấy bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì làm quấy nhiễu trận đấu đó, nếu không, ta nhất định sẽ giết kẻ đó. Chuyển vị trí phòng thí nghiệm số 7 cho ta, ta sẽ đợi trên mặt đất chỗ đó. Nếu như hắn đến cả tư cách gặp mặt ta, cũng không có vậy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì để bắt đầu vương đối vương, binh đối binh nữa. Nếu như hắn có thể phá vỡ tất cả chướng ngại, thực lực gần như như không tổn thất chút nào đến trước mặt ta, cuộc chiến công bằng đó sẽ là phần thưởng của ta cho hắn. Quay lại phía Trung Châu đội, Sở Hiên cùng mọi người đều ngẩng đầu nhìn vệ tinh bay càng lúc càng cao, một lúc sau trịnh xá mới hô hào mọi người, nói, đi thôi, cứ đứng ở đây cũng chẳng có chuyện gì được, tiếp tục tiến tới. Mọi người cũng đều đinh thần lại, tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ có Sở Hiên nhíu mày đứng đó yên lặng suy nghĩ. Đến khi mọi người đã đi được hơn trăm mắt hắn mới thông thả theo sau, chỉ là hai hàng lông mày vẫn hơi hơi nhíu lại, cũng không biết là vấn đề khó khăn đến mức nào mới có thể làm khó được tên này. Nếu lúc này có ai đứng cạnh sở hiên, thì hẳn là có thể nghe được tiếng hắn lầm bẩm. Nhận được bao nhiêu thì sẽ phải mất đi bấy nhiêu. Nếu như là thuộc tính hoặc vũ khí xác suất nhân quả loại toàn chi, vậy thì sẽ phải mất đi cái gì? 90% là may mắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải quay về chiến trường lúc ban đầu sao? Chiến trường chính trong Resident Evil 1 hai, đó cũng là thế giới phim kinh dị đầu tiên mà Trịnh Xá trải qua khi tiến vào thế giới luân hồi. Tại đó hắn cơ hồ cửu tử nhất sinh, hoàn toàn dựa vào may mắn mới nhận được điểm thưởng và chi tiết kịch tình, như vậy mới giúp hắn có thể sống sót. Hơn nữa còn trong các thế giới phim kinh dị sau không ngừng trưởng thành. Cuối cùng hắn cũng từ từ đi đến như hiện tại, chỉ cần mạnh thêm một chút nữa, hắn sẽ có thể đứng tại đỉnh cao của toàn thế giới luân hồi. đương nhiên trước lúc đó hắn còn cần làm một việc, đánh bại kẻ thù định mệnh nhưng làm thế nào trở về đây? Đây có thể nói là nghi hoặc trong lòng tất cả thành viên Trung Châu đội, ngoại trừ Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật ra, những người khác đều không biết, nên làm thế nào để quay lại phòng thí nghiệm trong Resident Evil 1. Bao gồm cả hai người trịnh xá, Chiêm Lam từng trải qua thế giới phim kinh dị đó cũng không biết, mà hai tên có chút đầu mối thì lại một mực trầm mặc. Sau khi Sở Hiên hỏi Tiêu Hoành Luật mấy câu lúc trước xong, thì bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác xuất thần. Hai vị, các người rút cuộc là đang làm cái gì vậy? Đánh đố nhau à? chúng ta đã đi được 4 năm tiếng đồng hồ rồi, sa mạc này rút cuộc là rộng đến mức nào. Đừng với ta phải đi được một tháng mới thấy bóng người đấy. Khốn kiếp, xuất hiện hai ba con giam bi còn tốt hơn. Trình khiếu càng đi càng buồn bực, hắn cuối cùng không nhìn được, gào lên. Hắn vừa mới dứt lời, từ phía chân trời đằng xa chợt có một đám mây đen kịt ập tới, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng u u quạ. Chỗ tốt của quét hình tinh thần lực là, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chi tiết trên chiến trường đối với tinh thần lực mà nói, không tồn tại vấn đề góc chết gì cả, cho dù là ở sau đường chân trời mắt thường không nhìn thấy, thì quét hình tinh thần lực cũng có thể ánh chiếu toàn bộ vào trong não, cũng giống như nhìn thấy mặt đối mặt. Đám mây đen kịt đó không ngờ là do hàng nghìn hàng vạn con quạ tụ tập lại, vì số lượng thật sự quá đông nên mới biến thành một mảng đen xì như vậy. Số lượng quạ thế này đã không, còn chỉ là quạ theo ý nghĩa thông thường nữa, mà biến thành tập đoàn sinh vật giống như ông Hoặc Kiến. Hơn nữa còn là tập đoàn sinh vật rất khủng bố không phải rất nhàm chán sao. Bọn chúng giao hết cho người đấy. Trịnh xá vỗ vỗ vai Trình Khiếu, sau đó điềm nhiên như không, quay người tiếp tục hành trình. Có lẽ đối với thành viên tiểu đội mới tiến vào thế giới luân hồi, hoặc tiểu đội luân hồi thực lực hơi yếu mà nói, trận thế như vậy đã đủ trí mạng rồi, ít nhất cũng phải có người tử vong mới trốn thoát được. Nhưng đối với thực lực đã đạt tới trình độ như Trung Châu đội, đám quạ này đã không còn đủ để ngạc nhiên nữa, đừng nói gì khác, chỉ riêng chất nổ của Vương Hiệp đã đủ dễ dàng quét sạch bọn chúng rồi. Trình khiếu hơi ngẩn ra rồi vội vàng kêu lên, xin ngươi đấy có được không? Nam đầu thủy điều quyền của ta là kỹ năng cận chiến đơn độc rất lợi hại, nhưng muốn đối phó với nhiều quả như vậy. Ngươi muốn hành ta mệt chết sao? Trịnh xá cũng không trả lời, chỉ cười hề hề đứng nhìn. Theo đám quạ càng lúc càng tới gần, cuối cùng lại là im ho tép nhìn không thuận mắt. Hắn thả bàn tay vẫn một mực nắm tay Ansekasuna ra, trực tiếp tới phía trước đội ngũ. Chỉ thấy hắn hút sâu một hơi, cát bụi trước mặt lập tức tụ tập lại phía trước hắn phảng phất như có sự sống không ngừng chuyển động tích lũy tạo thành một khuôn mặt người khổng lồ hình dáng khuôn mặt chính là cái đầu chọc của im ho phóng đại lên nhìn không có chút anh tuấn nào mà ngược lại khiến người ta có cảm giác hung tợn cái đầu cát khổng lồ hướng lên trời hít vào một cái đoạn phun khí ra một màn cát lớn giống như sóng biển cuộn lên cao mấy trăm mét bao trùm toàn bộ bầy quạ đang bay tới vào bên trong chỉ sau vài giây đám mây quạ đen kịp đã hoàn toàn biến mất trong đống cát xuất hiện thêm rất nhiều xác quạ khô đét lại. Tại khu vực sa mạc ta có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nếu là khu vực giống như thần miếu ta còn có thể triệu hồi tượng nhân sư. Im ho tép thở ra một hơi, nhìn mọi người cười nói. Thần miếu thì không có, nếu là giáo đường thì sao? Trong đấy có thể triệu hồi tượng nhân sư không? Bá vương bỗng tò mò hỏi, đồng thời đưa tay chỉ về một phía. Theo quét hình tinh thần lực, ở đó quả nhiên có một nhà thờ đã đổ nát hơn một nửa, xung quanh còn có những căn nhà tan hoang, Nơi này trước kia có lẽ là một thị trấn nhỏ. Ồ, oh, còn có người. Chiêm Lam tập trung tinh thần lực, cẩn thận tìm tòi một lượt xung quanh giáo đường. Trong tầng hầm phía dưới nhà thờ có 7-8 người đang ngồi, trong một số tầng hầm của các căn nhà khác cũng có người tồn tại. Theo quét hình tinh thần lực, những người này trang phục rách nát, có người bị thương nhẹ, nhìn trang phục và hành lý được thu thập gọn của họ, có vẻ không phải là người sống tại thị trấn này. Đi thôi, hỏi thử họ đây là chỗ nào, luôn tiện đến tối có thể tiếp nhận tín hiệu vệ tinh. Trung châu đội mang theo đủ số Goblin Glider, vì thế vốn có thể không cần đi lại dưới đất, chỉ là vệ tinh thu nhỏ mà sở hiên, phóng lên không hề có nhiều công hiệu như vệ tinh thật sự, ví dụ như cố định trên quỹ đạo tầm thấp, sau đó bay vòng thuận theo chiều tự quay của trái đất. Sau khi vệ tinh thu nhỏ lên đến ngoài vũ trụ, hơn nữa theo trái đất xoay tròn một vòng sẽ cách xa khỏi quỹ đạo tầm thấp, cũng tức là sau 20 tiếng nữa, vệ tinh mini này sẽ bay tới khoảng không khu vực lân cận nếu như trung châu đội sử dụng glider bay đi quá xa khi vệ tinh bay qua vùng trời sẽ không thể tiếp nhận tín hiệu nữa đồng thời vệ tinh sẽ lệch ra khỏi quỹ đạo cứ như vậy phóng vệ tinh lên là hoàn toàn lãng phí mặc dù nói như vậy nhưng tín hiệu vệ tinh hình như có thể bao trùm phạm vi rất lớn mà chúng ta bay một hồi cũng không thể thoát ly phạm vi tín hiệu chứ đối mặt với nghi hoặc của những người còn lại sở hiên chỉ đưa mắt nhìn một cái không trả lời tiêu hoành luật thì thở dài nói vấn đề này căn bản không có gì đáng nói cái vệ tinh thu nhỏ ấy lớn từng nào. Gọi là vệ tinh siêu nhỏ cũng không đúng, hẳn phải gọi là vệ tinh siêu siêu nhỏ. Một vệ tinh nhỏ bé như vậy thì có bao nhiêu tác dụng? Trên thực tế, chỉ riêng việc nó có thể bay lên đã đủ khiến ta kinh ngạc lắm rồi. Ngươi còn hy vọng nó giống như, vệ tinh thật sự có thiết bị phát xạ tín hiệu công suất cao sao? Đừng có đùa nữa, có thể truyền được tín hiệu về đã là kỳ tích rồi. Những người còn lại ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, một món đồ dùng tay cũng nhắc lên được như thế thật sự không thể có quá nhiều công dụng như vệ tinh thông thường. Từ điểm đó có thể thấy, năng lực khoa học kỹ thuật của Sở Hiên cũng không hề siêu việt kiến thức thông thường, tuy đã làm được đến mức rất khoa trương nhưng so với Doraemon thật sự, đường tiến hóa của hắn vẫn còn rất dài. Ở cách đó không xa, một nhóm người đang tò mò nhìn chung châu đội, đây là những người ẩn nấp trong khu hoang phế đó. Theo những gì mấy người này nói, bọn họ tới đây từ hai ngày trước, do bị đám quạ đen kia tấn công, chết mất rất nhiều người nên, họ muốn chở sau khi bảy quạ rời đi sẽ tiếp tục đi xuống phía nam. Nơi này đã tiếp cận biên giới phía nam nước Mỹ, đi xuống nữa sẽ tới các nước thuộc thế giới thứ ba tương đối lạc hậu. Có lẽ các nước đó không bị virus lan truyền tới. Đây là nguyên lời họ nói, có thể trong mắt những người sinh ra ở những nước phát triển, các quốc gia thuộc thế giới thứ ba nhất định sẽ là dân cư thưa thớt, hoặc đều là nông thôn. Chính vì ôm theo suy nghĩ như vậy, rất nhiều người sống sót, sau thảm họa sinh hóa bắt đầu chạy trốn về phía những quốc gia này đồng thời cũng mang theo tê virus có lẽ không phải bọn họ mang theo nhưng theo dòng người di chuyển như vậy đến cuối cùng thảm họa sinh hóa sẽ bắt đầu bộc phát tại mọi nơi trên trái đất những người này chính là nạn dân muốn chạy trốn khỏi nước mỹ đối với trung châu đội họ vô cùng tò mò không chỉ vì sự ung um dung mà còn vì trên người trung châu đội không ngờ lại không thấy mang theo vũ khí nào cả có trời mới biết mấy người này từ đâu chui ra không có vũ khí cũng dám tiến vào trong thị trấn hơn nữa còn có cả trẻ con và phụ nữ, hơn phân nửa cũng là người da vàng. Chẳng lẽ bọn họ là người từ các nước thế giới thứ ba chạy tới đây tránh nạn? Một người đi ra khỏi đám người chạy nạn là một người da trắng cao lớn, khoảng 30 tuổi, hắn bước tới gần đống lửa của Trung Châu đội, hỏi, xin hỏi một chút, các vị là từ phía Mexico sang đây phải không? Tình hình bên đó thế nào rồi? Thấy người này nói chuyện khách khí, trịnh xá cũng lịch sự nói, chúng tôi không từ Mexico tới đây. Chỗ này là biên giới phía nam nước Mỹ phải không? Đại khái là ở vị trí nào? Người kia ngạc nhiên hỏi. Chúng tôi là người từ khu vực San Antonio tập trung tới đây. Thành phố phía đó đã toàn là zombie và quái vật rồi. Phía đông và phía bắc đều hoàn toàn không đi được. Chờ đợi tiếp thì không tìm được thức ăn cho nên chúng tôi muốn tới Mexico thử xem. Các vị thì sao? Từ đâu tới đây vậy? San Antonio. Trịnh xá cũng không quen thuộc với lãnh thổ nước Mỹ lắm. Vì thế hắn thử quay sang phía sở hiên và tiêu hoành luật. Sở Hiên lúc này đang điều chỉnh máy tiếp nhận tín hiệu vệ tinh của hắn, nên vẫn là do tiêu hoành luật tiếp chuyện. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói, chúng tôi đi thuyền tới đây. Lúc trước ở trên một hòn đảo nhỏ trên vịnh Mexico, nhưng chỗ đó cũng bộc phát virus nên chúng tôi chỉ có thể lên thuyền sang phía Mỹ. Ai mà biết ở đây cũng nhiễm đầy virus. Đúng thế. Người đàn ông kia thở dài, nói, chỗ nào cũng là zombie, chỗ nào cũng là quái vật, đến cả quạ cũng biết tấn công con người. Thật không biết loài người chúng ta có còn tương lai không nữa. Nghe nói quân đội và chính phủ đều đã biến mất, có lẽ chạy được ngày nào thì hai ngày ấy thôi. Đúng rồi, muốn đi cùng chúng tôi không? Cùng tới Mexico. Anh ta chỉ vào nhóm người bọn họ, nói, "Chúng tôi lúc đầu có mấy trăm người, trên đường đi rất nhiều người đã chết, có một số biến thành zombie cùng với bị các loại quái vật tấn công, nhưng hiện tại cũng còn được gần trăm người, thế nào? Gia nhập chúng tôi đi, người nhiều sức lớn, chúng ta cùng tới Mexico, nói không chừng còn có đường sống." Không được. Trịnh xá tiếp nhận câu chuyện, nói, chúng tôi còn muốn đến phía Bắc tìm người thân, hơn nữa theo tình hình quanh đây, tới Mexico có vẻ cũng không an toàn. Người kia hơi ngẩn ra, vẫn còn muốn thuyết phục, nói, phía Bắc có lẽ đã không còn người sống nữa, cho dù có người sống sót thì cũng chỉ là một số cực ít thôi. Các vị chưa qua những thành phố lớn ấy nên không biết, Zambi không ngừng biến dị, lại xuất hiện rất nhiều loại quái vật mới, những loài quái vật cũ cũng từ từ biến dị, còn có loại quái vật móng vuốt kinh khủng nhất nữa, một khi gặp phải chắc chắn sẽ chết người chỉ có để bọn chúng ăn no mới không truy đuổi những người còn lại nữa đừng đi đi cũng là chết thôi tiêu hoành luật và trịnh xá nhìn nhau khẽ cười thằng nhóc đột nhiên hỏi tôi muốn hỏi một chút các vị có biết vị trí cụ thể của thành phố rakun không thành phố rakun người đàn ông kia lập tức biến sắc tiếp đó không thèm giữ hình tượng bột miệng chửi thề một tiếng bấy giờ mới phẫn nộ nói đám chính phủ cạn bã đó là thành phố bị lây nhiễm virus đầu tiên những nơi khác đều không có chuyện gì chỉ nghe nói do một trụ sở nghiên cứu làm lộ ra nên mới bị lây nhiễm chính phủ lúc ban đầu đã quyết định phóng tên lửa hạt nhân tiêu hủy cả thành phố sau đó lại kiếm cớ này cớ nọ trì hoãn cuối cùng khiến cho virus khoách tán ra xung quanh làm bây giờ cả thế giới đều bị virus hủy hoại mẹ kiếp đám chứng thối chỉ biết ăn tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân mà không làm được tích sự gì nếu để ta biết được là tên đần độn nào ra lệnh không phóng tên lửa thì ta không liều mạng với hắn không xong có lẽ ngươi không còn cơ hội nào nữa đâu đây hẳn là chủ thần đã thay đổi kịch bản quả nhiên là manh mối nằm tại thành phố rakun không hẳn là ở phòng thí nghiệm đã làm phát tán virus mới đúng trịnh xá cùng những người khác đưa mắt trao đổi trong lòng mỗi người đều đã hiểu dù sao nếu như thành phố bị tên lửa hạt nhân phá hủy những người tiến vào thành phố sẽ mất được chút gánh nặng việc này tuyệt đối không phù hợp với phong cách của chủ thần từ trước tới nay nhân cơ hội đào thải càng nhiều đội ngũ đó mới là chuyện chủ thần sẽ làm chính vì thế tên lửa hạt nhân tấn công vốn phải phát sinh giờ lại không xảy ra đương nhiên theo kịch bản gốc thì cho dù có bị tấn công hạt nhân đi nữa virus vẫn sẽ phát tán ra ngoài bởi dù sao thì cũng không phải có con người mới bị nhiễm virus chuột thậm chí là côn trùng cũng sẽ bị lây nhiễm chuyện tiếp theo là công tác của tiêu hoành luật hắn cẩn thận hỏi rõ vị trí thành phố rakun tiếp đó lại hỏi về các tình huống liên quan đến quái vật biến dị những vấn đề này không cần đi vào chi tiết ngồi bên cạnh Trịnh xá chăm chú quan sát máy tiếp nhận tín hiệu vệ tinh của sở hiên, trên chiếc máy nhỏ bé đó không ngừng hiện lên những hình ảnh sơ lược, có vẻ là ảnh chụp từ bên ngoài vũ trụ. Trong thành phố còn có một số người sống sót, nhưng số lượng không nhiều lắm. Mặt khác có rất nhiều sinh vật hình người và phi nhân hình có thân nhiệt thấp, tạm coi đó là vật lây nhiễm virus. Trong đó cũng phát hiện một số sinh vật không xuất hiện trong kịch bản gốc, ví dụ như loại sinh vật thân nhiệt thấp dài khoảng 400 mét này, nhìn qua giống như tập hợp của những khối thịt lớn có lẽ cùng là một trong các biến thể của vật lây nhiễm virus. Sở Hiên vừa nhìn hình ảnh vừa thì thào nói, đột nhiên hắn nhìn một bức hình xuất thần mấy giây, tiếp đó chuyển sang cho trịnh xá, nói, tiểu đội luân hồi, tổng cộng 6 người, đội ngũ không rõ, thực lực không rõ. Vị trí đại khái ở bên rìa một thành phố phía tây bắc chúng ta, ngươi thấy thế nào? Trịnh xá vội vàng tiếp nhận hình ảnh, trên đó đều là những đốm thể hiện nhiệt độ cơ thể, hắn sao có thể xem hiểu được vì thế chỉ có thể hỏi, tại sao ngươi biết đây là tiểu đội luân hồi? Cũng có khả năng là một nhóm người tụ tập mà. Bọn họ đang tiến về phía thành phố, nếu là người bình thường tuyệt đối không vào thành phố trong thời gian này, vì thế có ít nhất 80% là thành viên tiểu đội luân hồi sở hiên giải thích. Trịnh xá lại càng tò mò không thôi, hắn cầm tấm ảnh xem tới xem lui cả nửa ngày rồi mới nói, ngươi nói thẳng ra xem. Ta căn bản không thấy trên hình ảnh có gì chứng minh họ đang tiến vào thành, trên này chỉ có một số màu thể hiện nhiệt độ thôi. Sở Hiên nhìn hắn một cái, miệng hình như đang lẩm bẩm trí tuệ người bình thường, tiếp đó mới bình thản nói, lấy một đường thẳng từ chỗ họ tới vị trí thành phố, những nơi họ đi qua có rất nhiều zombie đang bắt đầu tiêu tán nhiệt độ, mà ở giữa họ và thành phố lại có rất nhiều zombie bình thường, do vậy có thể chứng minh bọn họ tiêu diệt zombie xong thì tiến về phía thành phố. Cũng như thế, nếu là tiểu đội 6 người bình thường mà nói, tiêu diệt nhiều zombie như vậy mà bản thân lại không có tử vong là rất không dễ dàng, trừ phi có chiến xa các loại mới có thể làm được. Nhưng theo số lượng và địa điểm phân bố các zombie bị họ tiêu diệt sau lưng, cộng với vị trí của họ hiện tại, sau mấy giờ đồng hồ cũng không đi được quá xa, cho nên tốc độ tiến tới của họ chỉ là tốc độ đi bộ thông thường. Bọn họ đi bộ trên đường gặp phải zombie, hơn nữa còn tiêu diệt rất nhiều zombie để tiến, ngoài ra còn có một điểm, trong số zombie bị tiêu diệt có những điểm thân nhiệt nhìn hình dáng giống như licker biến dị. Với sức chiến đấu và phương hướng di động của họ, ít nhất có 80% là tiểu đội luân hồi. Tiểu đội luân hồi trịnh xá thở ra một hơi nói ngươi nghĩ thế nào chúng ta nên sử dụng gambling glider tới tập kích không tuy số lượng chỉ có 6 người nhưng tốt xấu gì cũng được 6 người cứ người người đổi lấy một suất không bị delete như vậy sở hiên cũng không trả lời mà chợt hỏi ngươi không tự tin thắng được phục chế thể sao hiểu rồi vậy ý ngươi là sao trịnh xá thở dài thoáng cái đã hiểu ý sở hiên đó chính là ý nghĩa của trận chiến cuối cùng không cần biết đối với các đoàn đội khác sẽ là gì nhưng đối với Trung Châu đội mà nói, đã không chỉ vòn vẹn là sống sót nữa, mà là phải quyết một trận tử chiến với tiểu đội ác ma và tiểu đội thiên thần, từ đó giành lấy vị trí mạnh nhất trong thế giới luân hồi. Đồng thời cũng có thể giành được tư cách vai chính mà Sở Hiên suy đoán. Khả năng thứ hai quá mờ ảo nhưng vị trí mạnh nhất lại có thu hoạch thật sự, đó chính là những người sống sót trong Trung Châu, đội có thể ít nhất là an toàn không bị delete. Chỉ cần tiến vào phòng thí nghiệm số 7, chờ đợi trong đó 3 tiếng đồng hồ là được. Cũng như vậy, Điều kiện tiên quyết là không được bị đội ngũ quá mạnh quấy nhiễu công kích, mà trong cả thế giới luân hồi, đủ sức tạo thành uy hiếp chí mạng với Trung Châu, đội tính đi tính lại cũng chỉ hai đội, tiểu đội ác ma và tiểu đội thiên thần. Có lẽ còn có thể cộng thêm một vài nhân vật biến thái khác nhưng những uy hiếp đó dù sao cũng không đủ. Chính vì thế, nếu như Trung Châu đội quyết tâm tham gia quyết chiến, hơn nữa còn muốn đoạt thắng lợi, vậy thì điều luật số lượng người giết sẽ không bị delete đã không còn ý nghĩa. Với Trung Châu đội nữa, Giết đủ 10 người sẽ không bị delete, đối với chúng ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như mạo muội đi giải quyết bất kỳ tiểu đội luân hồi nào phát hiện được, đầu tiên là sẽ rất dễ làm bại lộ vị trí của chúng ta, thứ hai là rất dễ để lộ sơ hở, chỉ bằng hai điểm này chúng ta đã đủ rơi vào thế bị động rồi. Phải biết rằng trong thế giới luân hồi, các loại kỹ năng thuộc tính, vật phẩm tầng tầng lớp lớp, chỉ vỏn vẹn vệ tinh chẳng là cái gì cả, cũng không phải chỉ chúng ta mới có vệ tinh. Sở Hiên lấy ra một hình ảnh khác, lạnh nhạt nói, hình ảnh đó là ảnh chụp trong vũ trụ trên đó có một vệ tinh thu nhỏ hình tam giác mà hình ảnh này lại do chính vệ tinh thu nhỏ của sở hiên chụp được vậy thì mặc kệ bọn họ trịnh xá nhíu mày hỏi không sở hiên bỏ tấm hình xuống nói đến sáng ngày mai chúng ta sẽ dùng goblin glider tới tìm tiểu đội luân hồi đó với tốc độ của glider đến giữa trưa sẽ có thể đuổi kịp bọn họ đến lúc ấy bọn họ đại khái ở ngoài rìa thành phố chúng ta không giết họ nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua ồ vậy phải làm thế nào trịnh xá nhíu mày hỏi đừng bảo với ta phải cắt rời tứ chi bọn họ thả cho tự sống chết như vậy so với giết còn xấu xa hơn điểm này ta tuyệt đối không đồng ý trí tuệ người bình thường sở hiên lại khinh bỉ liếc nhìn trịnh xá một cái đáp nói cho họ biết vị trí thành phố rakun ngoài ra còn cho họ hỗ trợ nhất định để họ ít nhất có thế sống sót tới được thành phố rakun tại sao chẳng lẽ không sợ họ là thành viên của liên minh thiên sứ trịnh xá nhíu mày càng chặt hơn đã không còn quan trọng nữa. Sở Hiên nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, cho dù là đúng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tiểu đội thiên thần, liên minh thiên sứ, chúng ta phải giải quyết bọn chúng tại thành phố Raccoon. Đồng thời, chiến đấu mà người muốn cũng không còn lâu nữa. Đúng vậy, chúng ta phải giải quyết tiểu đội thiên thần và liên minh thiên sứ tại thành phố Raccoon. Ở cách trung châu đội rất xa, tại vị trí của tiểu đội ác ma, Sở Hiên bình tĩnh nói với những người còn lại. Những người này ngẩn ra một chút rồi lập tức có mấy người hoan hô, Mẹ nó, nên làm như vậy từ sớm rồi, tưởng rằng chạy thoát khỏi tay chúng ta một lần là có thể đắc ý sao? Lại còn thành lập cái gì mà Liên minh Thiên sứ nữa. Ha ha, giải quyết bọn chúng ở đó đi. Đúng thế, bọn chúng tưởng tất cả đều là đội trưởng thì sẽ rất lợi hại sao? Chúng ta giải quyết chúng dễ như trở bàn tay. Ta cũng có thể. Những người đó vừa hoan hô vừa ồn ào, đến khi Sở Hiên búng tay một cái, tất cả đều vội vàng ngừng lại, lắng nghe tên đeo kính này nói: "Thông báo của ta cho bản chính đã được chuyển." khi đó Trung Châu đội sẽ phối hợp với chúng ta hành động. Bây giờ ta sẽ bắt đầu phân chia đội viên trước. Mục tiêu, tiểu đội thiên thần. Trung Châu đội ở lại thị trấn đổ nát đó một đêm, tại đây cũng không có giam bi tồn tại, dù sao cũng là khu vực biên giới nước Mỹ, cách nơi bộc phát tê virus rất xa nên sau khi nhận được tin tức, cũng có thể miễn cưỡng kịp chạy thoát. Không biết chủ nhân ở nơi này đã chạy sang Mexico hay là tiến vào nội địa nước Mỹ, tóm lại, trước mắt thị trấn này vẫn coi như an toàn nhưng dù vậy cũng không nhất định, những thị trấn như thế này, nhóm người kia trên đường đã gặp đến mấy chỗ, ở đó cũng tìm được khá nhiều thức ăn không kịp mang đi như ngô, đậu, thậm chí cả lúa mì, cùng một số rau củ vì thế họ yên tâm ở lại đó mấy ngày. Nhưng mấy ngày sau, một số lích cơ đã lặng lẽ bám theo họ, tiếp đó bắt đầu săn mồi. Trải qua bài học bằng máu đó, những người Mỹ này mới hiểu ra, trong một thành phố không được ở quá ba ngày, mà tối nay đã là ngày thứ ba ở, ở trong thị trấn này rồi nên họ chuẩn bị đến sáng sớm mai sẽ rời đi loài người quả nhiên là sinh vật vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt trịnh xá nhìn những người mỹ đang ngủ say ở đằng xa thở dài khẽ nói với mọi người một trận dịch tê virus đã khiến văn minh toàn cầu sụp đổ tuy không biết còn có thể phục hưng hay là sẽ cứ như vậy bị hủy diệt hoặc là kéo dài mãi như thế rất nhiều năm sau mới bắt đầu lại từ xã hội nguyên thủy hoặc xã hội phong kiến tóm lại nền văn minh loài người gặp phải thảm họa như thế này gần như không thể hồi phục như cũ trong thời gian ngắn những người xung quanh đều trầm mặc vương hiệp khẽ vỗ vai hắn nói không có cách nào xã hội loài người được thành lập trên cơ sở kế thừa một thảm họa virus hoặc một trận chiến tranh hạt nhân chỉ cần làm ảnh hưởng đến cơ sở kế thừa này thì khả năng văn minh nhân loại bị hủy là rất lớn chính vì thế mới có chúng ta ta lúc trước là quân nhân bây giờ cũng là quân nhân chỉ có địa điểm chiến đấu là khác nhau cũng vì bảo vệ những người bình thường trong thế giới hiện thực vì để văn minh nhân loại không bị thảm họa như trước mắt tiêu hủy mà ta mới chiến đấu. Trịnh xá thở dài không nói, kỳ thật, trong lòng hắn càng nghĩ nhiều hơn một chút. Khi tiểu đội luân hồi trở về sẽ khiến loài người có thêm nhiều bò đảm. Cho dù là ẩn cư cũng được, phát động chiến tranh cũng được, thậm chí là thống trị toàn nhân loại cũng được. Chỉ cần là thành viên tiểu đội luân hồi có thể trở về thế giới hiện thực, thực lực thế nào cũng phải đạt tới một trình độ nhất định. Tùy theo đó sẽ dẫn dắt những người thân thiết bên cạnh hắn cùng mạnh mẽ, tiến hóa lên, tiếp đó từ từ khuếch tán ra ngoài cho dù là trong tình huống xấu nhất ác liệt nhất chính là nô dịch cả loài người hoặc là tiêu hủy nền văn minh nhân loại sau đó dùng sức mạnh của mình thống trí những người còn lại thì sau đó cũng sẽ dần dần truyền bá sức mạnh và phương hướng tiến hóa của mình ra ít nhất là con cháu của kẻ đó sẽ có thể nhận được những thứ ấy có lẽ sẽ phải trải qua mấy trăm năm đen tối nhưng với sự bền bỉ của loài người trung quy vẫn có thể từ từ tiến lên tìm lại nền văn minh của mình nhưng đó chỉ vỏn vẹn là trong tình huống thảm họa xảy ra nằm trong khả năng áp chế của thành viên tiểu đội luân hồi nếu như có thảm họa giống như trong resident evil với người bình thường cùng một nguy cơ khác đồng dạng nguy hiểm với thành viên tiểu đội luân hồi thì sao đây loài người còn có thể tiếp tục không bộp trịnh xá vỗ mạnh lên mặt mình lẩm bẩm nói suy nghĩ quá nhiều rồi bây giờ trước tiên cứ hoàn thành trận chiến cuối cùng rồi hãy nói đến cả sống sót cũng không làm nổi thì tất cả những thứ khác chỉ phí công thôi sống sót sau đó trở thành mạnh nhất mạnh nhất vẫn nằm trong tay hắn cho dù ta đã lại có đột phá nhưng có thể đánh bại hắn không một đêm yên ổn ngày hôm sau nhóm người mỹ liền rời đi trước bọn họ cũng rất tốt bụng không có kiểu xấu xa như trong mấy tiểu thuyết tận thế miêu tả không những cẩn thận dặn dò mấy người trung châu đội những chuyện cần chú ý khi đi lên phía bắc còn nhắc họ mau chóng rời khỏi thị trấn này có lẽ tận thế vừa mới ập tới bọn họ vẫn còn lại đạo đức của xã hội văn minh còn sau này sẽ ra sao thì chẳng ai có thể biết được đi thôi tới gặp đội ngũ ấy sau đó tới thành phố Rakun. Sau khi nhóm người Mỹ đã đi xa, trịnh xá mới quay lại nói với tất cả thành viên trong đội. Tiếp đó hắn dẫn đầu lấy bling Glider ra, bay lên không trung. Đúng là kỳ quái, hắn không phải có trạng thái tiềm long biến sao. Tại sao còn phải sử dụng Glider? Mặc dù không diễn tả được, nhưng Trung Quy cứ có cảm giác hắn hình như yếu hơn lúc trước nhiều, như là tiến vào Lord of the Rings bị thương quá nặng vậy. Lúc trước hắn liên tục duy trì trạng thái tiềm long biến có vẻ mạnh hơn một chút, lâm tuấn thiên tò mò quay sang người bên cạnh hỏi người này chính là trương hằng trương hằng nhìn bóng lưng trịnh xá đáp không phải như ngươi nghĩ đâu người càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và yếu ớt của người khác thực lực của ngươi còn quá kém hiện tại vẫn chưa thể cảm nhận được sức mạnh cấp độ như bọn ta hoặc càng cao hơn hắn so với lúc trước khi tiến vào lord of the rings thì mạnh hơn nhiều lúc trước hắn là muốn thích ứng với tiềm long biến còn hiện tại hắn chắc chắn đang muốn che giấu chuyện gì đó cứ chờ xem hắn nhất định có thể đánh bại clone của hắn lâm tuấn thiên nhún nhún vai cũng không nói thêm gì nhiều hắn mới chỉ mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất khống chế gabling glider thì không có vấn đề gì nhưng vẫn chưa thể sử dụng tốt loại sức mạnh bản năng của tầng thứ nhất này cho nên hắn cũng không dám phân tâm tập trung chú ý theo cùng cả đội cứ như vậy một đội glider bay vượt qua rất nhiều thành thị đổ nát việc phổ cập gabling glider trong trung châu đội toàn là nhờ sở hiên tại chủ thần cũng có hoán đổi đạo cụ phi hành nhưng phần lớn đều là thể tích lớn không thích hợp cho các nhân sử dụng hoặc là sản phẩm thứ cấp chỉ sử dụng trong thời gian ngắn muốn thật sự đạt tới cấp độ máy phi hành cá nhân ngoài ra thời gian sử dụng lại phải dài thì cần giá cả và chi tiết kịch tình đều không thấp chính vì thế trừ phi là tiểu đội rất mạnh hoặc là trong đội có người như sở hiên biết cách chế tạo sửa đổi nếu không đạo cụ bay vẫn là sản phẩm rất xa xỉ ví dụ như tiểu đội luân hồi bị vệ tinh phát hiện này bọn họ là thành viên Bắc băng châu đội. Bắc băng châu đội từng cùng chung châu đội tham gia đoàn chiến trong Lord of the Rings, nhưng đội trưởng lại bị triệu chuế không hành hạ đến chết, phần lớn thành viên khác cũng đều chết, đến bộ phim Final Destination sau đó lại càng đoàn diện. Tuy nói chủ thần chia theo đội ngũ mạnh yếu khác nhau mà số lượng phim kinh dị trải qua, cũng khác nhau nhưng đội ngũ này dù sao cũng là đội lập mới lại, thực lực không hề mạnh, tiếp đó là liên tiếp tư thâm giả tử vong, tân nhân tham gia, tư thâm giả tử vong, tân nhân tham gia, liên tục đào thải, đang tiến hành bước đầu tiên mà tất cả các tiểu đội luân hồi đều phải trải qua thì trận chiến cuối cùng bắt đầu rồi. Điều này đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì chính là thông báo tàn khốc nhất. Bộ phim kinh dị lần trước vốn là để kiếm điểm, hoàn thiện lực lượng, thì lại vì sợ hãi trận chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu mà phát sinh nội loạn, kết quả là đến trận chiến cuối cùng đoàn đội, vốn có 18 người chung quy chỉ còn lại 6. Trong đó còn có hai người là tân nhân vừa mới tiến vào bộ phim lần trước. Đúng là khốn kiếp tiểu đội thiên thần rút cuộc là ở chỗ nào chứ liên lạc xong lại bắt chúng ta chờ đợi chúng ta còn phải chờ đợi mù quáng thế này bao lâu nữa một gã cao lớn vừa đi vừa lớn tiếng chửi bới trên tay cầm một khẩu gát linh sáu nòng tên này là một người da trắng thể hình rất cao to gần như ngang bằng với bá vương chỉ là cái mặt đầy cơ thịt thật sự khiến người ta không thể khen nổi đây không phải loại cảm giác áp bức nội tại và kiên nghị được tôi luyện ra từ lính đánh thuê lâu năm mà là một loại hung ác dư tận bộc lộ trên vẻ ngoài so với bá vương thì còn thua kém quá nhiều. Mấy người xung quanh gã cao lớn đều tránh xa hắn ra một chút, trong đó hai người trẻ tuổi một nam một nữ lại càng run bần bật, giống như tên này sắp sửa làm hại họ đến nơi. Nếu nhìn kỹ thì trên tay và cổ họ có rất nhiều vết thương vừa nhỏ vừa dài, không biết là đã bị ngược đãi, hành hạ như thế nào nữa. Mẹ nó, nhìn cái lờ, nhìn đứa ông đây móc mắt ngươi ra. Gã cao lớn trừng mắt, hung hăng nhìn một người da đen cách đó không xa, to mồm chửi lớn người da đen đó cười lạnh một tiếng, không đáp lời, lại do một thanh niên da trắng hét lên, khốn kiếp, ngươi ngậm miệng vào. Nếu không ngươi thật sự muốn ra và cắt tên hợp lực giết ngươi trước. Bộ phim lần trước nếu không phải ngươi muốn cướp chi tiết kịch tình của bọn hắn, hơn nữa lại còn quấy rối thì bọn hắn sẽ có thể lập tức phản kháng sao? đã là trận chiến cuối cùng rồi, ngươi thật sự muốn chết ở đây đây bây giờ à? Gã cao lớn hít mắt lại nhìn chừng chừng vào thanh niên kia và người da đen, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói ta chẳng phải nói gì nhiều với các ngươi, một khi phát hiện tiểu đội thiên thần, ông đây lập tức phủi đít rời đi, mang theo đám phế vật các ngươi chỉ vướng tay. Nếu không phải tại các ngươi, ta đã sớm thành đội trưởng, hơn nữa còn mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai rồi, chỉ vì các ngươi làm liên lụy. Mẹ nó đến cả xử mấy tên tân nhân một chút cũng phải ngăn cản quát mắng, cút mẹ các ngươi đi. Tên khốn này vẫn tiếp tục chửi mắng không ngớt, thanh niên kia cùng người da đen tuy lông mày nhíu chặt, nhưng cũng không lập tức ra tay tấn công, dù sao vẫn còn một tư thâm giả khác lập trường chưa rõ cho dù bọn họ động thủ cũng chưa rõ thắng lợi đúng lúc này cách đó rất xa trên bầu trời xuất hiện một loạt chấm nhỏ từ xa nhìn lại giống như mười mấy con chim theo những điểm đen đó càng lúc càng tiếp cận mới phát hiện những thứ đó rõ ràng là đạo cụ bay hơn nữa còn là mười mấy chiếc cùng một lúc ý nghĩa của việc này đối với những tư thâm giả mà nói là cực kỳ rõ ràng trước mắt đang có một tiểu đội luân hồi kéo tới hơn nữa không chỉ là một tiểu đội luân hồi mà còn là một tiểu đội cực mạnh chuyện được đọc bởi kênh Halley's audio tố chất thân thể của mấy tư thâm giả đều tốt hơn người bình thường bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện đám Goblin glider đang bay tới trên đầu nhưng không có một ai dám chạy trốn hay công kích đến cả gã cao lớn cầm gatling cũng không dám bởi vì bọn họ đều biết rõ một chuyện đó là chân người dù nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh hơn bay được mấy người trịnh xá quả nhiên là bay tới chỗ tiểu đội luân hồi này trước giữa trưa tiểu đội luân hồi này lại thật sự quá yếu, đến cả tinh thần lực khống chế giả cũng không có, hơn nữa lúc này hình như còn đang tiến vào trong thành phố. Với thực và trang bị của những người này, thành phố đó có lẽ cũng đủ lấy được mạng họ. Khi bọn hắn từ trên glider nhảy xuống, bốn gã tư thâm giả đều đồng thời giật mình, tiếp đó cảm giác tuyệt vọng bắt đầu ập tới. Kẻ dẫn đầu trước mặt họ lại nhận ra, chính là trịnh xá nổi giang lừng lẫy trong cả thế giới luân hồi. Thực lực của hắn nghe nói vô cùng mạnh, mà trung châu đội lại càng là đội ngũ siêu cường từng chiến thắng cả tiểu đội thiên thần một đội ngũ như vậy bay tới trước mặt họ cơ bản là không còn đường sống nữa nhưng bốn người này vẫn như cũ không dám nhúc nhích khao khát với sự sống khiến họ không lập tức tự sát mà ngược lại tận đáy lòng cầu mong mấy người trịnh xá phát từ tâm tha cho bọn họ hoàn toàn đánh cược tính mạng vào số mệnh cứ như vậy đứng đó không dám cử động một chút trịnh xá thấy phản ứng của bốn người này cùng với hai người phía sau cũng vô cùng sợ hãi Hắn thở ra một hơi, nói: "Được rồi, ta cũng không thích nói nhiều, đây là trận chiến cuối cùng, nói bỏ qua cái gì cũng chẳng có ý nghĩa, ta cần các ngươi làm một việc cho ta. Không cần biết các ngươi là người của Liên minh Thiên sứ hay là người bị clone của ta, khống chế, thuộc phe tiểu đội ác ma. Không cần biết các ngươi thuộc phe nào hay là không thuộc cả hai phe, tóm lại là bây giờ ta muốn các ngươi nhắn lại với ông chủ của mình như sau: Bọn ta sẽ tới thành phố Rakun, ở đó có manh mối về phòng thí nghiệm số 7." nếu như muốn giữ mạng hoặc là muốn lấy mạng ta, vậy tới đó tìm ta, ta sẽ chờ. Mặt khác nếu trên đường gặp phải đội ngũ khác, thì cũng lặp lại những gì ta vừa nói cho họ, nhớ kỹ, không được sai một chữ. Trong lúc nói, trịnh xá đã tới trước mặt hai tân nhân. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây là hai tân nhân, thực lực không có cường hóa gì, cơ nhân tỏa lại càng không cần nhắc tới, kỳ thật chỉ là hai người bình thường. Mấu chốt là trên cơ thể họ có rất nhiều vết thương nhỏ bé, tựa hồ bị người khác dùng lưỡi dao khẽ rạch lên ra nhưng lại không làm thương đến cơ bắp đây không phải vết thương chiến đấu mà là bị ngược đãi là ai hành hạ các ngươi trịnh xá nhìn hai tân nhân trầm tĩnh nói hai người ngẩn ra cùng vô thức nhìn phía gã cao lớn kia tên này trong lòng vừa thầm hô không xong còn chưa kịp có ý thức nào nữa thì trịnh xá đã xoay người nhẹ nhàng vung tay đánh tới đầu tên này lập tức nát bét ra như một quả dưa cơ thể đổ ập xuống đất ta biết trong thế giới phim kinh dị này các ngươi chết chắc rồi ta cũng không có hứng thú làm thánh nhân cứu vớt các ngươi, nhưng ta không thích hành vi như vậy, cá nhân ta không thích. Trịnh xá nhìn ba gã tư thâm giả còn lại trong đội, cười lạnh nói, tiếp đó hắn cũng không để ý tới bọn họ, quay người di về Gabling Guilder của mình. Đến khi mọi người trong chung châu đội đã lái glider bay đi, ba người kia mới phịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, thở dốc. Khí thế ập tới trong nháy mắt vừa rồi cơ hồ muốn ép chết bọn họ, cảm giác đó thật sự không khá hơn cái chết bao nhiêu. Tới lót of the Rings rèn luyện lần này, tâm đắc lớn nhất là ta chính là ta ta không phải ta ta vẫn là ta không cần phải học theo kẻ khác cũng không cần phải kiếm cớ là hoàn cảnh làm ta thay đổi ta vẫn luôn là người như thế sau này cũng vậy trịnh đứng trên glider nói với những người còn lại trên người hắn của tản mắt ra cảm giác áp bức đúng như trương hằng đã nói hắn so với lúc trước một mực bảo trì trạng thái tiềm long biến thì đã mạnh hơn không ít hắn quả nhiên là đang che giấu chuyện gì đó sở hiên liếc nhìn hắn một cái rồi nói Vậy thì hành động tiếp theo là tìm kiếm các tiểu đội luân hồi khác, phát tán tin tức về chúng ta ra càng nhiều càng tốt, đồng thời. Chờ đợi, chờ đợi kẻ kia của ta, chờ đợi Adam. Sở Hiên, à, hai tên. Adam, ta, có thể còn cộng thêm cả Rose nữa. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là hắn phải sống sót mới được. Bố cục, kế hoạch tính toán giữa năm trí giả bọn ta, đúng là đủ khiến người ta nghĩ vỡ cả đầu. Tiêu hoành luật lầm bầm nói, vừa liên tục ngắt ngắt tóc chán vừa đưa mắt liếc xéo sang phía sở hiên, tên khốn này đúng là nhàn nhã dáng vẻ hoàn toàn khác với trạng thái suy nghĩ của hắn vừa không hai mắt đầy tơ máu cũng không có dấu hiệu mệt mỏi nào sở hiên vẫn như cụ ung dung ăn táo không ngừng loay hoay với mấy thiết bị nhỏ bé thậm chí căn bản không thể dựa vào thần thái và động tác để suy đoán tâm lý hắn lúc này đây là ưu thế của kẻ không có cảm giác và tình cảm sao hoặc có thể nói sau khi mất đi quá nhiều thứ trời cao liền bù đắp cho hắn phần trí tuệ đó đây rút cuộc là con cưng của ông trời hay là bi kịch do cái gọi là vận mệnh tạo ra tiêu hoành luật bật cười tự diễu tiếp đó lại tập trung toàn bộ tinh thần vào tình hình trước mắt việc phân tích tình huống như vậy đã tốn của hắn hai ngày hai đêm nhưng vẫn không hề có chút manh mối nào ngược lại sự tình trong đầu hắn càng phát triển phức tạp hơn cũng không phải là trí tuệ của tiêu hoành luật quá kém cho dù từ phương diện nào đi nữa hắn cũng đều không hổ là đỉnh cao của trí tuệ người bình thường như sở hiên đã nói từ điểm này mà nói hắn tuyệt đối không thua kém Zos chỉ là vì trong trung châu đội hào quang của sở hiên quá trói lọi, hoàn toàn che mờ mất sự phát huy của hắn, cho nên mới tạo nên cảm giác trí tuệ của hắn, cũng không hề xuất chúng. Nếu như bỏ hắn vào một đoàn đội bất kỳ nào khác, hắn đều có thể trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng chỉ đứng sau đội trưởng. Theo một mức độ nào đó mà nói, phần lớn các thành viên trung châu đội cũng đều giống như tiêu hoành luật, bị sức mạnh của trịnh xá che lấp, thực lực của họ có vẻ như rất yếu. Lại nói về tiêu hoành luật đang không ngừng suy nghĩ tình hình trước mắt, tình huống nói ra thì rất đơn giản trên đường đi trung châu đội gặp ba tiểu đội luân hồi khác mỗi đội đều được yêu cầu làm một chuyện giống nhau đó là thông báo đầu mối và địa điểm nơi trung châu đội muốn tới cho thiên thần đội và ác ma đội còn về việc rút cuộc có thể truyền được tất cả tin tức đi không thì họ cũng không biết được mưu sự tại nhân thành sự tại thiên rất nhiều khi may mắn quả thực là một phần của thực lực tình hình nhìn từ bên ngoài cũng không phức tạp chỉ vỏn vẹn truyền bá tin tức về trung châu đội ra mà thôi rõ ràng là muốn sắp đặt cạm bẫy gì đó bên trong thành phố ấy. Nhưng nếu cộng thêm hai tên sở hiên, một gá Adam và một tiêu hoành luật, cùng với một Nobs có thể còn sống nữa, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Theo tin tức đã biết đến hiện tại, tiểu đội ác ma có một loại thuộc tính, kỹ năng hoặc vật phẩm hoàn toàn siêu việt lẽ thường. Cụ thể là cái gì thì không quan trọng, mấu chốt là thứ này có thể toàn chi toàn năng. Không, hắn là thuộc về tiên đoán trong một phạm vi nào đó, tiên đoán gần như chuẩn xác trăm phần trăm, như vậy mới có thể giải thích sự xuất hiện của clone trịnh xá trong The Perfect Storm. Nếu đã có loại năng lực cường hãn như thế, vậy thì đồng thời, muốn sử dụng năng lực đó cũng chắc chắn phải trả giá rất lớn. Cái giá đó là gì? Năng lượng? Sức sống? Hay là điểm thưởng, chi tiết kịch tình? Không cần biết là loại nào, năng lực toàn chi toàn năng đó cũng tuyệt đối không thể liên tục sử dụng. Tiêu hoành luật thì thào tự nói, dùng sức ngắt một sợi tóc chán. Nhưng nếu như kẻ có được năng lực toàn chi toàn năng là sở hiên, Vậy thì tình huống đúng là không xong hết mức, người như hắn? Không, loại sinh vật đó không thể gọi là người nữa rồi, hẳn phải gọi là thần mới đúng. Thần xuất hiện dưới hình hài con người. Theo lý mà nói, Sở Hiên trong trạng thái như vậy đã là vô địch, nhưng hắn lại để lộ tin tức cho Sở Hiên của chúng ta, hơn nữa còn đề xuất kế hoạch cùng Trung Châu đội hợp công tiểu đội Thiên Thần, vậy không phù hợp với tính cách Sở Hiên. Với tính cách của hắn, nếu như có loại vô địch như vậy, tuyệt đối sẽ trực tiếp bố cục giết người toàn thắng sao lại còn phải bày ra nhiều mánh lới như vậy? Thế có nghĩa là toàn chi toàn năng cũng có hạn chế, hoặc có thể nói là có hạn chế ngăn cản hắn làm như vậy. Vũ lực của Clon Trịnh Xá ngăn cản hắn chăng? Hay là hạn chế sử dụng năng lực toàn chi toàn năng đó? Nói tóm lại, Clon Sở Hiên chiếm được thế tuyệt đối trong trận chiến này, tất cả âm mưu đều vô hiệu, thậm chí còn bị hắn tính kế ngược lại, không, chắc chắn là sẽ bị hắn tính kế ngược lại, phản ứng của hai đội kia sẽ là Sở Hiên của đội chúng ta đồng ý cùng ác ma đội đối phó với thiên thần đội, nhưng phản ứng của hắn rất có thể là sẽ sắp đặt, ngược lại tính kế cả lôn sở hiên lẫn Adam. Adam tuy thân nằm tại thế yếu tuyệt đối, không hề biết sở hiên của ác ma đội có thể toàn chi toàn năng, cũng không biết ác ma đội và trung châu đội sẽ liên kết đối phó hắn, nhưng đó có thể lại trở thành ưu thế của cá nhân hắn. Hắn rất có thể sẽ trở thành quân cờ quan trọng, mà hai đội dùng để làm suy yếu đối phương, mà mấu chốt là thực lực của quân cờ này rất mạnh, rất có thể sẽ lợi dụng một số biện pháp lật ngược lại trở thành kẻ đánh cờ còn lại là ta và Rose. Lập trường và khả năng bày ra bố cục của chúng ta cũng sẽ làm tăng thêm biến số của kế hoạch này. Tiêu hoành luật thần sắc phức tạp nhìn sang phía sở hiên. Tất cả những suy nghĩ này đều chỉ tồn tại trong lòng hắn. Hắn cũng không ngu đến mức thương lượng kế hoạch với sở hiên, bởi vì khả năng toàn chi toàn năng của ác ma đội phẳng phất như một thanh kiếm sắc lúc nào cũng lơ lửng trên đầu, làm hắn chỉ có thể căn cứ vào trí tuệ và sự thấu hiểu với sở hiên của mình, để phối hợp với bố cục của sở hiên tất cả suy nghĩ đều thành lập trên cơ sở sở hiên muốn đồng thời tính kế cả ác ma đội lẫn thiên thần đội nói cách khác nhân tuyển thật sự để tìm cách chiến thắng tiểu đội thiên thần là ta tiêu hoành luật thở hắn ra một hơi một lúc lâu sau mới đình chỉ suy luận đã lãng phí mất hai ngày hắn không thể tiếp tục nghĩ ngợi thêm nữa tiếp theo đây không cần biết suy đoán của hắn có chính xác hay không đều phải thực hành ví dụ như toàn diệt tiểu đội thiên thần cùng với kéo cả tiểu đội ác ma vào trong trận chiến này ác ma đội thiên thần đội thật giống như hai ngọn núi khổng lồ song song tồn tại cường giả trong hai đội họ rút cuộc là đang làm cái gì chứ hai đội ngũ còn lại hình thức không giống với trung châu đội mà nói một cách chính xác là mô thức của trung châu đội cũng không giống với tất cả cá tiểu đội luân hồi khác mỗi đội ngũ đều có mô thức đặc hữu của riêng mình trong đó thường thấy nhất là cường giả thống trị đoàn đội hoặc là trí giả chỉ huy giống như nam viêm châu đội đương nhiên cường giả luôn không muốn bản thân bị trói buộc mà trong trận chiến cuối cùng này, cường giả của tất cả các đoàn đội, hoặc có thể nói là cường giả thực lực đạt tới một trình độ nào đó, bọn họ tự nhiên là sẽ có hành động của riêng mình, không chịu không chế quá lớn của người khác. Ví dụ như là ứng long của tiểu đội thiên thần, đã tiến vào thế giới phim kinh dị được 3 ngày, trong 3 ngày này hắn vô cùng trầm mặc, bình thường một câu cũng không muốn nói, mặc cho cô bạn gái tóc vàng của hắn không ngừng trêu chọc. Đối với hành vi như thế của hắn, mấy người trong đối đều không có phản ứng quá nhiều, dù sao hắn, cũng đã như vậy ngay từ mấy bộ phim kinh dị trước rồi mấy người cũ trong đội tự nhiên là không cần nói mấy tân nhân thì lại không quen thuộc với căn cơ của la ứng long vì thế bọn họ lại càng không để ý chỉ có hai người da trắng có vẻ rất có hứng thú với bạn gái la ứng long thì không ngừng khiêu khích hắn đương nhiên hai người này cũng không dám quá phận dù sao thì tống thiên và la ứng long cũng cùng là người châu á ai mà biết gã siêu cường giả cầm đao này sẽ có ra mặt vì la ứng long hay không tất cả cũng chỉ vì bọn họ không hề biết thực lực chân chính của la ứng long truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé vậy sao trung châu đội nói với các ngươi như vậy adam nghe thủ lĩnh một đoàn đội khác báo cáo sau khi cẩn thận lắng nghe những gì trung châu đội yêu cầu bọn họ nói adam liền rơi vào trầm tư hơn nửa ngày sau mới hỏi một câu có cũng như không đó tất nhiên ta nhớ rất rõ ràng đội trưởng trung châu đội trịnh xá nói với bọn ta nguyên văn như vậy một chữ cũng không sai kẻ đó thật mạnh đứng trước mặt hắn phẳng phất như đứng trước núi cao biển rộng căn bản là bị áp bức đến mức dũng khí để phản kháng cũng không có còn may là hắn không ra tay với bọn ta chỉ nhắn lại những lời vừa rồi vì thế ta mới ghi nhớ rất kỹ vậy sao trung châu đội nói với các ngươi như vậy adam cũng không trả lời người kia cứ ngây ra như vậy lẩm bẩm tự nói những người xung quanh nhất thời đều yên lặng xuống tất cả nhìn sang phía adam xem xem gã có trí tuệ siêu quần này sẽ đối phó với khiêu khích của trung châu Đội như thế nào? Trung Châu đội, bọn chúng tại sao phải làm vậy chứ?" Adam đột nhiên quay sang hỏi người bên cạnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì họ chưa từng thấy Adam đi hỏi ý người khác, hơn nữa còn hỏi với dáng vẻ ngơ ngác như thế này. Trong quá khứ, hắn cho dù đối mặt với bất kỳ khó khăn, bất kỳ vấn đề nào cũng đều mỉm cười giải quyết, bộ dạng hắn lúc này thật sự khiến người ta phải bất an. "Đủ rồi." La Ứng Long đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn ra xa nói, "Tình cảm đội viên của chúng ta đến đây là hết." tiếp theo ta sẽ gia nhập Trung Châu đội. Đạo bất đồng, dù có nói cũng vô ích, lần sau gặp mặt chúng ta sẽ là kẻ địch. Trả bình tụ linh lại cho ta, ta không muốn phải động võ đoạt lại. Còn nữa, Leina, nếu muốn ở cùng anh thì bây giờ hãy đi cùng anh luôn. Anh không muốn khi đối đầu với thiên thần đội lại phải coi cả em cũng là đối thủ. Cô gái tóc vàng ngẩn người, tiếp đó thần sắc đầy vẻ phức tạp, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt. Ngược lại, mấy người xung quanh liền từ từ quay tới, Thiên thần đội nhân số không nhiều, tổng cộng chỉ có 8 người, ngoài La Ứng Long, Tống Thiên, Adam, Leinaza thì có 4 tân nhân khác. Gọi là tân nhân nhưng bốn người này tốt xấu gì cũng là đội trưởng đoàn đội khác, vì thế về phương diện thực lực cũng không hề yếu. La Ứng Long, ta sẽ không giải thích bất cứ điều gì cho những việc ta làm, nhưng có một điểm ngươi phải rõ ràng, đó chính là ta mới là đội trưởng tiểu đội thiên thần. Rất xin lỗi, ta không thể để ngươi tới chỗ Trung Châu đội ít nhất là trước khi sở hiên chết không thể để ngươi gặp hắn tống thiên phiền ngươi ra tay đi adam cũng không nhìn la ứng long hắn cúi đầu vừa nghĩ vừa nói cô gái tóc vàng giật mình vội vàng nói đừng nội đấu mà đối thủ của chúng ta là ác ma đội và trung châu đội la ứng long từ sau khi chúng ta tìm thấy di tích anh lúc nào cũng mang bộ dạng này rút cuộc là có nội tinh gì vậy nói cho mọi người biết đi chỉ cần anh nói ra chúng ta có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ không phải không muốn nói mà là không thể nói la ứng long đầy vẻ phẫn hận nhìn Adam, hơn nửa ngày sau mới phun ra được một câu, cùng lúc đó, hắn đã lấy trong người ra một thanh kiếm nhỏ trong suốt. Thanh kiếm này tối đa chỉ to cỡ bàn tay nhưng khi hắn vừa lấy kiếm ra, Tống Thiên ở cách đó không xa đã rút phát thanh trường đao của hắn, đối thẳng vào la ứng long. Cô gái tóc vàng trong mắt đã ngân ngấn nước, vội vàng hỏi, tại sao lại không thể nói? Được rồi, được rồi, anh chỉ nói cho một mình em thôi, có được không? Không nói với ai khác, cứ như thế đi, chỉ nói với một mình em thôi có được không không phải không muốn nói mà là không thể nói là ứng long đang nói đột nhiên vung tay đánh ra phía sau trên tay hắn xuất hiện một tầng không gian vặn vẹo có thể thấy được bằng mắt thường mà bên ngoài tầng không gian đó là một cây phi đao nhỏ bé cây phi đao này cực kỳ cứng cỏi không ngờ lại liều mạng đâm sâu vào trong tầng xung động đó đến khi xuyên qua được một nửa mới hoàn toàn dừng lại cách đó không xa kẻ vừa phát xạ phi đao đang mỉm cười khinh thị vung tay lại phóng một mũi phi đao khác tới ngu xuẩn ám khí sở dĩ gọi là ám khí chính bởi vì có thể bắn người lúc họ không kịp để phòng làm như hắn thế này chẳng bằng cầm một khẩu súng laser đi chiến đấu đúng là lãng phí kỹ năng thiên phú có được tống thiên khẽ chửi thầm trong lúc la ứng long đỡ mũi phi đao thứ hai đang định phản kích hắn đã lăng không chém xuống một đao không có chút hoa xảo nào trực tiếp chém thẳng tới trước mặt la ứng long đao thứ nhất xuân lôi bạo cức la ứng long không để ý tới ga bắn phi đao nữa cây kiếm nhỏ trong tay hắn khẽ rung lên, thoáng cái đã biến thành một thanh trường kiếm trong suốt, trên thân kiếm khắc chi chít những ký hiệu nhỏ bé. Thanh kiếm giơ lên cản lại trường đao đang chém xuống, một đao một kiếm va chạm, phát ra tiếng nổ vang dội. Chỉ thấy trên thanh đao cổ pháp lôi điện lấp lóe, uy lực điện áp cực mạnh không ngờ còn đẩy văng mấy người xung quanh ra xa, chỉ còn hai người La Ứng Long và Tống Thiên đứng nguyên chỗ cũ. Tại sao phải ngăn cản ta? La Ứng Long sắc mặt phẫn nộ, quát lên, ta không tin ngươi lại không phát hiện ra được chuyện đó để, ngươi có còn là người nữa không? Tống Thiên dáng vẻ bình tĩnh, đáp, ta khác với ngươi. Buông bỏ tất cả mới có thể đạt được tâm đao. Võ đạo là tất cả của ta, có chết cũng không sao thì còn đồ vật sự việc ngoại thân nào có thể ảnh hưởng ta. Ngươi quá chấp nhất, nghe nói tu chân của ngươi vừa khéo là buông bỏ tất cả đúng không? Thành tựu của ngươi sau này sợ rằng không lớn. Lớn cái con mẹ nhà ngươi. Tống Thiên, ông đây đã sớm thấy ngươi không thuận mắt rồi lúc nào cũng là nhài cái gì buông bỏ tất cả mới thành võ đạo vậy sao nhà ngươi không buông bỏ võ đạo đi hôm nay dù là bỏ đi cũng phải giết ngươi trước rồi mới đi thần sắc la ứng long càng lúc càng giận dữ hắn hét lên một tiếng vung tay ném thanh kiếm ra giữa không trung thanh cổ kiếm lập tức phân thành mấy chục cây kiếm bay lượn khắp nơi bao trùm hắn vào bên trong cùng lúc ấy hai tay hắn liên tục bay múa một số văn tự đồ hình xuất hiện giữa hư không nơi tay hắn lướt qua không lâu sau, quanh người hắn đã phủ đầy các loại hình tượng, ký hiệu, nhìn giống như một bức tranh trừ tượng. Mượn lực càn khôn, bát quái thành hình, cấn, băng. Là ứng long hai tay hợp lại, chân nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tràn ra, trên cao khoảng 100 mét cũng xuất hiện vô số văn tự ký hiệu, tập hợp thành một trận đồ bát quái xoay chuyển không ngừng. Khi là ứng long hét lên, Adam cùng Leina đã vội vã lùi lại sau, tại trường chỉ còn lại tống thiên sắc mặt ngưng trọng cùng bốn gã kia ngây ngốc đứng đó trận đồ bát quái trên không xoay chuyển càng lúc càng nhanh một bóng đen khổng lồ xuất hiện tại đó chuyển thái sơn trên trời từ trên trời một khối nham thạch to tới mấy trăm mét vuông rơi thẳng xuống đè tới chỗ tống thiên bốn người kia bấy giờ mới có phản ứng lại cũng bắt đầu liều mạng chạy ra xa đến tận giờ phút này họ mới hiểu gã la ứng long đó rút cuộc là mạnh đến mức nào hoặc có thể nói nguyên nhân tại sao adam không để họ chọc vào la ứng long bây giờ họ mới hiểu được la ứng long dùng sức rậm mạnh nhảy lên cao mấy mét một thanh trường kiếm hình dáng cổ xưa xuất hiện dưới chân hắn tên này mượn kiếm bay thẳng lên cao đứng giữa không trung ở độ cao mấy chục mét đồng thời hai tay không ngừng vũ lộng những hình ảnh phù văn một lần nữa xuất hiện xung quanh ly diệp viêm diễm diệp la ứng long hét lớn hai tay dùng sức đẩy mạnh ra tốc độ tiêu hao chân nguyên lực càng thêm điên cuồng bát quái trận trên trời cũng xoay chuyển cuồng loạn màu sắc trong trận từ màu đỏ sậm biến thành trắng sáng một màn lửa lớn màu trắng từ trên trời ập xuống khi chạm vào vách đá đá núi không ngờ lại không thể ngăn cản nổi ngọn lửa nóng bỏng đó bắt đầu không ngừng tan chảy bốc hơi đúng lúc ấy phía dưới núi đá đột nhiên lôi điện tung hoành một luồng xét màu tím từ trên trời đánh xuống đồng thời bổ vỡ núi đá cùng ngọn lửa thành hai mảnh tống thiên vẫn cầm đao đứng ở phía dưới đao thứ ba trầm lôi địa ngục là ứng long thấy vậy cũng không hoảng hốt hắn hét lớn giỏi không hồ là người một lòng truy cầu võ đạo Ngươi quả nhiên đã dùng hội quán thông cuốn đao phổ đó, sợ rằng cả bản thân hạng vũ cũng không mạnh được như ngươi. Hay cho tử lôi thất kích, hay cho tống thiên. Chúng ta đánh tiếp. Là ứng long không dùng càn khôn mượn lực nữa, mà đột nhiên vung kiếm tự cắt cổ tay mình. Tiếp đó đầu tóc tung bay, đứng đó dùng sức đạp mạnh chân, từ sau lưng hắn liền bắn ra 12 lá cờ nhỏ to bằng bàn tay. Không biết những lá cờ này làm bằng vật liệu gì, vừa ra đón gió lập tức căng phồng lên, biến thành 12 lá cờ to mười mấy mét bao quanh 12 phía, phía trên vẽ đầy những quái vật viễn cổ, hình tượng hung ác, những quái vật đó giống như vật sống, lần lượt gầm thét vang dội. Chỗ Tống Thiên đang đứng chợt nổi lên, lấy hắn làm trung tâm, đất đã trong phạm vi 100 mét không ngừng tụ tập, giống như đột nhiên trồi dậy thành một bình đài bằng đá lớn. Trong thoáng chốc, đất đã trong phạm vi trăm mét đã vươn lên cao trên không mấy chục mét. Thập nhị đô thiên thần sát trận. Tới đi, Tống Thiên, Adam. Ông đây cũng nghĩ thông rồi, hôm nay các ngươi đừng, kẻ nào mong thoát được. La ứng long giống như đã phát điên, hắn gầm lên, máu tươi không ngừng từ cổ tay chảy xuống. Trên 12 lá cờ lớn khói đen bốc lên cuồn cuộn, quái vật ác ma giữa không trung nhè nành múa vuốt, liên tục muốn thoát ra khỏi mấy lá cờ. Tuy hai bên còn chưa công kích nhưng chỉ riêng nhìn trận thế kinh người này, bốn tên tân nhân đã bị dọa đến vãi cả ra quần, liên tục lùi lại phía sau, nhưng cũng không đám hoảng loạn chạy trốn. Đến tận lúc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ tranh lệch thực lực giữa mình và La ứng Long, khoảng cách này đã không còn có thể lấy số lượng để bù đắp nữa. Bộp 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 đột nhiên, một chàng vỗ tay rõ ràng truyền tới, tuy âm thanh không lớn, nhưng không ngờ lại có thể đè nén tiếng gầm rú ồn ào của quái vật xuống. Nhất thời, mọi người đều vô thức nhìn lại, chỉ thấy một thành niên da vàng lăng không đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn tất thảy, kẻ vỗ tay chính là hắn. Đúng là một vở kịch hay, ta quả muốn chờ xem các ngươi diễn đến phần cuối mới thôi nhưng thật xấu hổ nhận lệnh của người không thể để các ngươi tự tiêu hao ở đây được adam ta là sứ giả của ác ma đội đến chuyển lời của sở hiên bây giờ ngươi muốn nghe không thanh niên bay tới chính là la cam đạo của tiểu đội ác ma hắn cũng chẳng để ý tới la ứng long ở giữa không trung và tống thiên trên đài cao chỉ cười lạnh nhìn adam nói adam thoáng sửng sốt đến mấy giây sau mới chợt bừng tỉnh hắn liền cười nói bây giờ mới tới sao đã chờ ngươi lâu lắm rồi nói ta nghe xem tất cả những gì sở hiên đã nói. Khói miệng la cam đạo mấp máy liên tục, những người xung quanh cũng không biết hắn rút cuộc là đang nói cái gì. Mấy chục giây sau, hắn mới nói, được rồi, lời nhắn đã xong, tiếp theo là quyết định của ngươi. Dứt lời, hắn cũng chẳng để ý tới mọi người, cười lạnh một tiếng rồi quay người bay đi. Cũng không thấy hắn sử dụng công pháp hay dụng cụ nào, cả người cứ như vậy bỗng không bay lượn trên không trung. Adam nhìn la cam đạo bay càng lúc càng xa, hắn thở ra một hơi, nói với la ứng long, Ngươi đi đi, quy tắc ngươi đã biết, không thể nói tức là không thể nói. Tuy sở hiên có thể sẽ hiểu được ngươi muốn nói gì, nhưng cần có thời gian. Đây là bình tụ linh của ngươi. Hắn lấy cho người ra một chiếc bình ngọc rồi cũng không biết hắn làm thế nào. Chiếc bình tự động chậm rãi bay lên không, rơi vào tay la ứng long. Thần sắc la ứng long biết đổi liên tục, lại nhìn sang cô gái tóc vàng le ina đang khóc lóc không thôi. Cuối cùng liền thở dài nói, bỏ đi, bỏ đi. Adam, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Nói đoạn, hai tay hắn dùng sức vung mạnh, mấy lá cờ khổng lồ liền bay vào tay hắn, thu nhỏ lại như cũ. Sắc trời hôn ám lúc trước cũng từ từ tiêu tán, ngoài đài cao bằng đá đột ngột trồi lên lúc trước ra, thì căn bản không thể nhận ra uy lực tàn dư của thập nhị đô thiên thần sát trận nữa. Leina, tạm biệt. La ứng long nói xong liền quay người bay đi, phi kiếm đưa hắn đi càng lúc càng xa, dần dần biết mất ở phía chân trời. Đã được 5 ngày rồi đấy trịnh xá thấy sở hiên dáng vẻ nhàn nhã hắn nhất thời lại muốn nổi cáu lập tức quát lên một câu sở hiên đưa mắt nhìn hắn một cái rồi cũng chẳng đáp tiếp tục vừa ăn táo vừa nhìn trời khốn kiếp ngươi không phải đang ngồi chơi đấy chứ vị trí cụ thể của thành phố cũng đã tìm được rồi tại sao chúng ta còn chưa đi lại còn nói cái gì mà bố cục tính kế các loại nữa không cần lấy lực phá xảo đi chúng ta trực tiếp kéo tới gặp thần giết thần gặp phật giết phật trịnh xá cao giọng nói Tuy mấy câu này đến bản thân hắn, cũng chẳng thể tán thành nổi nhưng tốt xấu gì cũng phải ép sở hiên, biểu lộ thái độ mới được. Sở hiên chỉ nhìn lên chửi nói. Clone của ta, vệ tinh hắn làm tính năng hơi kém một chút. Hà, vậy thì có ý nghĩa gì? Trí tuệ của ngươi còn cao hơn hắn một chút sao? Trịnh xá ngẩn người, hỏi. Không, ta có thứ mà hắn không có. Sở hiên nhắm mắt lại, nói, tại chủ thần không có kỹ năng hay thuộc tính toàn chi toàn năng. Nếu là kỹ năng tự sáng tạo, vậy hiển nhiên là đã thoát ly khỏi phạm trù xác suất nhân quả thông thường thuộc về phạm vi vũ khí xác suất nhân quả rồi nếu là clone trịnh xá mở cơ nhân tỏa tầng thứ năm thì có một chút khả năng nhưng theo tình hình trước mắt thực lực hắn còn chưa đạt tới cấp độ ấy điểm này ta nghĩ ngươi là người rõ ràng nhất trịnh xá thoáng sửng sốt tiếp đó thở dài nói không sai ta đã đặt nửa chân vào cấp độ tầng thứ tư cao cấp lĩnh vực này đủ khiến ta cảm thấy kinh sợ ta thậm chí căn bản không biết phải làm thế nào để tiến vào tầng thứ tư cao cấp chứ đừng nói đến phạm vi tầng thứ năm. Khi ta và phục chế thể gặp mặt, hắn không hề mạnh đến mức ta không thể địch nổi, nếu như nhất định phải so sánh. Ta cho rằng hắn hẳn là đạt tới tầng thứ cao cấp, trung cấp và cao cấp. Kỳ thật thực lực đã cách nhau một trời một vực rồi. Chính là như vậy, cho nên về cơ bản có thể nhận định tiểu đội ác ma cũng giống như chúng ta, tìm được di tích cổ đại, cũng tức là di sản của thánh nhân hoặc người tu chân. Chỉ không biết bọn chúng tìm được di sản của phái hệ nào, nhưng thứ toàn chi toàn năng đó không nghi ngờ gì, chắc chắn là thuộc di sản. Sở Hiên lẩm bẩm nói. Toàn chi toàn năng, đó là thứ gì? Trịnh Xá kỳ quái hỏi. Nói tóm lại, ác ma đội có thứ mà chúng ta không có, chúng ta có thứ ác ma đội không có, nhưng trung quy chúng ta vẫn ở vào thế yếu. Sở Hiên liếc nhìn Trịnh Xá, đáp. Tại sao? Tuy ta biết chúng ta ở vào thế yếu, nhưng như người nói chúng ta có thứ bọn chúng không có, bọn chúng có thứ chúng ta không có, câu này là có ý gì? Sở Hiên trịnh trọng nói vệ tinh thu nhỏ này ta sáng tạo ra dựa trên cơ sở kỹ thuật tu chân, là sản phẩm mới nghiên cứu ra gần đây. Tuy dùng khoa học tự nhiên thông thường cũng có thể hoàn thành, nhưng tính năng lại kém hơn rất nhiều, vệ tinh của ác ma đội chính là ví dụ. Như vậy, cơ bản có thể xác định bọn chúng không hề có công pháp tu chân, tương tự, chúng ta cũng không có khả năng toàn chi toàn năng như ác ma đội. Nói tóm lại, do ngươi yếu hơn clone của ngươi, ta lại mạnh hơn clone của ta, nhưng về phương diện thế chúng ta yếu hơn một chút cho nên, về tổng thể chúng ta yếu hơn ác ma đội không ít cái gì ai mà yếu hơn ai ta nghe đến loạn cả óc rồi hơn nữa ngươi dựa vào cái gì để khẳng định ngươi mạnh hơn clone cứ như vậy là biết trịnh xá có chút không phục hỏi nếu chỉ nói riêng về sức chiến đấu hắn nhất định là yếu hơn ta ta muốn hỏi ngươi một vấn đề nếu có hai đoàn đội một phe mạnh một phe yếu phe mạnh lại chiến được thế tốt hơn nếu ngươi là đội trưởng của phe yếu bị ép đến không còn đường nào nữa ngươi sẽ làm gì Sở Hiên đột nhiên hỏi lại, Trịnh Xá rút cuộc cũng nghiêm túc lên, bởi vì Sở Hiên gần như không có khả năng đi hỏi ý người khác, nếu như hắn nhất định hỏi, vậy có nghĩa là tiếp theo hắn chắc chắn sẽ có cử động kịch liệt, mức độ kịch liệt có quan hệ trực tiếp với đáp án. Nếu như là ta, thực lực đã yếu, thế cũng lại yếu, nếu còn có cơ hội, vậy cơ hội đó chắc chắn chỉ có thể là đục nước béo cò, đảo loạn tất cả thế cục thành rối tinh rối mù, như thế đội ngũ vừa yếu vừa không có thế mới có thể tìm được một con đường sống nếu không sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Trịnh xá suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới đáp. Không sai, nếu thế cục đã xấu như thế, vậy thì làm cho tình hình trước mắt càng thêm rối loạn đi. Một lát sau, cái gì? Người muốn đi tới chỗ này? Ở đó có cái gì? Trịnh xá tìm mò nhìn bản đồ nước Mỹ sở hiên đang cầm, tên này đang chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, nói. Căn cứ hạt nhân, một căn cứ cỡ nhỏ cất giữ vũ khí hạt nhân của quân đội Mỹ trong thế giới Resident Evil. Sở Hiên trả lời, không chút giấu giếm, chỗ này, cùng với chỗ này, chỗ này, những căn cứ hạt nhân mà ta biết nằm tại bốn điểm này. Chuyện chúng ta cần làm là khống chế căn cứ hạt nhân. Sau đó phát xạ tên lửa hạt nhân tấn công thành Raccoon. Sau khi tất cả các tiểu đội còn lại tiến vào thành phố, bắn chết tất cả bọn họ. Trịnh xá chợt bừng tỉnh, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ quả nhiên là như vậy. Không, số tên lửa hạt nhân này đã không còn quan trọng nữa. Ta cần hầm phóng tên lửa cùng thiết bị sắp đặt trên tên lửa tại đó. Tên lửa hạt nhân gì đó không nhất định có thể tiêu diệt liên minh thiên sứ, đối với ác ma đội càng chắc chắn không có hiệu quả, chỉ cần dự đoán trước để tránh né thì bất kỳ đội ngũ nào có dụng cụ phi hành cá nhân cũng đều không sợ tên lửa hạt nhân. Chính vì thế chúng ta không sử dụng tên lửa hạt nhân, chúng ta sẽ phát tán virus. Sở Hiên lấy trong túi không gian mấy quả cầu kim loại, nói, đây là bình hợp kim ba lớp chứa virus, cài đặt nó lên tên lửa hành trình sau đó bắn về phía thành phố Rakun. Tiếp theo sẽ có chuyện rất thú vị xảy ra. Khóe miệng sở hiên đột nhiên khe khẽ máy động, mặc dù rất nhẹ nhưng bộ dạng đó hình dung kiểu gì cũng thuộc về phạm chủ cười. Cười, cười sao? Hắn nhất định là đang rất hưng phấn, vì khoách tán số virus này ư. Ừ. Mà nghĩ kỹ lại lời hắn nói, bình hợp kim ba lớp chứa virus. Đây, đây là loại virus gì? Trịnh xá hai tay run run nhận lấy mấy quả cầu kim loại. Đúng lúc ấy, hắn bỗng lức thấy Trình Khiếu đứng bên cạnh đang mặt mũi trắng bệch, hắn lập tức hỏi, ngươi biết đây là loại virus gì? Từng thấy Doraemon làm thí nghiệm với loại virus này. Đúng, đúng thế. Nghe nói là virus kiểu mới dùng gen của ngươi trộn, với thuốc tiến hóa T virus sáng tạo ra, là sản phẩm đời mới nhất. Nghe ta khuyên một câu, ngàn vạn lần không được để loại virus này lọt ra cạnh người ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy sở hiên dùng một khối thịt sống biến ra một con quái vật, thật đấy, ta xin thề. Trình khiếu cười khổ vỗ vỗ vai trịnh xá, thấy bộ dạng hắn trịnh trọng như vậy, hai tay trịnh xá run rẩy càng kịch liệt. Tiêu hoành luật chợt mở miệng hỏi, sở hiên, không có vấn đề gì chứ? Cho dù là tên lửa tình đường bình thường cũng sẽ phát nổ, virus cũng sẽ bị nhiệt độ cao giết chết trong nháy mắt. Không thành vấn đề, đã đặc biệt thí nghiệm qua nhiệt độ siêu, cao, tiếp theo. Trịnh xá, người phân phối lại đội ngũ đi. Sở hiên dựng thẳng ngón cái, tiếp đó chăm chú nói. Chờ, chờ một chút. Trịnh xá lớn tiếng kêu lên, tuy ta không biết ngươi rút cuộc là sáng tạo ra loại virus quái vật nào, nhưng ngươi thật sự chuẩn bị phát tán thứ này ra toàn thế giới sao? Vậy thì bọn ta phải làm thế nào? Nghe qua có vẻ loại virus này cực kỳ khủng bố, ta còn có thể cải biến gen trong người tiêu diệt bất kỳ virus nào xâm nhập, nhưng mọi người thì sao? Ngươi dùng loại virus này giết cả thành viên trong đội mình ư? Yên tâm, đã có virus thì chắc chắc cũng có vaccine khắc chế nó, vaccine virus Z2 đã sản xuất thành công. Nhưng nhận được bao nhiêu thì phải mất đi bấy nhiêu loại virus này lấy chuỗi gen đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư của ngươi làm gốc, phối hợp với mô thức tiến hóa của T virus, sinh ra virus kiểu mới, nói cách khác, nó có một số đặc trưng của gen sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, cũng tức là biết tự thay đổi chuỗi gen, cho dù có vaccine, thì cũng chỉ có thể ngăn cản loại virus này được khoảng 8 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ vì virus thay đổi gen mà mất tác dụng, tiêm lại vaccine cũng vô dụng vì loại virus mà vaccine có thể khắc chế đã biến mất, chỉ còn lại virus mới sinh ra sau khi chuyển biến gen trừ phi là người tự mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, có thể điều chỉnh gen, dùng phương thức tối ưu hóa tiêu diệt virus, nếu không mọi loại sinh vật khác đều không thể may mắn sống sót. Sở Hiên Trịnh trọng nói, do đó, ta báo trước cho các người biết, lần chiến đấu này rất nguy hiểm, không chú ý một chút sẽ biến thành quái vật, hoặc bị quái vật giết chết, ngoài ra các ngươi cũng không còn cơ hội hồi sinh nữa. Cũng như vậy, tình hình trước mắt của đội ta vô cùng nghiêm trọng. Đối mặt với ác ma đội có ưu thế tuyệt đối, cùng với liên minh thiên sứ rất có khả năng sẽ thành đối thủ đầu tiên của chúng ta. Tình huống này chúng ta kỳ thật đã ở vào thế yếu. Trịnh xá, ngươi không thể tham gia chiến đấu cấp cao trước khi giao chiến với clone của ngươi, vì thế thực lực của chúng ta đã rơi xuống mức thấp nhất trong số 3 phe. Lựa chọn đi, phát tán virus, tiêm vaccine, sau đó tiến vào thành phố Raccoon, hay là không khởi động kế hoạch của ta, trực tiếp tiến vào thành phố Raccoon tác chiến, các ngươi tự mình lựa chọn. Tất cả mọi người nhìn nhau. Ngoài hai gã tân nhân cùng Ansekasuna mùn sắc mặt trắng bệch ra, những người khác lại tương đối thản nhiên. Trịnh xá đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi thờ dài nói. Như vậy, ta phân chia lại đội ngũ. Để tiến hành kế hoạch này, chúng ta cần phải chia ra thành hai đội. Trên đây là phân chia thành viên cho hai đội, mặt khác, đây là thứ ta dùng điểm thưởng, và chi tiết kịch tình sau khi giết thần và ma trong Lord of the Rings để hoán đổi, dây thường thành viên hải tặc. Mặc dù tên gọi có chút cổ quái nhưng hiệu quả lại rất tốt. Lúc trước ta đã có dự cảm có thể sẽ phải chia đội tác chiến, nhưng trong tiểu đội ác ma có khả năng có clone của chúng ta ta tồn tại, hoặc là đoàn đội khác có cường giả phương diện tinh thần lực để phân biệt thật giả trong đội chúng ta, dây thường thành viên hải tặc này sẽ rất quan trọng. Trịnh Xá chợt lấy trong nạp giới ra rất nhiều sợi dây thường màu trắng, những sợi dây này nhìn có vẻ rất bình thường, chỉ là trên bề mặt có một số văn tự ký hiệu, mà theo độ lớn của chúng chắc là để buộc lên cổ tay. Làm như thế này hễ là người đeo sợi dây này sẽ là đội viên trung châu đội chúng ta một khi tử vong sợi dây sẽ quay về cổ tay ta vì thế ta hy vọng khi nhìn lên tay chỉ có sợi dây của mình không còn thứ gì khác các đồng đội ta muốn tất cả mọi người cùng nhau sống sót trịnh xá cao giọng nói đồng thời dùng sức buộc chặt sợi dây lên cổ tay các thành viên khác cũng đều tự buộc dây lên tay mình mọi người đưa mắt nhìn nhau ngoại trừ sở hiên tất cả cùng đưa tay ra phía trước xếp thành một vòng tròn lớn Trung Châu đội, mỗi người đều tự buộc dây lên tay mình, trừ phi là chết, nếu không chỉ có người hoán đổi những sợi dây này là trịnh xá, mới có thể cởi ra được. Vậy thì, bắt đầu hành động. Vị trí tiểu đội ác ma. Đúng là đồ tốt, virus có đặc tính cơ nhân tỏa tầng thứ tư à. Sở hiên sắc mặt cuồng nhiệt, thì thào nói. Những người xung quanh đều có vẻ không hề xa lạ gì nữa. Hắn lầm bầm mấy câu xong liền từ từ khôi phục bình tĩnh. Bấy giờ mới nói, về mặt kỹ thuật, loại virus này không thể tồn tại ít nhất với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại không cách nào nghiên cứu ra, trừ phi hắn có được công nghệ kiểu mới siêu việt khoa học kỹ thuật hiện tại. Trương Tiểu Tuyết, dùng phong thần bảng tra thử xem công nghệ hắn dùng để sáng tạo ra virus này là gì. Nếu có thể thì hoán đổi loại công nghệ này ra, ta muốn một phần. Cô gái ngồi cạnh hắn thoáng ngạc nhiên rồi lập tức tiến hành, bắt đầu lật dở những trang giấy trên tay. Xem xét một lúc, nàng kinh ngạc nói, sở hiên, lần tra duyệt và hoán đổi này cần hơn 30.000 điểm nhân quả. Điểm nhân quả của chúng ta không? đủ đúng là kỳ quái tại sao lại tiêu hao nhiều điểm nhân quả như vậy thật không thể tưởng tượng nổi hiểu rồi không cần tiếp tục tìm kiếm nữa kỹ thuật đó chắc chắn là hắn cũng không có được đầy đủ hơn nữa còn là loại công nghệ cực kỳ mạnh mẽ nếu như ta đoán không sai trong tay hắn hẳn là có công nghệ văn tự ký hiệu không hoàn chỉnh cũng tức là khoa học kỹ thuật tu chân không hoàn chỉnh trương tiểu tuyết người cha thử xem những đạo cụ tu chân mà hắn có Sở Hiên hơi trầm ngâm một lát rồi lập tức nói. Tiêu hao 670 điểm nhân quả. Hắn có đông hoàng trung, tạo hóa ngọc điệp, ma động pháo cải tiến, máy khống chế ý thức con người, máy chuyển hóa năng lượng tín nhiệm lực, mắt năng lượng sinh mệnh tầm siêu xa, thiết bị khoách đại ý thức. Trương Tiểu Tuyết lầm nhầm đọc từng món đạo cụ tu chân mà Sở Hiên Trung Châu, đội nắm giữ. Đọc đến món thứ 10, không chỉ riêng nàng, mà tất cả các thành viên ác ma đội xung quanh đều toát hết cả mồ hôi, vô thức nhìn sang phía sở hiên trong lòng chửi thầm hai tên này quả nhiên là cùng một người hiểu rồi đông hoàng trung tạo hóa ngọc điệp hai thứ này chắc không phải thứ hán chế tạo ra bố cục sai lầm lúc trước tuy giám thị bọn chúng nhưng không có đủ điểm nhân quả để tra duyệt tình hình trong những bộ phim kinh dị mà trung châu đội đã trải qua trước khi chúng ta có được phong thần bảng việc đó cần tiêu tốn quá nhiều điểm nhân quả hiệu ứng thời không đảo ngược sinh ra sẽ ảnh hưởng tới cả đội chúng ta không trên thực tế đã bắt đầu ảnh hưởng rồi sở hiên thở hắt ra một hơi đẩy đẩy mắt kinh nhìn lên không trung nhất thời cũng không biết hắn đang nghĩ gì cứ trầm mặc không nói một câu đúng vậy hiện tại có lẽ chúng ta đã bị thời không đảo ngược ảnh hưởng nếu như không phải vì không đủ điểm nhân quả chúng ta đã có thể biết trước là trung châu đội giành được di sản cổ đại cũng có thể liên tục giám sát bọn chúng biết được sở hiên bản chính sáng tạo ra loại virus siêu cấp đó chính vì chúng ta không có nên mới xuất hiện sai lệch trong bố cục đây là vận khí sao? Trương Tiểu Tuyết thầm nghĩ, nhất thời không ngờ lại nghĩ đến mức nhập thần, đến khi sở hiên búng tay một cái nàng mới phản ứng lại. Hiểu rồi, nếu bản thể của ta muốn dùng dương mưu để giao chiến với chúng ta, vậy thì chúng ta không cần phải để ý tới dương mưu của hắn. Trương Tiểu Tuyết, dùng phong thần bảng sáng tạo ra xin tất cả những người chưa mở tầng thứ tư đều được một phần, sau đó chúng ta trực tiếp tới thành phố Raccoon. Tiêu diệt phân đội tiến tới hai của Trung Châu đội, cùng cả thiên thần đội cũng đang ở trong thành, là clone của ta, hắn nhất định sẽ ra quyết định như vậy, bởi vì dương mưu của ta rất đơn giản, phái người tới căn cứ hạt nhân, phát xạ virus siêu cấp, một đội khác thì tới hai, giành lấy manh mối về căn cứ thí nghiệm số 7. Nếu như hắn cũng cho người chia đội, vậy tức là bỏ quả thế, lấy sức đấu sức đối với đội đã ở vào thế yếu như chúng ta mà nói, tuyệt đối có lợi. Không cần biết phân đội của tiểu đội ác ma tấn công phe nào, kết quả này cũng sẽ không thay đổi, do đó nếu như là ta ta nhất định sẽ tập trung sức mạnh công kích một bên hơn nữa còn chỉ công kích về phía ngươi sở hiên chỉ trịnh xá nói nhưng mà lúc trước không phải ngươi nói clone của ngươi truyền tin tức muốn cùng chúng ta đối phó với tiểu đội thiên thần sao trịnh xá hỏi vẻ khó hiểu không sai là muốn đối phó với tiểu đội thiên thần nhưng bọn chúng cũng muốn đối phó với cả chúng ta nói cách khác ai quy định trong lúc tính kể tiểu đội thiên thần không được phép tính kê đối phương sở hiên cười lạnh hỏi Hắn búng tay một cái, nói tiếp, đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa hiểu hả? Kỳ thực trận chiến cuối cùng này có hai điểm mấu chốt. Một là kết quả chiến đấu giữa ngươi và clone, nó đủ để thay đổi kết cục của cả trận chiến. Hai là thắng bại giữa các thành viên trong đội, nó đủ để thay đổi kết cục trận chiến giữa ngươi và clone. Hai bên gắn bó ràng buộc lẫn nhau, bên nào xuất hiện kết quả trước sẽ ảnh hưởng đến bên còn lại. Nếu như là ta, trước khi ngươi và clone triển khai chiến đấu, ta nhất định sẽ phái người tiêu hao sức chiến đấu của ngươi thậm chí tự thân động thủ tiêu hao sức chiến đấu của ngươi, để thực lực ngươi giảm sút, như vậy sẽ không địch nổi clone của ngươi nữa. Chính vì thế, hành động tiếp theo của ác ma đội sẽ rất đơn giản, bọn chúng sẽ kéo toàn đội tới thành phố Raccoon, giải quyết một phân đội của chúng ta trước khi virus phát tác, đồng thời tiến hành công kích ngươi. Hiện tại ta chỉ có một điểm cần suy luận. Sở Hiên đột nhiên nói, bọn chúng có thể dùng thứ toàn chi toàn năng kia, để biết được những gì chúng ta đã trải qua, trong tất cả các thế giới phim kinh dị trước không? Nếu như không thể, clone của ta có được khả năng toàn chi toàn năng, ngược lại lại trở thành mấu chốt để chúng ta giành được thắng lợi. Tại một phân đội khác của Trung Châu đội, túi không gian của Zero mang theo hơn 100 quả cầu kim loại, trong những quả cầu này chứa đầy virus. Chỉ có một quả cầu kim loại là ngoại lệ, bên trong không có virus, chỉ có một tờ giấy, trên tờ giấy là một số chữ viết và chữ số. Chữ viết là những từ lập và câu ngắn, căn bản không có chút ý nghĩa nào những chữ số lại càng hỗn loạn linh tinh, ngoài ra không còn thứ gì khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy à? Trung châu đội nói với các ngươi như vậy. Nam viêm châu đội có đạo cụ phi hành cá nhân, nhưng số lượng lại không đủ. Nói chính xác là chỉ có hai chiếc máy phi hành cá nhân, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ học theo trung châu đội lúc ban đầu, dùng giỏ khí cầu chở những người còn lại. Kết quả tự nhiên là làm tốc độ di chuyển của 12 người không thể nhanh ít nhất là sau khi trận chiến cuối cùng bắt đầu được 5 ngày, bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí chính xác của thành phố Rakun. Đến trưa ngày thứ hai, bọn họ phát hiện ba thành viên tiểu đội luân hồi hai nam, một nữ đang chậm rãi di chuyển tại vùng đồng quê. Chỉ chút điểm suy luận này thì năng lực của Rose cũng không kém sở hiên quá nhiều, rất dễ dàng có có thể nhận ra ba người đó chính là thành viên tiểu đội luân hồi. Vì thế hắn lập tức hạ lệnh ngăn chặn tiểu đội này lại đội ngũ này, chính là Bắc Băng Châu, đội mà Trung Châu đội từng gặp rất xui xẻo, thực lực của họ quá yếu, thành viên đoàn đội quá ít, lại không có đạo cụ phi hành cá nhân, cộng thêm thế giới phim kinh dị này cũng không quá an toàn cho nên, cứ dọc đường đánh đánh trốn trốn, bọn họ đến cả bản thân đang ở chỗ nào cũng không biết. Bây giờ vừa bị Nam Viêm Châu đội bao vây, ba người này lập tức bó tay đầu hàng. Rose hỏi qua tình huống một chút, ba người vội vàng nhắc lại lời nhắn của Trung Châu đội, nghe xong Rose lập tức rơi vào trầm mặc. Ý tưởng rất thú vị. Trung Châu đội chuẩn bị đồng thời tuyên chiến với cả tiểu đội thiên thần, lẫn tiểu đội ác ma sao. Rose vừa ăn chocolate vừa thì thào tự hỏi. Những người bên cạnh tự hồ đã quen với việc trầm tư như vậy của hắn, cũng không để ý tới. Chỉ có một người da trắng cao lớn trầm giọng hỏi, xử lý bọn họ thế nào? Giết đi, dù sao họ cũng không sống được bao lâu nữa. Chạy trốn lung tung không mục đích trên thế giới này, không chết trong tay quái vật thì cũng bị đi lít, không bằng giết đi tích lũy điểm. Các ngươi tự quyết định ai tới giết, đừng quấy dày ta, Rose liếc nhìn ba người một cái rồi lãnh đạm nói. Mặc cho tiếng gào thét, chửi bới của ba người, Rose dần dần chìm vào suy tư, trên trán hắn cũng từ từ nứt ra một khe hở. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, phẳng phất như trên trán hắn xuất hiện con mắt thứ ba. Thật khó lý giải hành vi của Trung Châu đội, rút cuộc là tình huống, như thế nào mới khiến bọn họ phóng tay không kiêng dè gì như vậy. Rose lẩm lẩm nói, dùng tay ấn nhẹ lên khe hở trên trán một cái. Khe hở chậm chạp mở rộng thêm một chút, trông thật sự giống một con mắt có ba loại khả năng một là thực lực đã đạt tới trình độ nhất định hoàn toàn không cần để ý tới thế cục chỉ cần gặp người giết người gặp phật giết phật là được nhưng xác suất khả năng này quá nhỏ bởi vì theo những gì đã biết tới hiện tại kẻ mạnh nhất vẫn là clone của trịnh xá trong tình huống vũ khí quy mô lớn bị cấm như hiện tại trung châu đội hẳn là không có loại sức mạnh áp đảo như vậy mới đúng khả năng thứ hai đây là bố cục của sở hiên trong thành phố đang có cạm bẫy cực lớn chờ đợt tất cả các đội tiến vào khả năng này lớn hơn một chút nhưng với trình độ của tên khốn sở hiên ấy chắc là không thể chỉ bày ra loại bố cục thấp kém như vậy cho dù là có thâm ý thì chỉ cần tất cả đoàn đội không tiến vào thành phố thì gần như không hề nguy hiểm trừ phi hắn có vũ khí kiểu mới đủ sánh với vũ khí sát thương quy mô lớn hoặc có thể gọi là uy hiếp ít nhất phải có loại uy hiếp mạnh như vậy mới có thể khiến các đội khác cam tâm tình nguyện tiến vào thành thị khả năng thứ ba có liên quan đến ác ma đội và thiên thần đội Rose cẩn thận phân tích suy đoán trong đầu, hơn nửa ngày sau mới quay lại nói với những người khác, chúng ta cũng tiến vào thành phố Raccoon, tìm tới chỗ trung châu đội nhanh nhất có thể. Thứ tiểu đội Thiên Thần lấy được trong di tích cực kỳ nguy hiểm, ta nghi Adam đã sử dụng thứ đó, hoặc là chuẩn bị nó trong thế giới phim kinh dị lần này. Ta phải nhanh chóng báo với sở hiên chuyện này, cùng với nhược điểm của Thiên Thần đội, như vậy Thiên Thần đội rất có khả năng sẽ lập tức bị đẩy ra ngoài cục, còn lại là đội chúng ta cùng trung châu đội hợp sức đối phó với ác ma đội mục tiêu, thành phố Rakun. Cùng lúc đó, ở đầu kia trên lãnh thổ nước Mỹ, chỗ tiểu đội thiên thần, đã liên lạc với bốn đội trong liên minh thiên sứ, máy liên lạc của Bắc Băng Châu đội bị phá hủy, đại khái là đã đoàn diện, ba đội còn lại đang ở gần thành phố Rakun chờ chúng ta. Leina nói với Adam, Adam gật đầu nói, tốt, vất cả cho ngươi rồi, dùng tinh thần lực liên lạc lại với đội ngũ ở gần chúng. Ta nhất, bảo họ chú ý zombie và Licker, cố gắng bảo tồn hoàn chỉnh sức chiến đấu đừng để chết người trước khi chiến đấu với Trung Châu đội. Le-ina gật đầu, nàng chợt do dự một lúc rồi mới nói, Adam, chuyện mà ứng long nói rút cuộc là thế nào? Tại sao hắn không nói với ta? Cái gì mà quy tắc, lại còn không phải không muốn nói mà là không thể nói, rút cuộc là có ý gì? Không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Adam khẽ mỉm cười, nhìn lại phía Le-ina đáp, ta cũng sẽ trả lời ngươi như vậy thôi, không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Người đẹp tóc vàng nghi hoặc nhìn Adam, tên này vẫn như cũ mỉm cười đối lại, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể quay sang phía Tống Thiên ở phía xa, nói, Tống Thiên, người biết ứng long muốn nói đến chuyện gì không? Tại sao hắn lại chửi ngươi? Người nói cho ta biết được không? Không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Tống Thiên trần trừ một lúc lâu rồi mới nhắm mắt, đáp. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói, câu này đến cùng là chỉ cái. À, ta biết rồi. Leina chợt mừng rỡ hỏi, có phải là các ngươi trong di tích phát hiện ra lời nhắn gì đó, của thánh nhân và ma pháp sư, lời nhắn đó quy định chỉ có tự mình tới xem, không được nói lại với người khác, là như vậy phải không? Tống Thiên nhắm mắt không nói, Adam thì chỉ mỉm cười nhìn lại, cũng không lên tiếng, ngược lại, bốn gã tân nhân xung quanh lại nhau nhau lên, trong đó hai gã da trắng lại càng tỏ vẻ ân cần với Leina, giống như sau khi la ứng long bỏ đi, nàng đương nhiên phải chọn một trong hai người bọn hắn. Adam cũng chẳng để ý tới những người khác, chỉ đưa tay khe khẽ gõ chán, bắt đầu tính toán những suy luận trong đầu về cơ bản đã không còn gì đáng lo ngại nữa kế hoạch của ta có vẻ đã bị clone của sở hiên phát hiện hắn phát hiện được bao nhiêu nếu như biết được toàn bộ hắn chắc chắn sẽ tự mình đến ngăn cản ta hoặc là đã phái người tấn công ta rồi nhưng hắn không làm vậy mà còn liên kết với ta cùng đối phó với trung châu đội chuyện này thể hiện điều gì đây tên sở hiên này không cần biết là bản chính hay clone đều là đời một chân chính trí Chí tuệ siêu việt người bình thường sao adam lẩm bẩm nói hắn lại nhìn sang mấy người bên cạnh, đặc biệt lúc thấy Tống Thiên một câu không nói, trầm mặc ngồi đó, nụ cười nhẹ trên mặt hắn lại càng thêm rõ ràng. Sở Hiên, không cần biết là bản thân ngươi hay là clone của ngươi đều đã không còn cơ hội ngăn cản ta thực hiện kế hoạch nữa, không phải vậy sao? Kế hoạch này một khi bắt đầu là không thể ngừng lại, trừ phi giết chết ta cùng tất cả những người tiến hành kế hoạch. Nhưng chuyện đó có thể ừ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi thôi mục tiêu thành phố Raccoon, trước tiên tới đó giải quyết chung châu đội. Nhất thời, trong cả thế giới này có đến 8 đội ngũ đều đang hoặc nhanh hoặc chậm, tiến về phía thành phố Raccoon. Đương nhiên, đó kỳ thật chỉ là bước đầu tiên để không bị delete trong bộ phim Resident Evil 3 này mà thôi. Đội ngũ yếu ớt như bắc băng châu đội thậm chí cả vị trí thành phố, cũng không cách nào tìm được, lại càng không cần nói đến giành được manh mối và đi tới căn cứ thí nghiệm số 7. Đối với những đội có tư cách tiến vào thành phố Raccoon, chiến đấu thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Kế hoạch của ta là biện pháp duy nhất tiêu diệt ác ma đội và trung châu đội. Là ứng long, người không cách nào nói ra chân tướng thì sẽ biểu đạt ý tứ như thế nào đây? Sở hiên có cách phá giải ý ngươi muốn nói trong thời gian ngắn sao? Ta sẽ chờ xem. Nếu không trận chiến cuối cùng quá đơn giản thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, phải không? Hai tên sở hiên, hai kẻ địch mạnh nhất của ta. Adam mỉm cười nhìn những người xung quanh, một mực mỉm cười, Vị trí thành phố Raccoon cũng không quá khó tìm, do thảm họa T virus bùng phát nên đại bộ phận người dân Mỹ đều biết đến thành phố vốn chẳng có gì nổi tiếng này. Đương nhiên, đó chỉ là những người còn sống, người chết rồi thì có biết cũng chẳng mở miệng nổi. Tất cả các tiểu đội luân hồi cũng không phải toàn những kẻ đần độn, vô dụng, bên trong tự nhiên cũng tồn tại một số thành phần tinh anh, bọn họ biết cần phải gặp những ai, hỏi những việc gì, ngoài ra cũng có thể đại khái suy đoán ra manh mối về căn cứ thí nghiệm số 7 có liên quan tới Resident Evil 1. Hai. đặc biệt có thêm Trung Châu đội không ngừng đổ dầu vào lửa, ngoài những đội ngũ thật sự quá yếu ra, đại khái cũng có khoảng 7-8 đội bắt đầu tiến về phía thành phố Raconn. Đội ngũ đầu tiên tới được thành phố lại không phải đội nào trong số ba đội thiên thần, Ác Ma, Trung Châu mà là một tiểu đội nhỏ, không hề nổi danh, Bắc Hải đội. Nhân số của đội này cũng không nhiều, chỉ có 9 người, hoàn toàn vì bọn họ ở cực kỳ gần thành phố Racun, trong tình huống không có đạo cụ phi hành cá nhân, Bọn họ sử dụng xe cộ vẫn tới được bên rìa thành phố. Đây là thành phố Rakuna, à? bộ dạng thật hoang tàn. Một thiếu nữ trẻ, dáng vẻ yêu mị đứng nhìn những tòa nhà trong thành phố thì thào nói, "Thành phố Rakun so với tưởng tượng còn đổ nát hơn, ở phía xa có một số tòa nhà cao tầng còn chưa sụp đổ nhưng bộ dạng cũng tan hoang điêu tàn." Trong những con đường ngã rẽ mơ hồ có những bóng đen chuyển động, cả thành phố dày đặc quỷ khí, không còn chút nào vẻ phồn hoa trong quá khứ. Tất cả thành viên trong đội run rẩy sợ hãi nhìn thành phố ở đằng xa, thiếu nữ yêu mị kia khẽ mỉm cười, nói: "Được rồi, chúng ta xuất phát thôi, tiến vào thành phố tìm kiếm manh mối căn cứ thí nghiệm số 7." "Đội, đội trưởng, có thật làm được không? Thành phố này nhìn có vẻ rất nguy hiểm, ai mà biết bên trong có quái vật nào hay không? Hay là chúng ta cứ chờ ở đây, xem xem có đoàn đội nào khác không, hợp tác với bọn họ cùng tiến vào, thế có được không?" Một thanh niên trong đội thận trọng nói. Cô gái cũng không quay đầu lại, chỉ vung cây roi đỏ như máu trong tay quật tới. Chát một tiếng, người kia lập tức bị đánh bay ra xa 2, 3 mét, nằm dưới đất cả người co quắp liên tục, tuy nhìn hắn không bị thương nặng nề gì, nhưng không biết vì sao nhất thời đến cả khí lực để đứng lên cũng không có. Ta đã quyết định rồi, đám đàn ông hèn mọn các ngươi lại học được cái trò nghi ngờ quyết định của ta, từ lúc nào vậy? Cô gái mỉm cười yêu dị, tiếp đó chi tay về phía thành phố Rakun, dẫn đầu đi tới. Không thể không nhắc tới thành phố Raku này kế thừa trọn vẹn độ lớn của chiến trường chính trong Resident Evil 2, cũng tức là chủ thần đã hoàn toàn thay đổi diện tích, bố cục của thành phố, so với trong kịch bản gốc thì lớn hơn nhiều lần, kể cả tinh thần lực khống chế giả cũng tuyệt đối không thể quét hình cả thành phố. Trên thực tế, có thể thăm dò một phần 20 khu vực nội thành đã là, tinh thần lực khống chế giả rất mạnh rồi. Từ một góc độ nào đó mà nói, độ lớn của thành phố này đã đủ chứng minh rằng, bên trong chắc chắn có tồn tại thứ gì đó đặc thù mà thứ này hẳn phải là manh mối chủ yếu của thế giới phim kinh dị này. Theo tiểu đội đầu tiên tiến vào thành phố Rakun, các tiểu đội khác cũng dần dần tụ tập về nơi này. Đội thứ hai, đội thứ ba. cả thành phố thật sự lớn đến mức kinh khủng. vì thế khu vực mà tiểu đội luân hồi tiến vào so với tổng diện tích chỉ là một khu vực rất, rất nhỏ. cả thành phố vẫn như cũ, chìm trong yên lặng. cùng lúc đó, sau khi tiểu đội luân hồi đầu tiên tiến vào thành phố Rakun, tại một hang núi hẻo lánh cách đó không xa lắm. Học, hập một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang không ngừng chạy tới trước ở nơi này có vô số ngõ ngách vô số cơ quan không chỉ như thế ở đây còn có những loại quái vật khó mà tưởng tượng nổi cô gái không biết tại sao mình lại ở đây trên thực tế nàng đến cả bản thân mình là ai cũng không biết chỉ biết khi vừa tỉnh lại trong một căn phòng lạnh lẽo ý thức của nàng lập tức thông báo nơi này rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm có một loại quái vật nguy hiểm không rõ tên đang tiến tới chỗ nàng nhưng loại sinh vật đó rút cuộc là cái gì thì nàng không biết chỉ biết rằng nàng nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Vì thế cô gái bắt đầu chạy trốn, sau khi ra khỏi căn phòng liền thuận theo con đường không ngừng chạy tới trước. Trên đường đi có rất nhiều cạm bẫy bày bố, nhưng nàng phẳng phất như có dự cảm trời sinh, trước khi cạm bẫy ập tới đều có thể tránh qua. Không chỉ như vậy, sức phản ứng, tốc độ, sức mạnh của nàng đều vượt xa người thường, thậm chí khi gặp tình huống rất nguy hiểm, nàng còn có thể cường hóa một bộ phận cơ bắp và thân thể, đạt tới sức bạo phát gấp mấy lần người bình thường, tránh thoát khỏi nguy hiểm. Thân thể như vậy giúp cô gái thoát được rất nhiều lần gần như chết chắc, cảm giác của nàng thông báo, chỗ này đã tới rất gần lối ra. Đột nhiên, cô gái vụt dừng lại, kinh hoàng nhìn ra xung quanh. Không biết tại sao, dự cảm của nàng nói rằng, chỗ này có một sinh vật cực kỳ khủng bố, sinh vật đó hoàn toàn có thể uy hiếp đến tính mạng nàng. Ai? Ai đang ở đó? Bước ra đi. Cô gái chợt quay sang phía một ngã rẽ cách đó không xa, quát lớn, đồng thời cơ bắp trên hai tay Hai chân nàng bắt đầu căng phồng lên, chỉ cần ở đó xuất hiện một sinh vật nào, nàng sẽ lập tức tấn công nó. Theo tiếng quát, của cô gái từ trong ngã rẽ quả nhiên có một người đàn ông run rẩy bước ra. Người này nhìn qua có vẻ đang cực kỳ khổ sở, vừa đi vừa liên tục dây dây hai bên Thái Dương, bất quá từ da rẻ và thân thể hắn có thể thấy. Người này cũng không phải zombie, mà là người sống thật sự. Trịnh, trịnh xá. Đúng rồi, ta là Alice. Cô gái vừa nhìn thấy người đàn ông này trong đầu nàng lập tức hiện lên vô số đoạn hình ảnh, nàng bất giác kêu lên tên người đứng trước mặt mình, đồng thời cũng nhớ lại tên mình. Chỉ là lúc này nàng lại càng thêm nghi hoặc, nàng thậm chí không nhớ được tại sao mình lại ở nơi này, cả những chuyện xảy ra trước khi hôn mê cũng không nhớ được rõ ràng, chỉ đột nhiên nhớ ra tên của hai bên mà thôi. Ngươi làm sao vậy? Alice lắc lắc đầu, thu hồi nghi hoặc vào trong lòng, lập tức muốn tiến tới chỗ. Trịnh xá, nhưng trịnh xá chợt ngừng phát đầu dậy, gầm lớn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, căn bản đã không còn là mắt của con người nữa. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn mạch máu nổi đầy, cơ bắp trên người giống như có sức sống không ngừng chuyển động, bộ dạng cực kỳ quỷ dị. Trông thấy thế, Alice cũng lập tức dừng bước. Ngươi không nhớ ta sao? Trịnh xá, ta là Alice đây, chúng ta từng cùng nhau chiến đấu. Alice đứng ở đằng xa, cẩn thận hỏi. Trịnh xá lại không thèm nghe nàng nói gì, hắn hét lên điên cuồng lao thẳng tới. Tốc độ trịnh xá đã vượt xa người bình thường, chưa tới 2-3 giây đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, Alice chỉ kịp lộn người nhảy ngược ra sau tránh qua. Trịnh xá tựa hồ không khống chế nổi sức xung kích của mình, ầm một tiếng đâm sầm vào cách tường bằng kim loại, tạo thành một hố lõm lớn. Tiếng va chạm cực mạnh truyền ra xung quanh, Alice thậm chí còn cảm thấy dưới chân khẽ rung động, có thể thấy cú đâm này mạnh đến mức nào, mà trịnh xá thì chỉ lắc lắc đầu, phảng phất như không có việc gì quay đầu lại, cơ bắp trên người chuyển động càng kịch liệt. Rào. Trịnh xá chu lên một tiếng, trên trán hắn như có một tia màu đỏ chạy thẳng xuống chỗ trái tim từ phần bụng cũng như có một luồng khí lưu không ngừng cuộn lên trên khi hai luồng năng lượng không rõ tên tập trung lại ở trái tim trịnh xá chợt dùng sức đạp mạnh cả người dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc trước lao tới trước khi alice kịp phản ứng đã đẩy ngã nàng xuống đất sức mạnh cực lớn ép thẳng xuống tạo thành một vệt máu thịt mờ nhạt trên mặt đất alice rên lên đau đớn cảm giác như sau lưng đã hoàn toàn mất chi giác đang muốn phát lực dãy ra khỏi trịnh xá thì không ngờ hắn đã dùng sức đánh mạnh vào bụng nàng sức mạnh cực lớn như muốn chặt đứt đôi người nàng thành hai đoạn alice ộc một tiếng phun ra một ngụ máu tươi mà công kích của trịnh xá vẫn không hề dừng lại không ngờ lại há miệng cắn thẳng xuống cổ nàng nếu cú cắn này trúng vào mục tiêu thì alice sẽ thật sự mất mạng alice chỉ cảm thấy cái chết cách nàng càng lúc càng gần trong khoảnh khắc thời gian xung quanh chợt như chậm hẳn lại trong mắt nàng chỉ có hàm răng đang đang càng lúc càng tiếp cận cùng với khoảng không gian trước mặt từ từ trở nên mơ hồ vụt cái giữa alice và trịnh xá xuất hiện một luồng sức mạnh cực lớn không ngờ có thể đẩy ngược trịnh xá liên lục lùi lại tường thép phía sau cũng bị luồng sức mạnh đó đánh lõm hẳn xuống alice hai mắt vô thần đứng dậy luồng sức mạnh vô hình này chính là do nàng sử dụng ra ngươi không phải trịnh xá ngươi là quái vật chết đi alice vừa phun máu tươi vừa nói chỉ thấy hai tay nàng hợp lại xung động giữa không trung đột ngột trở nên càng thêm kịch liệt luồng sức mạnh đó bao trùm lấy trịnh xá vào trong không ngừng đè nén kéo vặn cơ thể hắn doạt một tiếng một cách tay của trịnh xá liền bị vặn gãy rời mà luồng sức mạnh đó lại không thể yếu đi chút nào càng lúc càng thêm cuồng bạo cuốn tới tính mạng trịnh xá chỉ còn trong thoáng chốc người đàn ông giống như dã thú đó bỗng gầm lên năng lượng vốn yên ổn dịch chuyển đột nhiên trở nên cuồng bạo kịch liệt phảng phất như muốn hủy diệt chính bản thân hắn sức mạnh sinh ra lớn đến mức không thể tưởng thượng nổi khi máu thịt trên người bắt đầu tan vỡ hắn thắng cái đã đã dễ thoát khỏi luồng sức mạnh vô hình đó, đột ngột biến mất khỏi tầm mắt Alice, chỉ lưu lại một loạt dấu chân phát nổ liên tục trên mặt đất. Một giây tiếp theo, đầu Alice vỡ tung, cơ thể càng bị dư lực từ cú đám đánh bay đi mấy chục mét, đâm sầm vào tường thép, vỡ ra thành mấy mảnh, đương trường chỉ còn lại trịnh xá cả người cơ thịt tan nát đứng đó. Trịnh xá ngẩng mặt lên trời hét lớn, thân thể hắn phẳng phất như không thể chịu đựng nổi luồng sức mạnh này, hoàn toàn vỡ nát, chỉ để lại một đoạn hành lang vương vãi máu thịt phía cuối hành hàng có gắn một tấm thẻ bằng kim loại, phía trên viết mấy chữ bằng tiếng Anh. Phòng thí nghiệm phục chế gen số 7. Trịnh xá, nói chính xác là clone trịnh xá đang ngồi trên một đỉnh núi nhỏ bên ngoài sơn cốc, hắc viêm bên ngoài cơ thể hắn giống như có sức sống, lan tràn ra xung quanh, cơ hồ bao trùm tất cả đỉnh núi. Hắn ngồi giữa đám lửa đen, giống như có vẻ rất hứng thú quan sát sơn cốc, hơn nửa ngày sau mới yên lặng nhắm mắt lại. Đây là công pháp của bản chính. Đúng là suy nghĩ độc đáo tuy là con dao hai lưỡi đà thương người cũng là bị thương mình về độ duy trì thì đúng là hơi kém hơn hắc viêm của ta nhưng lực sát thương trong chốc lát lại lớn hơn một chút tới đi ta sẽ ở đây chờ ngươi trịnh xá ngẩng đầu lên trời trên không lôi điện lấp loáng có vẻ như sắp có mưa lớn đổ xuống hành trình của bắc hải đội đội ngũ tiến vào thành phố rakun đầu tiên cũng không được thuận lợi toàn bộ khu vực ngoại vi thành phố yên lặng dị thường đến cả một con zombie hoặc một cái xác thối giữa cũng không có nhưng đâu đâu cũng là nhà cửa đổ nát phần lớn đường xá cũng bị xe cộ hư hỏng chặn lấp mặc dù bác hải đội đã tìm được xe đi nhưng nếu muốn lái xe tiến vào khu vực trung tâm thì không hề dễ dàng vì thế bác hải đội bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ việc sử dụng xe cộ đi bộ tiến vào trong thành phố rakun mẹ nó thành phố này lớn quá quét hình tinh thần lực toàn thấy nhà với cửa trụ sở của công ty umbrella rút cuộc là ở đâu một người da trắng cao lớn lò bò bất mãn cô gái kiều mị đi đầu hàng đột nhiên quay lại khẽ mỉm cười Nụ cười lập tức khiến gã kia sợ gần chết, vội vã ngậm chặt miệng, đến cả đầu cũng cúi gằm xuống, không dám nói thêm nửa câu. Cô gái lại mỉm cười quyến rũ, nói, thành phố rõ ràng là đã bị chủ thần mở rộng, còn về mở rộng bao nhiêu lần thì tạm thời chưa thể khẳng định, chỉ có một điểm là có thể chắc chắn. Bản đồ trong tay chúng ta cơ bản là vô dụng rồi. Cô gái vung vẩy tấm bản đồ trong tay, tiếp đó không chút tiếc nuối xé tan nó thành mảnh vụn. Những người ở sau lưng đều bắt đầu do dự, một lúc lâu sau mới có thanh niên rụt rè hỏi: Đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Nên làm thế nào? Đương nhiên là tiếp tục tiến tới. Ngoài tiến lên chúng ta còn cách nào khác để làm sao? Đám đàn ông hèn mọn, tiến lên nào, vì nữ hoàng của các ngươi. Cô gái che miệng cười lớn, tiếp đó vung roi quật đánh chát một cái rồi mới tiếp tục bước đi. Lúc này trời đã bắt đầu có mưa nhỏ. Mưa à? Nơi khô nóng thế này mà cũng mưa được sao? Trịnh xá ngơ ngác nhìn lên trời, từ trên những đám mây đang có những giọt nước nhỏ như mũi kim rơi xuống trịnh xá chưa nói dứt lời giọt mưa đã càng lúc càng to chỉ mấy chục giây sau mưa lớn đã đổ xuống như chút nước cơn mưa nhỏ cuối cùng cũng biến thành mưa bão là may mắn sao sở hiên cũng ngẩn đầu nhìn lên trời trong màn mưa dày đặc như vậy cả thế giới nhìn hướng nào cũng mơ mơ hồ hồ giữa thế giới mờ ảo đó tiểu phân đội trung châu đội có tổng cộng 6 người không ngừng tiến lên những tòa nhà nằm tại ngoại vi thành phố rakun đã mơ hồ xuất hiện trước mặt họ tiểu phân đội này có 6 người gồm trịnh xá Sở Hiên, Trương Hằng, Triệu Anh Không, Trình Khiếu, Im Ho Tép. Có thể nói đây là 6 đội viên thực lực tự thân khá mạnh, cho dù so với tiểu đội ác ma hoặc tiểu đội thiên thần, thì tố chất bình quân của tiểu đội này cũng tuyệt đối không kém, chỉ kỳ lạ là lại không mang theo chiêm lam. Nói cách khác, tiểu phân đội này đối với các tiểu đội luân hồi khác có một khuyết điểm cực lớn, đó là thiếu sự tồn tại của tinh thần lực khống chế giả. Nhưng đây lại là kết quả mà Sở Hiên cố ý yêu cầu, ngoài cần phải bảo vệ các thành viên của phân đội kia ra, còn có nguyên nhân khác càng làm họ không thể mang theo chiêm lam nếu trước khi đối kháng đã ở vào thế yếu tuyệt đối vậy thì chúng ta cần có hỗn loạn không cần biết là chiến cục hỗn loạn hay là chiến đấu hỗn loạn giành lấy thắng lợi từ trong hỗn loạn là hy vọng duy nhất của chúng ta đây là nguyên văn lời sở hiên nhưng trịnh xá hoàn toàn có thể khẳng định tên khốn này chắc chắn không nói thật thậm chí còn có thể đang bán rời không văn tự nói tóm lại sở hiên nhất định là lại giống như biểu hiện của hắn trước đây luôn từ trong bóng tối tính toán lên kế hoạch cho đến khi toàn bộ chiếc cục đã hoàn toàn bị hắn khống chế mới thôi. Đến lúc đó cũng chẳng cần hắn bảo ngươi phải làm cái gì nữa, tự ngươi cũng có thể từ những đầu mối phát hiện ra sự thật. Nhưng tên đáng ghét này luôn ở bên cạnh ta, hắn rút cuộc là làm chuyện gì, ở đâu, vào lúc nào chứ? Khả năng duy nhất chỉ có. Phân đội bên kia. Hắn để lại bố cục ở phân đội bên kia. Trịnh xá trong đầu âm thầm suy nghĩ. Hiện tại hắn cũng đã biết ác ma đội có thứ gì đó toàn chi toàn năng, nếu như bây giờ hắn lên tiếng hỏi thì tiểu đội ác ma rất có thể sẽ biết được bố cục của sở hiên đương nhiên với biểu hiện từ trước tới nay của tên khốn này thì kể cả đối phương biết hắn muốn làm gì rồi thì thường thường cũng không có cách nào quật ngược lại hắn bất quá nghĩ sâu hơn một chút trí giả của ác ma đội cũng là sở hiên trí tuệ của hai tên này tạm coi là ngang bằng nhau đi vậy nếu để clone sở hiên biết được bố cục của phân đội bên kia thì sẽ rất khó đảm bảo hắn sẽ không dở trò gì đó tình hình đúng là phức tạp nghĩ mà đau hết cả đầu. Trịnh xá đã mở cơ nhân tòa tầng thứ ba, nhưng mặc cho hắn suy nghĩ thế nào cũng hoàn toàn không hiểu nổi tình thế hiện tại. Có thể nói, tình hình trước mắt hoàn toàn mơ hồ, rất nhiều chuyện đều phẳng phất như đang nằm sau một lớp sương mù, cũng chẳng biết đám trí giả này rút cuộc là đang muốn làm cái gì nữa. Lấy người làm quân cờ, chiến trường làm bàn cờ, thắng lợi trong trận chiến cuối cùng làm phần thưởng sao. Thật đúng là tàn khốc. Đúng là vô cùng tàn khốc. Có lẽ trịnh xá còn không biết loại virus biến gì đó mạnh mẽ đến mức nào, nhưng trình khiếu thì lại cực kỳ rõ ràng uy lực của nó, đặc biệt là khối thịt bị sở hiên tiêm virus, trong thời gian ngắn không biết là đã biến thành cái thứ gì nữa. Hình tượng hung ác lúc đó thật sự còn kinh khủng. Hơn zombie, licker rất nhiều, nếu so sánh với khối thịt biến hình ấy thì zombie, và licker cũng không khác mấy con búp bê đáng yêu là mấy. Nhất định phải nhớ kỹ, loại vaccine này chỉ có thể duy trì mấy tiếng đồng hồ đó còn là căn cứ vào trình độ mở cơ nhân tỏa để đánh giá. Đối với cường giả tầng thứ tư tự nhiên là vô tác dụng, nhưng đối với tất cả mọi người dưới tầng thứ tư đều có hiệu quả cực tốt. Đương nhiên, loại virus này cũng sẽ cần thời gian để thích ứng, trước lúc phát tác còn có thể chống đỡ đại khái khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, trong thời gian ấy toàn dựa vào sức miễn dịch và tố chất thân thể của bản thân để đối kháng. Do vaccine chỉ có tác dụng trong một thời gian nên cố gắng tiêm vào càng chậm càng tốt, trước khi bị virus hoàn toàn xâm thực thì hãy tiêm như vậy trung quy cũng có thể chỉ hoãn thêm một chút. Lời sở hiên nói vang vọng lại trong đầu trình khiếu, hắn nghe mà nổi hết cả da gà, đặc biệt là lúc liên tưởng tới cảnh tượng khối thịt lúc ấy, hắn lập tức sinh ra dự cảm không hay, quả không ngoài dự đoán. Hắn đúng là bị chọn vào phân đội này, nói cách khác, bọn hắn sẽ phải ở lại trong thành phố sắp bị phát tán virus này, khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, xung quanh người họ đều là loại virus biến dị kia. Đi thôi. Chúng ta trước tiên hãy tới trụ sở của công ty Umbrella tại thành phố Raccoon, ở đó chắc là phải có lối dẫn vào hai. Trịnh xá nhìn thành phố Raccoon đổ nát ở đằng xa, thở hắt ra một hơi, tiếp đó bước lên ga Glider trực tiếp bay thẳng tới. Mưa lớn càng lúc càng kịch liệt. Ẩm! Trên trời truyền xuống từng đợt sấm rền, lôi điện như rồng như rắn không ngừng lóe lên. Đột nhiên ầm một tiếng, một tia sét đánh thẳng xuống khung cửa sổ kim loại của một tòa nhà cao tầng, phòng ở chỗ đó lập tức nổ tung giống như có một quả bom lớn phát nổ ngay bên trong. Uy lực của sấm sét thật sự quá lớn, hơn nữa đó mới chỉ vèn vẹn là một tia sét lạc xuống, nhìn bầu trời sấm chớp tung hoành quả giống như một con quái thú khủng bố. Hôm nay nghỉ lại đây đi, xem ra chủ thần quả nhiên là đã đặt hạn chế cực lớn cho thế giới phim kinh dị này, đến cả loại thời tiết như vậy cũng xuất hiện. Trong một tầng hầm ở ngoài rìa thành phố Rakun, Nam Viêm Châu đội đang cùng nhau nghỉ ngơi. Bọn họ cũng vừa tiến vào thành phố Rakun hôm nay, mà có được đạo cụ phi hành cá nhân, họ tự nhiên là không thể đi bộ tới trung tâm thành phố, chuẩn bị bay đi xa nhất có thể. Đúng lúc ấy, thời tiết mưa bão lại ập tới, vô số luồng xét to lớn không nghi ngờ gì đã chặt dứt đường bay trên không, nếu không sợ chết thì cũng có thể thử một chuyến. Sấm sét dù sao cũng rất mẫn cảm với kim loại, bây giờ bay lên trong không chỉ có thể là tự tìm cái chết. Rose thần sắc phức tạp đứng ở lối, vào tầng hầm nhìn mưa lớn ào ào đổ xuống cùng lôi điện không ngừng lấp lóe trên bầu trời trong lòng vừa thầm cảm thấy may mắn vừa bất đắc dĩ cơn mưa lớn này xuất hiện chắc chắn sẽ làm giảm bớt tốc độ di chuyển của tất cả các tiểu đội luân hồi nhưng đồng thời cũng làm giảm tốc độ của đội hắn làm dụng cụ bay cá nhân của đội hắn coi như vô dụng cũng không thể trong thời gian ngắn liên lạc với trung châu đội chuyện thế này đơn giản là con dao hai lưỡi thương người cũng làm thương mình ít nhất là khiến kế hoạch ban đầu của hắn không thể tiếp tục tiến hành đúng là khó xử tuy thời tiết mưa bão này có thể chỉ hoãn thời gian liên minh thiên sứ tập hợp nhưng đồng thời cũng chỉ hoãn thời gian chúng ta tìm được trung châu đội thật đúng là ông trời đang ưu ái ta hay số mệnh lại đang đùa cợt ta nữa đây Rose lẩm bẩm nói bên cạnh hắn có hai người một nam một nữ đang đứng bọn họ là tư thâm giả của nam viêm châu đội nói một cách chính xác là tư thâm giả từng cùng Rose kể vai chiến đấu từ cách đây rất lâu thậm chí còn từng giao chiến với cả trung châu đội người cao lớn có kỹ năng tự sáng tạo cùng chiến sĩ cùng cô gái lai da đen, có kỹ năng vu thuật. Cô gái do dự một chút rồi nói, Rose, chúng ta cứ vào trong tầng hầm đi, ở ngoài này thật sự quá nguy hiểm. Con lích cơ biến dị lúc trước đã kinh khủng như vậy rồi, không biết xung quanh đây có còn loại sinh vật như vậy nữa không, tóm lại chúng ta cứ xuống tầng hầm rồi hãy tính. Rose cũng không trả lời, lấy trong túi ra một miếng chocolate, dùng sức cắn mạnh. Tiếng kẹo vỡ thanh thúy vang lên trong cơn mưa nghe cũng không còn rõ ràng như ngày thường, hắn vừa ăn vừa nói, nếu như chúng ta không thể chuyển tin tức tới chỗ Trung Châu đội, hoặc là không thể ngăn cản kế hoạch điên cuồng của Adam, thì đám quái vật biến dị đó có là cái gì? Chúng ta sẽ gặp thứ còn kinh khủng, đáng sợ hơn nhiều. Hoặc là chính chúng ta cũng sẽ biến thành thứ như vậy, không có tư tưởng, không có ý thức, đến cả chết đi cũng không được. Mặc dù nói như vậy, nhưng Rose ngẫm nghĩ một lát rồi cũng theo hai người đi xuống tầng hầm. Đây là một kho chứa hàng dưới lòng đát, tuy đã bị bỏ hoang nhưng nhìn qua cũng không quá mức sập sệ, ít nhất là không bị phá hoại quá nghiêm trọng, chỉ có cho bụi tích lại khá dày. Thành viên Nam Viêm Châu đội cẩn thận đóng cửa vào tầng hầm xong liền lấy thức ăn ra, ung um dung vừa ăn vừa nghỉ ngơi, chỉ có Nô ngồi trên ghế liên tục ăn chocolate. Rất rõ ràng, kế hoạch của Adam đã bắt đầu tiến hành, ta ngờ rằng hắn thậm chí đã đưa kế hoạch này ra tới cả thế giới hiện thực rồi. Cứ như vậy, chỉ cần hắn thắng được trận chiến cuối cùng này, trở về thế giới hiện thực là có thể lập tức vô địch, thậm chí siêu việt vô địch, đạt tới vĩnh hằng. Vì thế trận chiến cuối cùng này, đối với hắn mà nói có thể gọi là cửa ải quan trọng nhất, hắn tuyệt đối không thể để những đội trong liên minh thiên sứ bị diệt sạch, mà thực lực của đội ta lại không đủ để lay chuyển kế hoạch của hắn. Không thể không thừa nhận, trí tuệ của hắn đúng là vượt hơn ta, muốn dùng tính toán và bố cục để đối phó hắn chỉ uổng công vô ích, do đó chung châu đội từng có giao tình với chúng ta sẽ là lựa chọn tất yếu. Có thể ngăn cản Adam, có thể đánh bại hắn cũng có thể dựa vào hỗ trợ của trung châu đội vượt qua trận chiến cuối còn tương lai sau này sẽ theo hướng nào thì sẽ là chuyện của tương lai nghĩ tới đây Joss khẽ thở dài lại cắn mạnh một miếng chocolate phảng phất như đang coi miếng chocolate đó chính là adam sau khi ăn hết cả miếng kẹo hắn mới quay sang phía một cô bé trong đội nói linh nhi tiếp theo có thể phải làm phiền em cần liên tục sử dụng quét hình tinh thần lực gặp bất kỳ tình huống nào cũng phải nhanh chóng thông báo cho ta biết nếu quét hình được Trung Châu đội thì lập tức dùng tinh thần lực liên lạc với họ, báo cho họ biết vị trí của chúng ta. Đã hiểu chưa, bé con? Cô bé tên là Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Có điều, cô bé không lên tiếng không có nghĩa là những người xung quanh sẽ yên lặng. Một thanh niên da đen ngồi cạnh đột nhiên mở miệng. Rose, người làm vậy không phải quá nguy hiểm sao? Trực tiếp thông báo vị trí đội ta cho Trung Châu đội. Đội ngũ mạnh như vậy vốn không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Người lúc trước chỉ nói liên lạc với bọn họ, nhưng không cần thiết phải làm đến mức này chứ nếu bọn họ có ý đồ xấu chúng ta thậm chí cả sức phản kháng cũng không có ta cho rằng ngươi đang quá mạo hiểm không sai nếu trong tình huống bình thường thì ngươi nói rất đúng cho dù là đội ngũ có giao tình với chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác như vậy đặc biệt là trong trận chiến cuối cùng này nhưng chúng ta cũng có lý do để không thể không làm thế thời gian không còn nhiều nữa nếu như để adam cùng liên minh thiên sứ của hắn tụ hợp lại với nhau ta không thể biết hắn đã đạt tới trình độ nào nhưng nếu hắn đã đạt đến giai đoạn cuối cùng hơn nữa còn hội hợp với các tiểu đội kia thì chúng ta xong hết rồi tuy là các đoàn đội khác cơ bản cũng chết chắc nhưng chúng ta thật sự không cần bồi táng theo bọn chúng nếu đã có hy vọng có thể giải quyết vậy thì nhất định phải nắm chặt lấy hy vọng cuối cùng đó đây là mệnh lệnh của ta các ngươi chỉ cần tiến hành là được cho dù có nguy hiểm độ nguy hiểm đó cũng kém sang nguy hiểm khi adam hoàn thành kế hoạch đã hiểu chưa rose gửi lạnh đáp hắn cũng không để ý tới thái độ của thanh niên da đen kia lấy ra một miếng chocolate khác một mình ngồi ăn thanh niên da đen đầy vẻ giận dữ hắn ngẫm nghĩ một lát rồi chợt hỏi "Rose, người lúc nào cũng nói có nguy hiểm có nguy hiểm vậy thì cái nguy hiểm rút cuộc là gì đến cùng là ngươi đã nhìn thấy cái gì trong di tích đó lần ấy cũng không phải đoàn chiến ngươi dựa vào cái gì mà biết tiểu đội thiên thần cũng đã tiến vào trong di tích đó hơn nữa ngươi còn không cho phép bọn ta tiến vào chẳng lẽ ngươi tìm được bảo bối gì trong ấy sao không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Rose bỗng cười khổ, chỉ chỉ vào tim mình, tiếp đó mới nói, đúng là bảo bối, bảo bối cực kỳ điên cuồng. Nếu như để ta đoạt được thứ ở trong trung tâm, có lẽ đến cả ta cũng sẽ làm chuyện giống như Adam bây giờ, dù sao thì sự cám dỗ đó căn bản không thể chống cự được. Món bảo bối điên cuồng, hoặc có thể nói là thánh nhân điên cuồng, ma pháp sư điên cuồng, thuật sĩ luyện kim, tất cả bọn họ đều con mẹ nó điên hết cả rồi. Nếu như không thể tìm được Trung Châu đội trước khi Adam hoàn thành kế hoạch, hoặc là đến cả Trung Châu, đội cũng không cách nào ngăn cản hắn vậy thì ra sẽ tự giải thoát cho mình. Đây cũng là cảnh báo của ta với mọi người, cái chết, có lẽ là lối thoát tốt nhất, cái chết là sự giải thoát tốt nhất. Ý ngươi là là thiên thần đội đang tìm kiếm giải thoát? Bọn chúng đang muốn chết sao? Cũng ở trong thành phố Rakun, chỉ là tại một căn nhà ở cách chỗ Nam Viêm Châu đội rất xa, nơi đây lúc trước có lẽ là quán bar, quầy rượu gì đó. Phần lớn phòng ốc vẫn còn nguyên vẹn, người của Trung Châu đội tài cao mật lớn, không ngờ lại dám trực tiếp nghỉ lại trong đó. Kể cả không có tinh thần lực khống chế giả, thì với tố chất cá nhân của sáu người này, cho dù là lích cơ biến dị hay, thậm chí là quái vật như Nemesis các loại cũng không thể gây thương hại gì được cho họ, chỉ cần cẩn thận một chút là ổn cả. Mà bên ngoài đang mưa như chút nước, trong thời tiết thế này căn bản không thể sử dụng máy phi hành cá nhận, trời cũng đã tối, vì thế trịnh xá chỉ có thể quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một đêm khi trịnh xá cùng mọi người thương lượng hành động tiếp theo hắn bỗng tò mò hỏi sở hiên về ý đồ của tiểu đội thiên thần dù sao thì sở hiên của ác ma đội cũng đã có hành động mà phương hướng của đội mình cũng cơ bản là để đối phó với ác ma đội cứ như vậy thiên thần đội có vẻ bị cọi như đất bùn mặc cho hai đội kia bố cục còn adam thì giống như thằng đần chẳng có chút phản ứng nào cả có ba khả năng tồn tại một adam đã chết hai adam đã bắt đầu lên kế hoạch trong bóng tối thậm chí là đã giao đấu với ác ma đội ba nếu như cả hai suy đoán trên điều không chính xác vậy thì thiên thần đội nhất định là có chỗ dựa chỗ dựa này có thể khiến bọn chúng không cần để ý tới chúng ta và ác ma đội hoặc thậm chí là nắm chắc có thể áp chế được sức mạnh của ngươi và clone ừm còn có một khả năng nữa cái chết là cách giải thoát tốt nhất adam đang muốn chết nghe câu trả lời của sở hiên tất cả mọi người đều nhíu mày đương nhiên khả năng cuối cùng sẽ trực tiếp bị loại bỏ nếu như đang muốn chết thì lúc trước tại thế giới Lord of the rings Adam đã không cần bày ra trò đồng quy vu tận như vậy. Tuy là tất cả cùng chết nhưng kỳ thực lại là muốn sống, còn về ba suy đoán ở trên. Ngoại trừ khả năng Adam chết một cách hoang đường như vậy ra, khả năng thứ hai sẽ có xác suất khá lớn. Trịnh xá lặp lại lời sở hiên nói một lần. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không hiểu được nguyên do, thế nên liền dứt khoát không nói về chuyện này nữa. Chỉ hỏi sở hiên, được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện tiểu đội thiên thần. Người nghĩ sáu người chúng ta nên làm thế nào để đối phó với tiểu đội ác ma? Bọn chúng có thể sẽ kéo cả ổ tới, nếu kế dụ địch của ngươi hoàn toàn thành công, chúng ta sẽ bị ác ma đội tấn công mãnh liệt, thậm chí là bị cả tiểu đội thiên thần công kích, ngươi cảm thấy sáu người chúng ta có thể ứng phó sao? Hoặc là có thể trốn tránh và chống cự, chờ đến lúc virus bộc phát. Không thể. Sở Hiên đáp ngay, chúng ta không thể dựa vào virus để giành lấy thắng lợi. Ngay từ khi bắt đầu ta đã nói, thắng lợi của trận chiến cuối cùng này buộc phải dựa vào vương đối vương, binh đối binh hơn nữa cũng không phải sáu người chúng ta, mà là năm người bọn ta cùng với ngươi. Ngươi không thể tham gia bất kỳ cuộc chiến nào ngoài trận đấu với clone của ngươi, mà đó cũng chính là việc clone của ta muốn làm. Hắn chỉ cần trước lúc đó dùng vài người tới tiêu hao sức chiến đấu của ngươi, vậy là kết quả cuộc chiến sẽ lập tức bị thay đổi ngươi phải tin tưởng mọi người, cho dù không có ngươi. Bọn họ cũng có thể làm rất tốt, ngoài ra những người có kẻ địch buộc phải đối mặt cũng đâu chỉ có một mình ngươi. Trịnh xá nghe vậy cũng nhìn quanh một lượt, có trương hằng sắc mặt nghiêm trang, có Triệu Anh không đang mỉm cười, hoàn toàn không mang vẻ lạnh lùng thường ngày, hoặc là mặt cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo của nhân cách chủ. Bọn họ, hoặc có thể nói là các thành viên Trung Châu đội, bọn họ kỳ thực không hề yếu, mà hoàn toàn ngược lại, Trung Châu đội rất mạnh. Bên cạnh đó, số mệnh cũng đã bắt đầu từ từ rời bỏ Ác Ma đội. Trận chiến cuối cùng này thắng lợi khó đoán, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có thể. Vừa nói Sở Hiên vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài, trời đang đổ mưa tầm tã. Virus biến dị khác với virus thông thường, nó có sức thích nghi cực mạnh, ngoài ra còn có thể thông qua tiếp xúc theo đường chất lỏng để xâm thực vào sinh vật sống. Trong thời tiết mưa gió thế này, nếu như phát tán virus lên không trung hoặc là cả thành phố, uy lực sẽ mạnh gấp mấy lần lúc hoàn cảnh khô giáo, chỉ trong thời gian ngắn sẽ có thể lan tràn ra toàn bộ thành phố. Trong thời tiết này cũng không thể sử dụng đạo cụ bay cá nhân, nói cách khác, ác ma đội có tinh thần lực khống chế giả và chúng ta không có tinh thần lực khống chế giả về tốc độ di chuyển cũng chỉ tương đương nhau tác dụng của tinh thần lực khống chế giả đã bị giảm xuống đến mức thấp nhất đây là may mắn của chúng ta cũng là xui xẻo của ác ma đội bọn chúng thật sự không gặp may có lẽ loại xui xẻo này sẽ còn tiếp tục diễn ra sở hiên lấy ra một quả táo vừa ăn vừa nói còn có một điểm chúng ta vượt hơn ác ma đội một chút hắn và ta là cùng một người nhưng chúng ta có thêm một trí giả khác nếu như tiêu hoành luật vẫn còn trí tuệ như hắn từng thể hiện trong quá khứ vậy thì trận chiến nào chúng ta cũng không phải là không có chút ít thế nào. Tại hai chúng ta sẽ dành cho ác ma đội một sự ngạc nhiên lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở hiên, ta sắp nhịn hết nổi rồi. Một giọng nói chợt vang lên, mọi người không cần quay lại nhìn cũng biết đó là âm thanh âm trầm cùng cực của La Cam Đạo. Từ sau khi tiến vào thành phố Raccoon, biểu hiện của tên này càng lúc càng trở nên âm u, lạnh lẽo, mà ngoài hắn ra, thái độ của vài người khác cũng có chút khác thường ví dụ như triệu chuế không, ví dụ như Minh Yên Vi. Sở Hiên cũng không quay đầu lại, đáp, yêu cầu của người ta không thể thực hiện được. Chúng ta còn cách Trung Châu đội khoảng 3 ngày đường, cần phải chặn đường và tấn công bọn chúng trước khi tới hai Về thời gian thì chắc là có thể làm được, nhưng trước lúc ấy chúng ta còn có một việc quan trọng khác cần hoàn thành. Ta không muốn ngươi quấy giày kế hoạch của ta. Quấy giày thì làm sao? Đang ngồi, La Cam Đạo liền từ từ đứng dậy, cười lạnh nhìn Sở Hiên, thái độ trên mặt rõ ràng là đang khiêu khích. "Ngươi sẽ chết, ta nhất định sẽ giết ngươi." Sở Hiên bỏ quả táo đang cầm xuống, hắn nhìn La Cam Đạo, bình thản nói, "La Cam Đạo lại giống như bị kích thích gì đó rất lớn, hét lên, "Ngươi đến giết ta đi, đã bị ngươi giết qua một lần rồi, chẳng lẽ ta còn sợ chết nữa? Ta chửi cả họ nhà ngươi, nếu ông đây sợ chết thì đã không đứng ở đây rồi." Vô số lần liều mạng nguy hiểm, liều mạng cửu tử nhất sinh là để mạnh mẽ lên, là để báo thù ngươi không ngăn được ta đâu nói đến đoạn cuối La cam đạo ngược lại trở nên bình tĩnh hơn một chút thân thể hắn chậm rãi bay bổng lên nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sở hiên có thể thấy hắn quả thực vô cùng kiêng kỵ sở hiên bất quá ngoài dự đoán của hắn cũng ngoài dự đoán của phần lớn thành viên sở hiên không hề có hành động nào cứ mặc cho hắn bay đi một lúc lâu sau tên này mới cầm quả táo lên cắn một miếng phẳng phất như vừa rồi chẳng hề có chuyện gì xảy ra Sở, sở hiên, ngươi cứ mặc hắn bỏ đi như vậy à? Không có vấn đề gì chứ? Trương Tiểu Thuyết đã hoàn toàn sững sờ, nàng ngây ngốc hỏi. Không còn vấn đề gì nữa. Sở hiên nhắm mắt lại, nói, ta biết các ngươi đều rất nghi hoặc, ngay từ khi bắt đầu thế giới phim kinh dị này đã rất nghi hoặc. Tại sao ta từ trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu đã liên tục giám sát Trung Châu, đội và tiểu đội thiên thần? Theo lý mà nói, về thực lực chúng ta gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Trịnh xá của chúng ta có sức chiến đấu cực mạnh, đặc biệt là sau khi hắn đột phá tới tầng thứ tư đỉnh cao, chiêu thức mới sáng tạo ra đó có uy lực vô song, có thể nói, một mình hắn đã mạnh hơn tất cả chúng ta cộng lại rồi. Tuy hắn luôn nói kẻ thù định mệnh của hắn là trịnh xá bản chính, nhưng nếu muốn giải quyết trịnh xá bản chính ta tin hắn cũng không cần quá nhiều thời gian. Tại sao ta lại thận trọng như vậy? Bởi vì chúng ta rất đen đủi. Đây không phải cách nói than vãn may mắn, như bình thường mà đúng là đen đủi theo nghĩa đen, cũng có nghĩa chúng ta bị bài xích bởi thời không đảo ngược chúng ta không thuộc về những thế giới phim kinh dị đó mà là kẻ từ bên ngoài sử dụng phong thần bảng trong các thế giới ấy tác dụng phụ lớn nhất bị ảnh hưởng chính là thời không đảo ngược ta lấy ví dụ thế này nhé lý thuyết trượt vỏ chuối một giả thuyết khá thú vị trong lý thuyết không thời gian giả sử chúng ta có thể đi ngược thời gian quay về quá khứ làm thay đổi tiến trình của thế giới ví dụ như ám sát một danh nhân hoặc là giết chết chính mình tuy bản thân dòng thời gian có năng lực tự hồi phục về lâu dài nhưng trong một đoạn thời ngắn nó sẽ bộc lộ sức ảnh hưởng đối với sinh vật xâm nhập dưới dạng thời không đảo ngược kẻ đó sẽ vì rất nhiều chuyện ngoài ý muốn mà không thể đạt thành được mục đích ví dụ như trượt ngã vì một vỏ chuối còn nhớ thế giới phim final destination mà chúng ta từng trải qua không thế giới đó chính là ví dụ mà chủ thần chỉ ra cho chúng ta về nguy hiểm của vũ khí xác suất nhân quả nếu như đạt tới cực điểm sẽ sinh ra tình huống giống như trong đó thế giới tự bài xích những sinh vật bên trong sở hiên thở dài nói thật đáng tiếc phong thần bảng chính là một món vũ khí mạnh mẽ đủ sức dẫn phát thời không đảo ngược như vậy cũng có thể trực tiếp nhận định nó có thể nghịch thiên điểm này không có chút phóng đại nào cả thu thập tin tức chẳng qua chỉ là một tác dụng cực nhỏ của nó mà thôi ví dụ khi ta chiến đấu trương tiểu thuyết thậm chí có thể biến điểm nhân quả thành vòng bảo vệ che chắn cho ta chỉ cần điểm nhân quả vẫn còn ta sẽ là vô địch thậm chí nếu như đủ điểm nhân quả còn có thể hoán đổi một chủ thần độc lập hơn nữa còn hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của ta những vấn đề đó không có gì là khó khăn cả chính vì sử dụng quá nhiều điểm nhân quả trong thế giới phim kinh dị này chúng ta sẽ càng lúc càng xui xẻo trận mưa hiện tại bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi trận mưa này không những khiến uy lực virus của trung châu đội tăng mạnh mà còn khiến chúng ta không thể dựa vào tinh thần lực khống chế giải nhanh chóng tìm tới vị trí của chúng gần như làm triệt tiêu tính toán của ta lúc trước tiêu diệt tiểu đội kia của trung châu đội trong thời gian ngắn mặc dù lúc trước ta cũng đã tính toán đến những số liệu thay đổi này nhưng khi thực tế tiến hành, bản thể của ta lại vừa khéo lợi dụng một điểm đó, bày ra thế cục hung hiểm như hiện tại, Trung Châu đội đã cược thắng. Sở Hiên nhìn cơn mưa liên miên không dứt ở đằng xa, nói, còn có tiểu đội thiên thần, a đam nắm giữ một thứ cực kỳ nguy hiểm, tuy hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp hơn phong thần bảng nhiều nhưng là, thứ mà thánh nhân cùng người tu chân phân hệ ra trắng hợp lực sáng tạo ra, cũng phù hợp với một số ý niệm của bọn hắn. Nếu để Adam thật sự hoàn thành kế hoạch đó, thì đến cả chúng ta có được phong thần bảng cũng gần như khó tránh được kiếp nạn, chính vì thế lúc trước ta mới bày ra bố cục như vậy. Cả thế cục bắt đầu từ trước lúc Trung Châu đội trải qua The Perfect Storm. Khi ấy từ phong thần bảng, ta biết được Trung Châu đội có được vũ khí sát thương trên quy mô lớn, hơn nữa còn khác, với những vũ khí tự tạo dựa theo thiết kế trong những thế giới phim kinh dị, vũ khí của hắn là tự nghiên cứu ra cho nên sẽ không bị chủ thần cấm đoán. Mặc dù không rõ là vũ khí gì nhưng ta cũng có thể lợi dụng điểm này để áp chế Trung Châu đội để cho bản chính biết ta có một loại năng lực toàn chi toàn năng, hắn ở vào thế yếu tuyệt đối, suy nghĩ chắc chắn sẽ giống như ta, chính là hoàn toàn đảo loạn thế cục trong trận chiến cuối cùng. Nếu đã ở vào thế yếu tuyệt đối, vậy thì có thế hay không có thế đối với Trung Châu, đội mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, so với bị chúng ta cường thế áp bức, không bằng liều chết đổ một ván, hoàn toàn san bằng tất cả thể, đây đại khái là suy nghĩ của bản chính. Tuy lúc trước không nghĩ đến chuyện hắn sẽ sáng tạo ra loại virus đáng sợ, như thế nhưng tính đến trước điểm này tình huống cơ bản đều như ta dự liệu bố cục cũng thuận lợi tiến hành chuyện ngoài ý muốn thật sự có hai điểm một là la ứng long phản bội trong thiên thần đội hắn khác với tống thiên tống thiên chỉ nghĩ đến võ đạo nếu adam hoàn thiện kế hoạch đó tống thiên cho dù biến mất cũng có thể đạt được võ đạo mà hắn mơ tưởng la ứng long thì lại chỉ muốn sống sót hơn nữa còn phải nhiệt huyết tràn đầy mà sống sự phản bội của hắn làm kế hoạch của adam bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu để trung châu đội biết được kế hoạch đó adam rất có thể sẽ thất bại đồng thời bố cục của ta cũng sẽ bị phá bố cục của ta rất đơn giản để trung châu đội sử dụng vũ khí sát thương trên quy mô lớn làm suy yếu số lượng thành viên liên minh thiên sứ để kế hoạch của adam có thể tiến hành nhưng uy lực giảm mạnh sau khi kế hoạch hoàn thành adam đầu tiên nhất định sẽ tấn công trung châu đội bởi vì sự phẫn nộ của những kẻ đã chết sẽ khiến hắn không thể lý trí được nữa mà trung châu đội cũng sẽ vì bị tấn công mà tiêu hao mất một phần sức chiến đấu đến lúc đó chúng ta lại tham gia cuộc đấu trung châu đội sẽ không thể nghịch chuyển thất bại nữa nhưng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đó chính là sự xui xẻo của chúng ta thứ nhất là la ứng long phản bội đã xảy ra rồi thứ hai là trận mưa lớn trước mắt uy lực virus của trung châu đội tăng mạnh tốc độ lan tràn nhanh hơn rất nhiều liên minh thiên sứ không biết sẽ còn được bao nhiêu người sống sót adam không thể tránh khỏi thất bại mà cơn mưa lớn này cũng đồng thời chỉ hoãn tốc độ di chuyển của chúng ta nếu như không thể dùng vũ lực áp chế trung châu đội ta lo rằng sẽ còn chuyện khác nữa xảy ra. Sở hên quay sang phía Trương Tiểu Tuyết, ánh mắt hắn chỉ có nàng là hiểu được, hắn đang có ý muốn hỏi. Trương Tiểu Tuyết lập tức lắc đầu. Trung Châu đội liên tục bị giám sát, tuy thông tin trên phong thần bảng hiện lên đều dưới dạng những câu văn mịt mở khó hiểu, nhưng thuộc tính cường hóa của Trương Tiểu Tuyết lại vừa khéo là tiên tri nên phong thần bảng mới luôn do nàng sử dụng. Theo tin tức từ phong thần bảng, sở hiên của Trung Châu đội đúng là có dấu một tờ giấy bên trong đống đạn virus nhưng chữ viết và con số ghi trên đó lại chẳng hề theo một trình tự nào cả. Phong thần bảng dù sao cũng chỉ là vật chết, nó có thể phá giải mật mã, có thể phiên dịch từ ngữ nhưng không thể từ những chữ viết, và chữ số không hề có ý nghĩa gì mà tưởng tượng ra ý nghĩa thật sự. Tình huống này Trương Tiểu Tuyết cũng đã báo với Sở Hiên, từ lúc đó hắn liền thường xuyên lâm vào trầm tư. Chính vì tất cả những chuyện ngoài ý muốn này, xảy ra nên hỗn loạn đã là điều chắc chắn, vậy thì cứ để La Cam đạo đi trước thăm dò sức chiến đấu của Trung Châu đội chuyện này cũng không phải là không thể tiếp nhận được nhưng vấn đề ta lo lắng nhất lúc này là nếu như xui xẻo tiếp tục gia tăng thì la cam đạo có thể thật sự chiến đấu với trung châu đội không có thể sẽ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó làm hắn chiến đấu với người khác tác dụng phụ của phong thần bảng lớn như vậy chắc chắn là phải có thứ gì đó hoặc là kỹ năng thuộc tính đó để khắc chế mới đúng thứ đó hẳn là được giấu trong di sản của người tu chân phân hệ da vàng bị bản chính của ta lấy được rồi chăng Sở Hiên nhìn lên bầu trời, không trung tối đen, sấm chớp lấp loáng, những giọt mưa to bằng cái bát chút xuống không ngớt. Cơn mưa càng lúc càng kịch liệt. Tốc độ của La Cam đạo cực nhanh, hắn phẳng phất như không chút lo lắng về sấm sét trên trời, duy trì ở độ cao hơn trăm mét, không ngừng tiến tới. Thỉnh thoảng lại có một tia sét bổ xuống, quanh người hắn lập tức xuất hiện một tầng bảo vệ hình thoi có thể thấy được, bằng mắt thường, làm tiêu tan hết tất cả lôi điện đánh vào. Tốc độ của hắn cũng không bị trì hoãn chút nào, tiếp tục phóng thẳng tới không chút cố kỵ. Lộ trình đi trong 3 ngày, nếu như dùng cách bay thì thật sự không mất đến một tiếng đồng hồ, mà với tốc độ nhanh chóng như của La Cam Đạo, tối đa chỉ mất nửa giờ hắn đã tới bên ngoài quán rượu chỗ Trung Châu đội. Vừa tới chỗ này được vài giây, một bóng người đột nhiên phá cửa xông ra. Người đó khẽ điểm hai chân vào hư không, cả người bắn thẳng lên nóc quán rượu như một mũi tên, La Cam Đạo nhìn kỹ lại, người đó không ngờ lại là Trịnh Xá đang cầm hồ hồn đao. Lâu rồi không gặp. Trịnh Xá Đúng thế, từ sau khi ta chết chúng ta chưa từng gặp mặt phải không? La Cam đạo trầm mặc một lúc rồi quát lớn. Ban đầu trịnh xá chỉ cảm thấy một luồng khí tức cực mạnh đang tiến tới, cùng với nó là sát khi nặng nề. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là không thể thoát được cảm quan của hắn. Trịnh xá lập tức phá vỡ cửa sổ lao lên trên nóc nhà, nhưng ai mà biết kẻ đứng trước mặt. Không ngờ lại là hắn. La Cam Đạo đã chết trong Transformer. La, La Cam Đạo. người còn sống sao? Trịnh xá vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kêu lên. Ngay lúc trịnh xá vừa lên tiếng, một thanh âm trượt vang lên bên cạnh hắn, không, hẳn là đã chết rồi, tên là cam đạo trước mặt này. Là clone sống lại trong ác ma đội. Phải không? Clone là cam đạo. Clone. Ha ha, đúng thế, ông đây giờ là clone. Chết đi. Sở hiên. La cam đạo ngẩng mặt lên trời cười lớn. Hắn giơ tay lên, trên tay xuất hiện một khoảng không gian vạn vẹo kỳ dị, tiếp đó hắn vung tay ném đoàn không gian đó tới mục tiêu chính là sở hiên không biết vừa xuất hiện lúc nào sở hiên cũng không cử động trịnh xá đứng trước mặt hắn đã cầm đao dùng sức chém tới sau một đao khoảng không gian bắn đến lập tức tiêu tán nhưng sân thượng căn nhà vẫn bị đánh nát kèm với đó là một tiếng nổ cực lớn giống như trịnh xá vừa mới chém trúng một quả lựu đạn cùng lúc ấy những người khác ngoại trừ triệu anh không đều đã tụ tập lên tầng thượng ha ha tới đi tất cả các ngươi cùng xông lên đi để ta xem thử các ngươi có còn sức mạnh để giết ta một lần nữa không. La Cam đạo gầm lớn, đồng thời vòng bảo vệ hình thoi như ẩn như hiện quanh người hắn càng lúc càng rõ ràng, nhìn giống như thực chất. Ánh sáng tâm linh chân thực, tầng thứ tư sơ cấp sao. Trịnh xá nhíu mày nói, La Cam đạo, cẩn thận một chút, ngươi đang bị tâm ma khống chế. Thu liễm tâm thần, không được để tâm ma tiếp tục mở rộng, nếu không ngươi rất có thể sẽ không cách nào tiến vào tầng thứ tư trung cấp, có khả năng còn phải chết. La Cam đạo lại vọt miệng chửi lớn, chết cái con mẹ nhà ngươi ngươi lúc nào cũng luôn miệng cái gì mà đồng đội cái gì mà mọi người cùng nhau sống sót nhưng ngươi mới chính là kẻ giả dối nhất đến tận bây giờ ngươi vẫn còn yên yên ổn ổn sống sót nhưng đồng đội của ngươi thì sao không biết đã có bao nhiêu kẻ phải chết rồi ta thì sao cũng vì các ngươi không chịu cứu hoặc là cố ý hãm hại nên mới chết ta không cam tâm dựa vào cái gì đám người giả dối các ngươi lại có thể sống sót dựa vào cái gì mà ta lại phải chết bây giờ ta mạnh mẽ rồi có thể tìm lũ giả dối các ngươi báo thù rồi tới đi để ta xem thử các ngươi rút cuộc là còn sức mạnh nào để mà tiếp tục duy trì cái sự lương thiện dối trá của các ngươi nữa nói đoạn hắn hét lớn lao thẳng về phía mấy người trung châu đội trịnh xá cũng hét lên la cam đạo có phải là ngươi hiểu lầm chuyện gì không ta từ đầu tới cuối vẫn luôn coi ngươi là đồng đội ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi lúc nào la cam đạo không trả lời vẻ mặt đầy thù hận lao về phía trung châu đội đang lúc trịnh xá chuẩn bị vung đao đối phó thì từ trong bóng tối một luồng sáng xanh đột ngột bắn tới đó là một thanh trường kiếm hình dáng cổ xưa thanh cổ kiếm bắn thẳng vào lưng la cam đạo bất đắc dĩ hắn chỉ có thể quay người tung quyền đánh lại một tầng bảo vệ hình thoi xuất hiện trên nắm tay hắn cứng rắn chặn thanh kiếm lại trường kiếm thông linh vừa đâm không chúng lập tức bắn ngược lại mà lúc này từ phía xa lại có một thanh niên bay tới hắn đang đứng trên một thanh phi kiếm quanh người lơ lửng rất nhiều trường kiếm sắc bén cổ pháp chính là la ứng long tên khốn ác ma đội ngươi đúng là người bận rộn đấy chỗ nào cũng thấy mặt ngươi sao thế lại chuẩn bị phá dối à la ứng long vừa thấy la cam đạo liền chẳng chút thân thiện lập tức hỏi vẻ châm chọc la cam đạo cũng không đáp lời lúc này hắn rõ ràng là đang cực kỳ phẫn hận những người trước mắt tiện tay ném tới một đoàn không gian rối loạn la ứng long cũng coi như có kiến thức tự nhiên là biết đoàn không gian này chính là niệm động lực cũng là một trong những biểu hiện của ánh sáng tâm linh ngoài nhập vi đây là một trong những đặc trưng lớn nhất của tầng thứ tư cũng có thể gọi là linh hồn chi lực trường lực át la ứng long vốn còn có chút không để ý tới la cam đạo dù sao thì cường giả cấp độ như hắn đều đó uy thế cực mạnh mà uy thế của la cam đạo lại không mạnh lắm tối đa chỉ coi như một kẻ khá mạnh ai mà biết la cam đạo vậy mà lại có ánh sáng tâm linh hơn nữa nhìn hắn sử dụng cũng cực kỳ thuần thục ánh sáng tâm linh này tuyệt đối không phải dựa vào vào kỹ năng hay thuộc tính nào đó thúc đẩy mà hẳn là của tự thân hắn là ứng long lập tức thận trọng hơn rất nhiều khống chế phi kiếm đâm thẳng vào khoảng không gian vặn vẹo ẩm một tiếng đoàn không gian bị tiêu hủy mất tâm còn phi kiếm thì nhìn có vẻ không chút suy xuyển chỉ có vậy thực lực của ngươi coi bộ không ổn lắm là ứng long có chút chế nhạo nói là cam đạo bật cười ha ha, cười đến lúc mọi người đều không hiểu gì cả hắn mới lạnh lùng đáp rất không may thực lực tự thân ta đúng là chẳng ra sao cả nếu chỉ nói riêng về sức chiến đấu thì một vài kẻ cường hóa thuộc tính cực tốt là đủ giải quyết ta rồi. Nhưng cũng rất may mắn, ta là một thiên tài điều khiển, điểm này đã được xác nhận. Muốn xem thử robot ta điều khiển không? À không, hẳn phải gọi là sinh mệnh thể chiến đấu mới đúng. Muốn xem thử không? Eva không một của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khu vực lớn sau lưng la cam đạo lập tức uốn khúc, phẳng phất như không gian chỗ đó biến thành nước chảy. Từ trong khoảng không gian uốn khúc đó, vụt thò ra một bàn tay khổng lồ màu tím còn lớn hơn cả người La Cam Đạo, bàn tay hạ xuống dưới chân La Cam Đạo, hắn liền từ từ đáp xuống trên đó. Theo bàn tay không ngừng tiến ra xa, một sinh vật nửa robot to lớn, cao hơn 20m xuất hiện giữa không trung. Sinh vật này cũng lơ lửng trên không, quanh người nó có một quầng sáng hình thoi nửa trong suốt, đó đã không còn là vòng bảo vệ nữa mà càng giống như một bộ phận của thân thể. Ánh sáng tâm linh không ngờ đã mạnh đến mức độ này, cũng có thể coi là cực kỳ đáng sợ. Tới đi để chúng ta tấu lên khúc nhạc cuối cùng đám người giả dối để ta lắng nghe tiếng các ngươi rên rỉ thống khổ để ta biết tất cả khổ cực mà ta trải qua đều không lãng phí bao nhiêu khó khăn sinh tử tồn vong bao nhiêu cay đắng ép mình phải mạnh mẽ lên nói với ta tất cả đều không lãng phí la cam đạo vung tay lên sinh vật nửa robot vụt gầm lớn từ miệng nó lóe lên một luồng sáng thập tự màu bạc cùng lúc ấy mọi người đứng trên sân thượng đều nhảy lên không trung tiện tay rút ga bling glider của mình ra tòa nhà dưới chân họ giống như bị một sức mạnh cực lớn đánh trúng, trong nháy mắt liền bùng lên ánh sáng bạc chói chang. Giây tiếp theo, tòa nhà bị cắt cụt mất hẳn một tầng lầu, toàn bộ tầng thượng biến thành cho bụi ha ha. Đám giả dối, đánh trả đi, đấu với ta một trận thật sảng khoái đi, dù là giết chết ta lần nữa cũng chẳng sao. La Cam đạo gần như điên cuồng hét lên, đồng thời sinh vật khổng lồ sau lưng hắn cũng gầm rít lao thẳng về phía mọi người. Vòng bảo vệ hình thoi trên người nó dựng đứng lên, phẳng phất như hình thành vô số lưỡi dao hình thoi, nếu như bị đâm chúng thì đúng là thiên đao vạn quả. Ngừng tay, đối thủ của ngươi là ta. La ứng long hít một hơi thật sâu, đoạn đột một quát lớn. Thanh âm giống như vũ khí, cuộn thành một tràng sóng gợn tràn ra bốn phía, nước mưa to bằng miệng bát, cũng bị âm thanh chấn động đánh giặt ra thành một khoảng không hình bầu dục. Sinh mệnh thể to lớn đang xông tới cũng phẳng phất như nghe được tiếng quát, nó vụt ngừng lại, tiếp đó như đang thở hổn hển, quay đầu lại sinh mệnh thể khổng lồ này trông giống như một người lớn phóng đại mười mấy lần khuôn mặt bị kim loại che phủ cái miệng to như chậu máu không ngừng phun ra khí trắng nó nghiến răng nghiến lợi quay về phía la ứng long rồi chợt gầm lên người muốn phá rồi à tên nhóc con thiên thần đội người nghĩ mình học được hệ thống tu chân là giỏi lắm rồi sao cút đi hôm nay mục tiêu của ta là đám người trung châu đội thiên thần đội các ngươi tự có kế hoạch đối phó nếu ngươi còn muốn sống thì cút càng xa càng tốt cho ta la cam đạo đứng trên bàn tay khổng lồ nhìn về phía la ứng long ở phía xa giọng hắn càng lúc càng âm trầm giống như sắp không thể kiềm chế được sát y cuồn cuộn trên người mình nữa la ứng long lúc này đang vừa vội vừa tức vội vì hắn cần phải báo cho sở hiên một số chuyện nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào tức vì hắn tốn rất nhiều chân nguyên lực và sinh mệnh nguyên khí mới bấm quẻ được vị trí trung châu đội ai mà biết tự dưng lại có một tên khốn ác ma đội chạy ra đánh nhau vậy số chân nguyên lực và sinh mệnh nguyên khí của hắn không phải đã uổng phí sao hắn vụt nghiến răng, cũng mặc, kệ la cam đạo nói gì, hai tay chập lại kết ấn, chân bước theo long hổ bộ. Mượn lực càn khôn, bát quái thành hình. Khảm, yêm, la ứng long hai tay giao nhau, giữa không trung lập tức xuất hiện một trận đồ bát quái không ngừng xoay chuyển. Trận đồ bát quái vừa xuất hiện, nước mưa xung quanh phẳng phất như bị khống chế, đồng loạt bắn ngược về phía trận đồ. Nhất thời trong phạm vi mấy dặm, không ngờ không có một giọt mưa nào rơi xuống, tất cả đều tụ tập vào trong trận đồ bát quái. La Cam Đạo cũng biết không thể nói mồm được nữa, hắn vung tay lên, trong miệng sinh vật khổng lồ sau lưng lại bùng lên một luồng sáng chữ thập màu bạc, hoàn toàn bao trùm khu vực mà La Ứng Long đang đứng. Lần này uy lực của luồng sáng màu bạc còn lớn hơn lúc trước, chỗ La Ứng Long đứng đã hoàn toàn chìm trong vụ nổ, mấy toàn cao ốc xung quanh lập tức bị phá nổ tan nát, sụp đổ, uy lực đủ tương đương với tên lửa hạt nhân mini của Vương Hiệp. Khi ánh sáng màu bạc tan đi, La Ứng Long đứng ở trung tâm vụ nổ lại không chút suy xuyển, mấy thanh cổ kiếm du động bốn phía không ngờ có thể triệt tiêu toàn bộ sức công phá hắn cũng không làm bộ làm tịch nữa hai tay hợp lại dưới chân dùng sức đạp mạnh hai cái quát lớn giang hà dũng trận đồ bắt quái xoay tròn cực nhanh một luồng nước từ bên trong trào ra mãnh liệt bắt đầu còn không lớn lắm đường kính tối đa chỉ khoảng vài mét nhưng khi đến cách mặt đất hơn trăm mắt luồng nước liền bành trướng kịch liệt từ vài mét mở rộng ra đến cả trăm mét bao trùm toàn bộ la cam đạo cùng sinh vật khổng lồ giữa không trung vào bên trong đây đã không còn là dòng nước bình thường nữa mà trong đó, phẳng phất như mang theo một luồng năng lượng xung kích kỳ lạ, tựa đao tựa kiếm, những tòa nhà bị dòng nước bao phủ lập tức tan rã trong nháy mắt. Eva không một là mục tiêu công kích chính chỉ kịp giống lên một tiếng, liền bị luồng nước khổng lồ đánh ngã xuống mặt đất, mà dòng nước vẫn không chút nào ngừng lại, biến cả mặt đất thành một mặt hồ lớn ha <laughs> ha, một con robot còn con, sao có thể địch lại được tu chân. Hơn nữa mượn lực càn khôn vốn là lấy vạn vật trong trời đất làm sức mạnh, trong mưa lớn thế này, uy lực của khảm tự quyết ít nhất cũng cao gấp mấy lần bình thường. Chuyến này để xem ngươi có chết không. Phản ứng của la ứng long có vẻ vẫn giống như những gì trung châu đội nhận biết về hắn vẫn quán triệt bộ dạng nóng nảy, thiếu suy nghĩ trong lót ở rings, giờ phút này không ngờ vẫn có thể ở đó mà kêu gào hò hét. Một lúc sau, tên nhóc này mới như chợt định thần lại, vội vàng quay sang phía sở hiên nói, này sở hiên ta có chuyện khẩn cấp cần nói với ngươi. Tên khốn a hắn, ách hắn. Sở Hiên hơi ngẩn ra, hắn cũng có chút bất ngờ, hỏi, hả? Adam làm sao? Không thể nói với ngươi. Là ứng long ngây người một lúc rồi mới lầm bẩm nói. Ngươi cố ý dùng phi kiếm bay tới đây chọc tức bọn ta phải không? Trịnh xá ở bên cạnh nghe được vừa tức giận vừa buồn cười, quát lên, nếu ngươi không thể nói với bọn ta vậy thì không nói ngay từ đầu, nếu muốn nói thì trực tiếp nói thẳng ra đi. Không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói. Là ứng long khổ sở đáp lại hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên vung tay lên khống chế thanh trường kiếm cổ pháp một luồng sáng màu bạc từ phía dưới bắn vọt lên ánh sáng này so với vụ nổ lúc trước còn kịch liệt hơn uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều đến cả mấy người trịnh xá đứng đằng xa cũng phải hơi khép mắt lại xung động từ vụ nổ truyền ra phạm vi mấy trăm mét xung quanh cả một mảng nhà cửa đã hoàn toàn sụp đổ tan nát lúc này một sinh vật khổng lồ từ dưới đất chậm rãi bay lên thân thể màu tím kim loại khảm quanh bên ngoài xung quanh vẫn là tấm màn ánh sáng tâm linh có thể thấy được bằng mắt thường, hoặc cũng có thể gọi là trường lực át. Dưới một đòn mạnh mẽ vừa rồi Eva không một không ngờ lại không hề thương tổn chút nào, đến cả la cam đạo đứng trong lòng bàn tay nó cũng vậy. Được rồi, ta thừa nhận lúc trước đúng là đã coi thương ngươi. Tu chân giả, thứ lỗi cho cách ta gọi ngươi lúc trước. Bây giờ ta cũng nên bắt đầu tập trung hơn một chút, vậy mới không uổng phí vị trí cường giả số 3 trong ác ma đội của ta. La cam đạo mở rộng hai tay, từ sau lưng hắn xuất hiện chín đôi cánh bằng ánh sáng, đồng thời sau lưng Eva không một cũng mọc ra chín đôi cánh ánh sáng khổng lồ. Chín đôi cánh này tuyệt đối không phải vật trang trí, bởi vì dùng mắt thường cũng có thể thấy, chúng đang liên tục hấp thu những đốm sáng nhỏ bé ẩn ước xuất hiện giữa không gian xung quanh. Không biết những đốm sáng đó là cái gì nhưng theo mức độ hấp thu, áp lực cực lớn trên người nó càng lúc càng mạnh. La ứng long cũng bình yên vô sự xuất hiện tại trung tâm vũ nổ màu bạc, nhìn như không việc gì nhưng kỳ thực nếu cẩn thận quan sát, ánh sáng trên mấy thanh cổ kiếm của hắn hình như ngắn đi một chút, cũng ảm đạm đi một chút. Quả nhiên là vậy, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Tuy chuyện bất ngờ này đã có dấu hiệu trước nhưng xuất hiện đúng. Lúc hắn khiêu khích chung châu đội, hơn nữa còn xuất hiện dưới hình thức này. Xem ra vận mệnh đã trở thành kẻ địch của chúng ta rồi. Sở hiên khẽ thở dài, liếc nhìn Trương Tiểu Tuyết một cái, thì thào nói. Trương Tiểu Tuyết ngẩn người hỏi, cần dùng phong thần bảng hỗ trợ hắn một chút không? Nhanh chóng đánh bại gã tu chân giả ấy, sau đó tiếp tục tiêu hao sức mạnh chung châu đội không mọi việc tự có quán tính phát triển của nó quán tính phát sinh ngoài dự tính trước mắt đã không còn dễ dàng loại trừ nữa rồi bắt đầu trận chiến cuối cùng rút cuộc cũng đã bắt đầu do hai gã họ la ấy mở màn sở hiên ngẩng đầu nhìn lên không nói xong câu cuối cùng liền trầm mặc hồi lâu rồi mới tiếp tục thật đáng tiếc thời tiết này không thể nhìn thấy sao sao những người xung quanh đều tò mò hỏi đột nhiên một người kêu lên không hay không thấy triệu chuế không đâu nữa không cần tìm ta đã nói rồi mọi chuyện tự có quán tính phát triển của nó muốn ngăn cản phải tốn rất nhiều công sức không bằng thuận lực mà dùng bắt đầu đi ác ma đội chúng ta cũng gia nhập trận chiến cuối cùng tại một quảng trường cách chỗ ác ma đội đóng quân không xa triệu chuế không đang mỉm cười đứng đó đối mặt với một thanh niên khác dáng vẻ của người kia cực kỳ giống hắn nói một cách chính xác thì hai người gần như là một thế nào đã hoán đổi chưa đừng nói với ta là ngươi lại quên mất đấy nhé triệu chuế không mỉm cười nhìn gã thanh niên đứng trước mặt hai kẻ bộ dạng giống hệt nhau đứng đối diện một cách vô cùng quỷ dị nếu không phải vì y phục trên người khác biệt thì thật sự giống như hình phản chiếu trong gương a à, đương nhiên là phải hoán đổi rồi đúng là đáng tiếc nếu không phải đang muốn gặp mặt quả táo nhỏ thì trước khi chúng ta hợp thể phải đấu với ngươi một trận mới đã đúng không clone của ta triệu chuế không nhìn kẻ kia của mình cười nói Đúng thế, ngoài quả táo nhỏ của chúng ta ra, đám còn lại đều là rau cải khoai tây, chỉ có ngươi là hợp khẩu vị ta nhất. Nhưng mà không được, quả táo nhỏ đã chờ đến suốt ruột rồi, nếu không nhanh chóng giải quyết ngươi, bé con không chừng sẽ nổi giận mất. Chỉ đáng tiếc, thứ này hợp thể xong không thể chia ra được nữa, nếu không tự mình đánh với mình cũng là một cách giải trí rất tốt. Gã triệu chuế không kia cũng mỉm cười nhìn lại. Hai gã yên lặng nhìn nhau cả nửa ngày, tiếp đó xòe tay để lộ thứ mình đang cầm ra, đó là một đôi hoa tai nói chính xác là mỗi người cầm một chiếc lần lượt một người đeo lên tay trái một đeo lên tay phải trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo hai người đâm sầm vào nhau tiếp đó ánh sáng lóe lên hai người đồng thời mất chi giác nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha